Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Thần là một tác phẩm văn học được viết bởi tác giả Phong Thanh Dương, thuộc thể loại huyền huyễn. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Lý Thiên Mệnh, người luôn mơ ước có thể tỉnh giấc để cười vì những điều kỳ diệu xảy ra trong giấc mơ của mình. Tuy nhiên, nhà của anh lại là nơi nuôi dưỡng những sinh vật kỳ lạ, đều xuất hiện trong các truyền thuyết về thái cổ hỗn độn cự thú. Chẳng hạn như gà Thái Dương, được sử dụng làm thức ăn cho vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng, hay mèo đen có khả năng luyện hóa vạn giới trong thái sơ hỗn độn lôi ma. Thậm chí, cả những con gián trong nhà anh đều có khả năng nắm giữ ngàn tỷ bất tử và phân thân thành vạn giới vĩnh sinh thú. Với sức mạnh vượt trội và khả năng chiếm lĩnh 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, Lý Thiên Mệnh đã trở thành vạn cổ đệ nhất hỗn độn thần linh. Anh ta đi khắp các vùng đất và vô tận thần vực để san bằng và sinh linh cho vạn vật, cũng như đối đầu với chư thiên thần ma. Tuy nhiên, dù có sức mạnh vô biên, Lý Thiên Mệnh vẫn không thể thoát khỏi cảm giác buồn bã và hô run khi nhìn thấy những cảnh tượng đau khổ của thế giới. Vạn Cổ Đệ Nhất Thần, Lý Thiên Mệnh. Tập 1. Truyền thuyết kể rằng, mỗi khi thiên đạo mất đi, luân hồi đi đến cuối thì trong giới vực vô tận sẽ sinh ra 10 con cự thú hỗn độn thái cổ. Chúng nó có thân thể to còn hơn thần vực, nơi chúng nó đi qua là trời sụp đất nứt, thời không đảo điên, hành tinh suy vong, chúng sinh bị nạn. Sau khi hủy diệt thế giới cũ chúng nó sẽ mất tích. Từ đây thiên địa tái sinh, xây dựng lại trật tự, sinh mệnh sống lại, thế giới mới được sinh ra. Đêm khuya, trời đổ cơn mưa lớn như chút nước. Mây đen dày đặc như ức vạn ác quỷ hung ác tụ lại với nhau nhìn về chốn trần gian âm u này. Vô số tia chớp hình rắn chói mắt xẹt qua tầng mây, phát ra tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc làm thiên địa run rẩy. Thiên Mệnh, cứu ta! Lý Thiên Mệnh đầu đau như búa bổ, khó khăn mở mí mắt trong cơn mưa to giã thẳng vào người. Đập vào mắt Lý Thiên Mệnh là một con chim đại bàng có đôi cánh chim màu vàng. Chim đại bàng vốn nên thần tuấn nhưng giờ mình đầy vết thương, máu tuôn ồ ạt hòa cùng con mưa to nhuộm đỏ mảng lớn đất đai. Thiên Mệnh thấy cảnh này thì tim đau như dao cắt. Kim Vũ. Vì đây là thú bản mệnh chim đại bàng bốn cánh vàng của Lý Thiên Mệnh, là huynh đệ sống chết có nhau, cùng kề vai chiến đấu 16 năm trời. Đùng. Một tiếng sấm nổ vang, tia sáng chợt rạch phá chân trời, ánh sáng nhấp nháy, một con chim ưng được ba mắt màu tím từ trên trời giáng xuống. Tia điện hình rắn rậm rạp quấn quanh người chim ưng ba mắt, nó phát ra tiếng rít hung ác, móng vuốt sắt bén đè chặt Kim Vũ. Sau đó nó hé mỏ chim nhổ từng mảnh lông chim màu vàng trên người Kim Vũ. Mỗi mảnh lông chim bị giật đứt là để lại một lỗ máu. Tiếng rít đau đớn của Kim Vũ như móc câu đâm vào ngực Lý Thiên Mệnh. Làm hắn hít thở cũng thấy đau đớn. Một thiếu niên ngồi trên chim ưng ba mắt nói: Lý Thiên Mệnh, người dám có ý đồ chuốc thuốc xâm phạm Mộc Tình Tình, xét thấy hành vi không bằng cầm thú của ngươi, ta thân làm đệ tử thiên phủ của Viêm Hoàng học cung phải khiển trách ngươi. Giữa hai mắt của thiếu niên như có ao sét, gã điều khiển chim ưng ba mắt trong sấm chớp đi đùng này tựa như con của sét. Thiếu niên trầm giọng tuyên cáo: Nghĩ tình ngày thường ngươi biểu hiện tốt đẹp nên chừa cho đường sống. Phán tử hình thủ bản mệnh chim đại bàng bốn cánh vàng của ngươi. Thiếu niên muốn lăng trì xử chết Kim Vũ. Ác phê lù. Thiếu nữ xinh đẹp dựa sát vào thiếu niên lên tiếng. Đình ca, chiến hồn thánh thú là của ca. Thứ cặn bã, hạ tiện như Lý Thiên Mệnh không xứng có được thần vật như vậy. Trong con mưa lớn tàn phá khiến toàn thân thiếu nữ ướt đẫm, dáng người linh lung thướt tha rúc vào lồng ngực thiếu niên. Mô tả sơ sơ thấy mùi tiện nhân. Nàng chính là Mộc Tỉnh Tình. Dù Lý Thiên Mệnh hóa thành cho cũng nhận ra nàng. Mộc Tỉnh Tình kêu Đình ca là thiếu niên xét ngồi trên chim ung đục ba mắt, Lâm Tiêu Đình. Lý Thiên Mệnh đã nhớ ra, bọn họ giết Kim Vũ là vì muốn cướp lấy chiến hồn thánh thú. Trong quốc gia này ai đều biết chiến hồn thánh thú là thứ quý giá biết bao, nó vô giá, là thánh thú trong truyền thuyết để lại con cháu đời sau. Nghe nói công hiệu của chiến hồn thánh thú có thể tạo ra cường giả đứng trên chúng sinh. Lý Thiên Mệnh lấy được chiến hồn thánh thú đã bị Kim Vũ luyện hóa vào lông chim. Cơn giận như núi lửa bùng cháy trong lồng ngực Lý Thiên Mệnh, núi lửa sắp phun trào, mây khói mù mịt. Nhưng không hiểu sao Lý Thiên Mệnh chẳng thể nhúc nhích một đầu ngón tay, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lông chim trên người Kim Vũ bị lôi điện thần ưng nhổ từng cọng, nhìn nó toàn thân máu tươi đầm đìa rít gào đau đớn với mình. Khao khát và đau thương ánh trong mắt Kim Vũ làm tim Lý Thiên Mệnh nhói đau. Trên thế giới còn có chuyện gì bất lực, khó chịu hơn là nhìn huynh đệ của mình bị người hành hạ ngay trước mắt không? Lâm Tiêu Đình, Mộc Tình Tình,
đời này miễn là Lý Thiên Mệnh này không chết thì nhất định sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Lý Thiên Mệnh đến chết cũng không quên hai cái tên này, hắn cố gắng vùng vẫy, muốn xé rách bộ mặt giả tạo của họ. Nhưng kỳ lạ là hai người cách hắn càng lúc càng xa hơn, sau đó bị sương mù dày đặc và tia chớp nuốt trọn, mọi thứ tan biến trước mắt hắn. Lý Thiên Mệnh đứng trong đất trời tối tăm, mờ mịt nhìn quanh. Mộc Tình Tình đâu? Lâm Tiêu Đình đâu rồi? Bọn họ đi nơi nào? Két! Bên tại Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa. Mệnh Nhi, ngươi lại thấy ác mộng rồi. Lý Thiên Mệnh loáng thoáng nghe một giọng nói tràn ngập trìu mến và đau lòng. Lý Thiên Mệnh đau đầu như búa bổ, hắn nương đôi tay gầy yếu đỡ mình cố gượng ngồi dậy. Sốt cuộc mở mắt ra. Đập vào mắt là một gian phòng ngủ tối mờ, ánh nến chiếu lên bàn ghế để lại cái bóng kéo dài. Thì ra mới rồi là cơn ác mộng, hèn gì mình không thể nhúc nhích. Nhưng cũng không xem như là mơ, vì việc diễn ra trong mơ đều thật sự xảy ra. Mọi cảnh tượng, mỗi câu Lâm Tiêu Đình và Mộc Tinh Tình nói đều giống hệt lúc ấy. Lý Thiên Mệnh, từng là thiên tài của Ly Hỏa Thành, tòa thành trì xa xôi ở Chu Tước Quốc, cũng là nhi tử của thành chủ Ly Hỏa Thành. 3 năm trước, Lý Thiên Mệnh ở Ly Hỏa Thành được Viêm Hoàng Học Cung, thánh địa cao nhất của Chu Tước Quốc nhận vào học. Hắn mang theo hy vọng của mọi người trong thành đi Viêm Hoàng Học Cung tu luyện. Trên đường đến Viêm Hoàng Học Cung, Lý Thiên Mệnh gặp gỡ thiên tài Mộc Tình Tình cũng đến từ thần phong thành xa xôi, rồi kết bạn với nàng. Một lần anh hùng cứu mỹ nhân khiến hai người từ đây về sau giúp đỡ nhau cùng trưởng thành. Tình cảm đến thật tự nhiên, hai người hẹn hò 1 năm. Trong 1 năm đó, Mộc Tinh Tinh lấy cớ là tu luyện quan trọng hơn nên không chịu công khai tình cảm của hai người. Lý Thiên Mệnh từng cho rằng nàng là chân mệnh thiên nữ của mình, hắn cam nguyện cả đời ở bên cạnh bảo vệ nữ nhân này. Thanh niên mới lớn đã dại gái. Nhưng Lý Thiên Mệnh không thể ngờ rằng mình chẳng biết gì cả, hoàn toàn không cảnh giác với dã tâm của Mộc Tình Tình. Năm nọ, Lý Thiên Mệnh ở trong bí cảnh chiến trường Trầm Uyên của Viêm Hoàng Học Cung lấy được chiến hồn thánh thú đủ gây náo động. Đó là một cọng lông chim cổ xưa, mặt trên có hoa văn thời đại thượng cổ. Lý Thiên Mệnh biết thứ này vô cùng quý giá nên giữ kín bí mật. Khi đó Lý Thiên Mệnh cho thú bản mệnh kim vũ của mình luyện hóa chiến hồn thánh thú vào trong lông chim, từ đầu tới đuôi hắn chỉ kể việc này cho một mình Mộc Tình Tình nghe. Nhưng Lý Thiên Mệnh không bao giờ ngờ rằng người mình tin tưởng nhất lại tiết lộ tin tức chiến hồn thánh thú cho Lâm Tiêu Đình, người đến từ thiên phủ trong Viêm Hoàng Học Cung. Thế là Mộc Tình Tình xoay người biến thân, vứt bỏ Lý Thiên Mệnh, trở thành bạn gái của Lâm Tiêu Đình. Thiên phủ trong Viêm Hoàng Học Cung là nơi bí mật cao nhất trong học cung. Chỉ có thiên tài chói mắt nhất trong cả nước mới được vào, một nơi truyền kỳ. Thế lực sau lưng các thiên tài đó toàn là nhà giàu thế gia, vương công quý tộc của cả nước. Ví dụ như Lâm Tiêu Đình là thiếu niên thiên tài chói mắt nhất trong Lôi Tôn phủ bá chủ một phương. Lý Thiên Mệnh làm sao bắt kịp bối cảnh của người như vậy? Đêm hôm đó là ngày kỷ niệm tròn 1 năm hai người quen nhau, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị quà đặc biệt đưa đến trước mắt Mộc Tình Tình. Mộc Tình Tình rất vui vẻ, dụ dỗ Lý Thiên Mệnh uống ly rượu. Hắn không hay biết có điều khác lạ, động tình sờ nàng một chút, sau đó Lâm Tiêu Đình xuất hiện. Chuyện tiếp theo giống y như trong mơ, hai người tàn nhẫn giết chết Kim Vũ, cướp lấy chiến hồn thánh thú ngang ngửa tài phú nửa quốc gia. Điều khác biệt là khi ấy Lý Thiên Mệnh và Kim Vũ cùng nhau chiến đến cùng, nhưng không địch lại siêu thiên tài Lâm Tiêu Đình của thiên phủ trong Viêm Hoàng Học Cung. Bên ngoài đồn rằng Lý Thiên Mệnh vì theo đuổi Mộc Tình Tình nhưng không được đáp lại nên hắn chuốc thuốc muốn làm chuyện cầm thú nhưng không may bị bạn trai của nàng là Lâm Tiêu Đình bắt ngay tại trận, phế bỏ thú bản mệnh của Lý Thiên Mệnh. Từ đấy Lý Thiên Mệnh chẳng những mất đi thú bản mệnh còn chịu tiếng xấu, trở thành trò cười trong Viêm Hoàng Học Cung, cuối cùng bất đắc phải dĩ rời khỏi học cung. Từ đây về sau Mộc Tình Tình được Lâm Tiêu Đình trợ giúp vào thiên phủ trong Viêm Hoàng Học Cung tu hành, tu vi tiến bộ siêu nhanh. Lâm Tiêu Đình cũng dựa vào chiến hồn thánh thú một bước lên trời, trở thành thiên tài số 1 của thiên phủ. Hai người được ví như thần tiên quyến lữ, thành giai thoại. Lý Thiên Mệnh, người từng làm trò hề thì sau khi đánh mất thú bản mệnh cũng thành hạt bụi trong mắt thế nhân, trừ bị người cười chê ra chẳng ai quan tâm đến hắn. Có ai biết hắn và Mộc Tình Tình từng hẹn hò 1 năm? Bởi e quen cô nào mà không chịu công khai thì tự hiểu he. Từ khi Lý Thiên Mệnh trở về Ly Hỏa Thành đã qua 3 năm. 3 năm này hắn như cái xác biết đi, như con sâu cái kiến. Nếu không nhờ tín niệm báo thù rửa hận chống đỡ, nếu không có trách nhiệm chăm sóc mẫu thân thì hắn đã chết ở góc khuất nào đó. 3 năm qua,
Mỗi khi đến đêm mưa là Lý Thiên Mệnh lại mơ về chuyện xảy ra vào buổi tối đó, mơ về ánh mắt chán ghét mà ghét bỏ của hai con người gian ác kia, mơ về Kim Vũ bị nhổ từng cọng lông chim như bị lăng trì. Giờ phút này tỉnh lại, mọi thứ xảy ra năm đó vẫn lặp đi lặp lại trong óc Lý Thiên Mệnh, hắn nhớ kỹ mỗi nét mặt của họ. Mắt của thiếu niên đỏ như máu ẩn trong bóng tối. 3 năm rồi, giấc mơ này khiến hắn nhớ kỹ mọi thứ như in. 3 năm uống băng giá cũng khó dập tắt ngọn lửa thù hận. Khi cơn giận của Lý Thiên Mệnh lên đến đỉnh điểm, một nữ nhân dịu dàng ở bên cạnh vuốt nhẹ trán hắn, làm nỗi lòng của hắn dần bình ổn lại. Mệnh nhi, không sợ, an tâm ngủ đi, có mẫu thân ở đây. Dưới ánh nến, mẫu thân vệ tịnh của hắn trông càng gầy yếu, hơi già nua, nhưng ánh mắt nhìn nhi tử vẫn tràn ngập tình thương của mẫu thân. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, buộc mình thoát khỏi thù hận thấu xương. Xin lỗi, đã làm kinh động mẫu thân rồi. Lý Thiên Mệnh biết nữ nhân trước mắt đã cho hắn sinh mệnh mới là người hắn nên chăm sóc nhất trong tương lai. Vệ tịnh run rẩy đứng lên nói đầy sự quan tâm. Không sao, mới rồi thấy con ngủ không ngon, chắc vì đêm mưa to khó ngủ. Ta đã nấu thanh linh thảo thành canh thuốc, để ta bưng tới cho con uống. Lý Thiên Mệnh sốt ruột nói, vội đứng lên dìu nàng. Thanh linh thảo là thuốc của mẫu thân, sao mẫu thân hồ đồ vậy? Thiếu thanh linh thảo thì mẫu thân có thể sống bao lâu? Nhìn khuôn mặt tiều tụy của mẫu thân, lòng Lý Thiên Mệnh cay đắng. Đại phu đã nói với tình huống hiện tại của mẫu thân thì không chống chọi được bao lâu, vậy mà mẫu thân còn nửa đêm nấu thuốc cho mình. Mệnh nhi, đời này mẫu thân đã sống đủ, mấy thứ tốt này nên để cho người trẻ tuổi các ngươi, cho ta dùng sẽ lãng phí. Đừng nói bậy bạ, mẫu thân mau uống. Lý Thiên Mệnh đã thói quen. Nếu không nghiêm mặt thì mẫu thân sẽ không chịu uống thuốc đúng hạn. Vệ tịnh chớp chớp mắt như đứa trẻ nghịch ngợm. Rồi rồi, để ta uống, miễn nhi tử của ta vui thì bắt ta uống bao nhiêu đều được. Lúc mẫu thân còn trẻ uống rượu nhiều như biển luôn. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vệ tịnh uống hết chén bát thuốc nấu bằng thanh linh thảo, chén bát thuốc này có thể kéo dài sự sống của nàng. Nhưng đã uống hết lượng thanh linh thảo của tháng này, Lý Thiên Mệnh chưa biết tháng sau đi đâu tìm thanh linh thảo. Đời này vệ tịnh, mẫu thân đã trả giá quá nhiều cho hắn, hắn có tài đức gì mà có người nhà tốt như vậy. Lý Thiên Mệnh từng muốn trở nên phát đạt, cho mẫu thân cuộc sống tốt hơn, nhưng không ngờ mình trở thành phế nhân, cùng mẫu thân sống nương tựa vào nhau. Vệ tịnh uống hết thuốc, cố mỉm cười khích lệ Lý Thiên Mệnh. Mệnh nhi hãy nhớ kỹ, số phận đôi khi làm người ta chịu đau khổ một chút, nhưng tất cả cực khổ đều là tôi luyện, vì đúc nên ngươi càng cường đại hơn. Về sau ngươi sẽ có cuộc đời càng tốt đẹp, tuyệt đối đừng bỏ cuộc, phải cố gắng bước tiếp. Hài nhi biết rồi, mẫu thân hãy ngủ đi. Lý Thiên Mệnh dìu vệ tịnh về phòng, dỗ dành như dỗ con nít, qua nửa canh giờ mẫu thân mới thiếp ngủ. Đêm đã khuya, Lý Thiên Mệnh thẫn thờ nhìn sợi tóc bạc của mẫu thân. Bỗng nhiên, một không gian thần diệu trong người Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Không gian này gọi là không gian bản mệnh, trên Viêm Hoàng Đại Lục. Mỗi người khi sinh ra thì trong người tự động sinh thành không gian bản mệnh. 7 ngày sau khi mọi người chào đời, trong không gian bản mệnh sẽ ấp trứng ra một con thú bản mệnh. Hầu như mỗi người trên đại lục đều có thú bản mệnh của riêng mình. Thú bản mệnh huyền bí mà đặc sắc nhiều chủng loại, con thú mạnh thì có thể bay lên trời chui xuống đất. Các tiên nhân thượng cổ sáng tạo ra hệ thống tu luyện cộng sinh, khai sáng con đường tu luyện giữa người và thú bản mệnh, sinh ra ngự thú sư. Ngự thú sư và thú bản mệnh cộng sinh tu luyện, hai bên cùng chung huyết mạch và trí tuệ, kề vai chiến đấu, hình thành tổ hợp chiến đấu cường đại một người, một thú. Lý Thiên Mệnh từng là một ngự thú sư, Kim Vũ là thú bản mệnh của hắn. Sau khi Kim Vũ chết, không gian bản mệnh của Lý Thiên Mệnh yên lặng 3 năm, mãi đến hôm nay rốt cuộc có động tĩnh. Lý Thiên Mệnh lộ vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Không gian bản mệnh của hắn có một bí mật lớn mà không ai biết. Đó là trừ Kim Vũ được ấp trứng cùng lúc hắn chào đời, thật ra trong không gian bản mệnh còn 10 quả trứng bí ẩn khác. Sau khi Kim Vũ ấp trứng thì 10 quả trứng này mới nổi lên mặt nước, chúng nó cho cảm giác. Hoàn toàn khác với Kim Vũ. Mười mấy năm nay các quả trứng không có động tĩnh gì, về mặt lý luận thì chúng nó đều là thú bản mệnh của Lý Thiên Mệnh, nhưng tình huống này chưa từng có trong lịch sử nguyên đại lục. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh có linh cảm mãnh liệt rằng 10 quả trứng bí ẩn nhất sốt cuộc sắp ấp trứng. Những quả trứng này làm bạn với ta từ lúc sinh ra, ẩn giấu nhiều năm như vậy chắc chắn không phải vật tầm thường. Lý Thiên Mệnh có cảm giác này chủ yếu đến từ huyết mạch gắn liền giữa ngự thú sư và thú bản mệnh,
đến từ hệ thống tu luyện cộng sinh. Cái gọi là hệ thống tu luyện cộng sinh tức là bộ hệ thống tu luyện cho ngự thú sư và thú bản mệnh dùng chung. Ví dụ cảnh giới tu hành thứ nhất là thú mạch cảnh, ngự thú sư và thú bản mệnh bẩm sinh có 9 thú mạch. Tu luyện thú mạch cảnh tức là ngự thú sư và thú bản mệnh quán thông 9 thú mạch của mình, khiến 18 thú mạch gắn liền với nhau. Mỗi khi quán thông một thú mạch thì bản thể và thú bản mệnh liên kết huyết mạch càng sâu sắc thêm. Sau khi thú mạch quán thông với nhau mới dùng công pháp chuyển linh khí thiên địa thành thú nguyên chứa trong thú mạch. Thú nguyên của ngự thú sư và thú bản mệnh giống nhau, có thể mượn dùng lực lượng của nhau, tức là lực lượng dùng chung. Trong hệ thống tu luyện cộng sinh, lực lượng huyết mạch của thú bản mệnh rời sang người ngự thú sư thì cơ thể của ngự thú sư càng mạnh mẽ. Lực lượng huyết mạch của ngự thú sư cho thú bản mệnh có trí tuệ càng cao. Ngự thú sư và thú bản mệnh vận dụng thú mạch, thú nguyên tổ thành chỉnh thể chiến đấu. Thú bản mệnh thi triển thú pháp chiến đấu, ngự thú sư thì dùng võ pháp đánh nhau. Bây giờ trong không gian bản mệnh có 2 quả trứng đang kêu răng rắc, có một quả trứng đã bắt đầu nứt vỏ. Lý Thiên Mệnh rời ngay quả trứng nứt vỏ ra khỏi không gian bản mệnh, đặt trên giường của mình, yên lặng chờ thủ bản mệnh ấp trứng nở ra. Khoảnh khắc kích động lòng người rốt cuộc đến. Răng rắc, răng rắc rắc. Vết dạn trên quả trứng càng lúc càng nhiều, càng dày đặc hơn. Lý Thiên Mệnh mơ hồ cảm nhận uy áp khiến người nghẹt thở. Bản thân Kim Vũ thú bản mệnh ban đầu lúc nở ra đã là ngũ giai, liệu rằng quả trứng này nở ra thú bản mệnh thế nào? Chắc chắn là thủ bản mệnh trên ngũ giai. Lý Thiên Mệnh còn nhớ lúc Kim Vũ ấp trứng không có uy áp táo bạo đến vậy. Thủ bản mệnh phân chia đẳng cấp rất nghiêm khắc, đẳng cấp càng cao thì mức độ trưởng thành càng lớn. Thủ bản mệnh chim đại bàng bốn cánh vàng ngày xưa của Lý Thiên Mệnh đã là thủ bản mệnh ngũ giai hiếm thấy, bây giờ quả trứng này còn hơn cả thế. Ra rồi, ra rồi. Lý Thiên Mệnh siêu kích động, người không biết còn tưởng là hắn đang chờ con đầu lòng của mình sinh ra. Răng rắc. Giây phút này, quả trứng vỡ ra. Một bóng đen xuất hiện. Trời! Không có con thú lớn và khủng bố trong ảo tưởng. Cái con bò ra từ vỏ trứng, lắc lư không đứng vững trên giường là một con gà con. Bất ngờ chưa? Còn là bé gà lông tơ vàng non non. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến một tử hình dung bé gà, tan trong miệng. Mợ nó. Hắn khóc không ra nước mắt. Ngươi là con gà thì mắc cái khỉ gì mà phát ra hơi thở hồng hoang khi bước ra. Chiếp, nói ai là gà hả? Bé gà vàng xù lông, dựng thẳng cổ, mắt gà trọi trừng thẳng Lý Thiên Mệnh, đôi mắt nhỏ tóe lửa. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc kêu lên. Liên kết tâm linh. Còn nhớ từ khi sinh ra thì hắn và Kim Vũ đã như hình với bóng, mãi khi hắn tu luyện đến thủ mạch đệ tứ trọng, hai bên quán thông bốn thú mạch thì mới liên kết tâm linh với nhau được, bắt đầu giao lưu đối thoại. Tiểu hoàng kê nghiêng cổ, hé mỏ chim màu nâu, hai cánh chống nạnh trông như lưu manh nhỏ. Ai thèm liên kết tâm linh với ngươi? Lão tử đang nói chuyện với ngươi đây, tỏ thái độ tốt một chút, không thì coi chừng lão tử bóp chết người. Một con gà mới sinh ra mà tự xưng là lão tử với hắn. Ủa khoan, con gà nó đang nói chuyện, Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Gà con, người biết nói chuyện ư? Ngạc nhiên cái vẹo gì, lão tử còn nhiều bản lĩnh lợi hại hơn chưa thể hiện ra đâu. Tiểu hoàng kê đáp bằng thái độ đầy bỏ ghét. Lý Thiên Mệnh sờ chán, không phát sốt mà sao thấy ảo giác. Lý Thiên Mệnh tóm gà con lên đặt trong lòng bàn tay, đang định nói chuyện chợt phát hiện nóng phỏng tay như đang cầm cục than nung. Tiểu hoàng kê tiếp tục chừng hắn. Rùa con. Thả lão tử ra. Người ngoan ngoãn cho ta, nếu không sẽ luộc ngươi. Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng kê ánh mắt giao nhau. Thấy mợ rồi. Hắn thấy một đốm sáng trong con mắt nhỏ của tiểu hoàng kê, đó là một điểm phát sáng. Còn nhớ Kim Vũ vừa nở trứng tổng cộng xuất hiện 5 đốm sáng, chứng minh nó là thủ bản mệnh ngũ giai khá hiếm hoi trong Ly Hỏa Thành. Khi thú bản mệnh nở từ quả trứng trong mắt có mấy đốm sáng đại biểu mấy cấp. Có thể nói phẩm cấp trực tiếp quyết định độ cao trưởng thành của thú bản mệnh, phần lớn đại biểu cực hạn tu luyện của ngự thú sư. Thú bản mệnh ngũ giai đủ để Lý Thiên Mệnh trở thành thiên tài đỉnh cao trong 300 năm gần đây của Ly Hỏa Thành. Tiểu hoàng kê này có một đốm sáng chứng minh nó là thú bản mệnh nhất giai. Độ cao cuối cùng của nó có lẽ chỉ là thú mạch cảnh, thậm chí không đột phá nổi thú mạch cảnh đệ ngũ trọng. Hết rồi, hết thật rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nhất giai thì lấy vẹo gì mà báo thù, ôi chỉ muốn chết cho xong. Lý Thiên Mệnh bật thốt ra một câu cảm thán khi vừa mới bùng lên hy vọng bởi màn trào sân đầy dữ dội nhưng lại bị dội ngay một gáo nước lạnh khi nhận combo sốc toàn tập.
Tên đầu đất này, người mà chết ta cũng lót xác theo. Cuộc đời vẫn tươi đẹp lắm, ta chưa có nhu cầu đi chết chung. Nhìn kỹ lại đây. Nhìn lại ư, Lý Thiên Mệnh cố gắng nhìn lại lần nữa. Vẫn là một đốm sáng, tuy đáng thất vọng nhưng đời người có bao nhiêu chuyện tốt đẹp như mình tưởng tượng. Khoan đã. Khi Lý Thiên Mệnh thẫn thờ nhìn đốm sáng này thì chẳng biết có phải sinh ra ảo giác hay sao mà đốm sáng tản ra. Một đốm sáng mở rộng, thoạt trông như có vài đốm sáng tụ lại hình thành một vầng sáng, nhưng đốm sáng đang mở rộng ra nhiều hơn. Mấy cái, mười mấy cái, hàng trăm, ngàn vạn cái. Đến cuối cùng đốm sáng biến thành tinh vực rộng lớn. Trong tinh vực này có ức vạn hàng tinh đang thiêu đốt. Chúng nó thật xa xôi, nhưng ánh sáng của chúng tổ hợp lại chiếu đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây không phải một đốm sáng mà là một tinh vực. Ầm 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 ầm. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh cảm giác đầu óc nổ tung, mọi thứ trước mắt biến mất, hắn như đi vào tinh vực xa xôi này. Lý Thiên Mệnh bỗng cảm giác ra đầu tê dại, khi hắn đứng trong hư không vô tận ngoái đầu lại thì thấy sao răng khắp nơi, mỗi ngôi sao phun ra rút vào dòng lửa, quả cầu lửa lớn rực cháy. Giây tiếp theo, Lý Thiên Mệnh nghe tiếng chim hót kinh thiên động địa. Hắn thấy tận cùng trời sao có đoàn lửa cháy bay tới gần. Đoàn lửa là cánh chim to dương rộng che kín trời, khi nó bay tới gần, Lý Thiên Mệnh giật mình phát hiện nó to bằng tinh vực này. Vô số dòng lửa vòng quanh nó, mỗi dòng lửa tổ hợp từ ức vạn hàng tinh. Đây là một con phương hoàng lửa vĩnh hằng. Nơi nó bay qua là có vô số vì sao rực cháy tụ lại với nhau biến thành từng chuỗi lửa bị nó há mồm nuốt trọn. Hình ảnh giống như hút sợi mì, vèo một tiếng hàng ức hàng tinh lửa chui vào bụng con chim. Hình ảnh đầy rung động như vậy tựa cảnh trong mơ, không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Lý Thiên Mệnh cảm giác như chung thị giác với chim lửa vĩnh hằng, nhìn nó dọc đường nuốt ăn. Có lẽ mỗi ngôi sao lớn cháy lửa là mặt trời mọc trên đỉnh đầu chúng ta. Mãi đến một ngày nọ, một bàn tay to màu đen xuất hiện trong thiên địa. Khoảnh khắc bàn tay to xuất hiện thì con thú lớn này rốt cuộc sợ hãi. Nó rít chói tai, khủng hoảng bay tứ phía. Thật khó tưởng tượng sẽ có tồn tại càng đáng sợ hơn, làm nó chạy trối chết. Khi nó đang lẩn trốn thậm chí tự đốt mình, làm nó nhỏ dần. Mỗi khi bàn tay to đập vào người nó là vô số hỏa hoa bắn ra, mỗi đốm hỏa hoa hóa thành một ngôi sao. Từ đây về sau hỗn độn luân hồi do ta khống chế. Đây là giọng của bàn tay to màu đen kia. Thanh âm này kinh thiên động địa, rung động vũ trụ, cả tinh vực vô tận chìm trong sự sợ hãi vĩnh hằng. Lý Thiên Mệnh cảm nhận nỗi sợ của con chim lửa vĩnh hằng, sự sợ hãi như kịch độc từ con chim lan tràn đến người hắn. Khoảnh khắc cuối cùng chim chết trong dải ngân hà, nó cảm giác mình sắp mất mạng rồi nó bỗng nhìn về phía hắn. Giọng Lý Thiên Mệnh khàn khàn hỏi. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Chim vĩnh hằng nhìn chăm chú vào Lý Thiên Mệnh, thật lâu không nói chuyện. Thời gian như dừng lại ở phút này. Lý Thiên Mệnh chợt cảm giác mặt đau nhói, cảnh vật trước mắt thay đổi, vèo một tiếng, hắn trở lại phòng của mình. Mợ nó. Lý Thiên Mệnh giật mình thấy tiểu hoàng kê leo lên vai từ bao giờ. Nó đang mổ mặt của hắn. Tâm tình của Lý Thiên Mệnh dần bình ổn lại, hắn túm cánh tiểu hoàng kê lên để gần sát mắt mình. Người rốt cuộc là con vật gì? Đốm sáng trong mắt tiểu hoàng kê còn đó nhưng không còn biến thành tinh vực nữa. Tiểu hoàng kê vừa vùng vẫy vừa táo bạo đáp. Ta là luyện ngục vĩnh hằng phượng hoàng. Sao nào, tên phong cách lắm phải không? Gì, luyện ngục vĩnh hằng kê? Lý Thiên Mệnh hồi đáp trong vô thức vì rất khó có thể liên tưởng con gái nhỏ bé trên tay là một con phượng hoàng to lớn vừa cảm nhận. Kê cái đầu ngươi, là phượng hoàng, luyện ngục vĩnh hằng phượng hoàng. Lý Thiên Mệnh lại hỏi, phượng hoàng luyện ngục vĩnh hằng là cái gì? Một trong các cự thú hỗn độn thái cổ. Rồi sao nữa? Không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Lão tử mới sinh ra đã thấy đầu ngốc nhà ngươi đang đùa với ta, tự nói đi, ta biết cái gì? Mợ, bị một con gà mắng. Thật ra trong lòng Lý Thiên Mệnh biết rõ con gà này không đơn giản, thậm chí 9 quả trứng còn lại của hắn đều không đơn giản. Hình ảnh vừa rồi quá ngầu, chim lửa vĩnh hằng ăn mặt trời, bàn tay to màu đen che kín trời, ngôi sao mặt trời vô tận. Trong khi Lý Thiên Mệnh thả hồn thì tiểu hoàng kê chống nạnh cánh xem xét hắn nửa ngày, kết luận rằng. Chàng trai, người yếu như gà bệnh, phải biết học biến mạnh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Xin hỏi Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng là ta làm sao để biến mạnh? Đi theo ra lăn lộn liền biến mạnh. Rồi sao nữa? Tiểu Hoàng kê cười nói.
tiền vàng, quyền lực, gà mái, người cái gì cần có đều có. Có lẽ tưởng tượng điều tốt đẹp gì làm bé gà vàng bất giác chảy nước miếng. Vãi gà! Ta nhận tiền với quyền, còn gà mái thì ngươi giữ lại tự hưởng đi. Từ sau khi Kim Vũ chết, Lý Thiên Mệnh mất hết thú nguyên, thú mạch đã mở ra đều hoang phế. Không có thú bản mệnh thì nghề nghiệp ngự thú sư cũng chấm dứt. Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng này, không cần biết nó có thật sự là cự thú hỗn độn thái cổ hay không, nhưng ít ra giúp cho Lý Thiên Mệnh có hy vọng có thể tu luyện lại, lần nữa bước vào hàng ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh không biết tại sao một con chim vĩnh hằng có thể nuốt cả mặt trời trong hình ảnh lại biến thành tiểu hoàng kê như trước mắt, có lẽ vì bàn tay to màu đen kia. Hắn biết gà con lông tơ vàng này tuy táo bạo lại xấu xa à có đôi chút đê tiện nữa, nhưng nó khát vọng lực lượng giống như hắn, còn về nó biết bao nhiêu về cự thú hỗn độn thái cổ thì hắn không rõ. Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe về cự thú hỗn độn thái cổ, hình như rất khủng bố. Lúc hắn bị Mộc Tình Tình, Lâm Tiêu Đình hãm hại thì đã cùng Kim Vũ quán thông 18 sợi thú mạch, đạt thành thủ mạch để cửu trọng luân hồi viên mãn, sau đó đến linh nguyên cảnh. Việc gấp bây giờ là phục hồi tu vi, nhưng dù gì mới đổi thú bản mệnh, phải thành lập lại kết nối thú mạch, tương đương với bắt đầu lại từ đầu, chắc chắn cần thời gian dài. Cộng thêm chưa biết tiểu hoàng kê này có bao nhiêu tiềm lực, nếu chỉ là thủ bản mệnh nhất giai thì đời này ta cùng lắm chỉ có thể tu luyện đến thú mạch cảnh đệ ngũ trọng. Này tiểu kê, người có thể cùng ca tu luyện không? Úi sời, mang tên gà bệnh như người tu luyện chung tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu hoàng kê nhảy lên đầu Lý Thiên Mệnh, xây tổ trong đống tóc rối. Đừng lề mề nữa, làm thôi. Đừng nhìn tiểu hoàng kê tùy ý xây tổ, thật ra chỗ nó ngồi ở ngay vị trí huyệt bách hội của Lý Thiên Mệnh, đó là một trong những đường liên thông của thú mạch. Bắt đầu nào! Thú mạch cảnh bước đầu tiên tất nhiên là cảm giác vị trí thú mạch của mình và của đối phương. Khi tiểu hoàng kê ngồi trên đỉnh đầu, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại lần mò thú mạch của nó, gà con cũng cảm giác thân thể của hắn. Cảm giác thú mạch của hai bên quán thông với nhau, khi thú mạch thứ nhất của cả hai kết nối với nhau thì đã hoàn thành thú mạch cảnh đệ nhất trọng. Khi thú mạch quán thông, lực lượng huyết mạch mạnh mẽ của thú bản mệnh sẽ ùa vào người ngự thú sư, cường hóa thân thể nhân tộc. Đây là lợi ích lớn nhất mà ngự thú sư nhận được từ thú bản mệnh. Cùng lúc đó, thú bản mệnh vô hình mở ra linh trí, thoát khỏi sự trói buộc của mãnh thú, trở thành thú bản mệnh có thể tu luyện thăng cấp. Nên thú bản mệnh biết tu luyện thăng cấp còn được gọi là thú căn nguyên. Hiếm thấy là thân thể của tiểu hoàng kê tuy nhỏ nhưng thú mạch cực kỳ thô to, mỗi sợi như một con rồng thần, khủng bố mà uy nghiêm. Thật khó tưởng tượng loại cự thú nào mới có thú mạch vững chắc như vậy. So sánh thì thú mạch của Lý Thiên Mệnh như chín con giun nhỏ. Tiểu hoàng kê khinh thường nói. Đồ gà bệnh, thú mạch nhỏ như vậy rõ ràng là vì không đủ dương cương, của lão tử thô to hơn ngươi vô số lần. Bà nội nó, sao nghe kỳ cục? Lý Thiên Mệnh nổi giận. Đắc ý cái quái gì, thú mạch của ngươi sắp thành thú mạch của ca. Trong vô hình, thú mạch của cả hai bắt đầu nối tiếp. Xuyên suốt sợi thú mạch đầu tiên luôn khó khăn nhất, vì bên trong chúng nó lúc này chưa có thú nguyên. May mà Lý Thiên Mệnh có kinh nghiệm phong phú, ngự thú sư chiếm quyền chủ động trong quá trình tu luyện, nhiều lúc do ngự thú sư dẫn dắt. Thú mạch của tiểu hoàng kê tuy thô to nhưng quán thông vẫn rất khó khăn, vì quán thông chứ không phải đánh thông, gọi đúng nghĩa thì nó là một loại kích hoạt. Khi liên kết tâm linh, thú mạch gắn kết với nhau, huyết mạch của hai bên hòa quyện vào nhau, giữa hai sợi thú mạch sẽ dần dính vào nhau hình thành vòng luân hồi hoàn chỉnh. Lý Thiên Mệnh đã làm quen tay, nhưng khi quán thông sợi thú mạch thứ nhất hắn mới biết huyết mạch đến từ Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng cải tạo cơ thể mình đến mức nào. Cải tạo bắt đầu từ thú mạch. Quán thông thú mạch giữa hai bên giống như gắn rồng thần vào con giun, rồi con giun điên cuồng hấp thu lực lượng huyết mạch từ rồng thần, lớn mạnh nhanh vùn vụt. Trong thời gian ngắn ngủi, thú mạch của Lý Thiên Mệnh hóa thành rồng thần, gầm giống lăn lộn trong cơ thể của hắn. Huyết mạch rồng thần sẽ theo máu chảy khắp người. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ rệt thân thể của mình đang phát sinh sự lột xác khủng bố. Xương cốt, máu, nội tạng đều đang lột xác, quá trình này khiến Lý Thiên Mệnh gần như cảm thấy mình cũng trở thành một con phượng hoàng luyện ngục vĩnh hằng, một cự thú hỗn độn thái cổ thật sự. Đương nhiên, hiện tại là thú con, gà con mới đúng. Nhưng ít ra chúng mình đường trưởng thành sau này của hắn không có giới hạn. Ngày xưa chim đại bàng bốn cánh vàng cũng cải tạo thân xác của Lý Thiên Mệnh, nhưng không đến mức độ khủng như vậy. Hắn rốt cuộc xác định, lần này lời to. Nhìn vào mắt Lý Thiên Mệnh là có thể thấy rõ sự lột xác,
sau khi lột xác thì đôi mắt của hắn nóng cháy như mặt trời treo trên bầu trời. Khi thú mạch của Lý Thiên Mệnh trưởng thành con rồng to giống như tiểu hoàng kê cũng là lúc thú mạch thứ nhất đã quán thông, một người một chim cùng nhau bước vào thú mạch cảnh đệ nhất trọng. Tiếp theo là tu luyện công pháp, hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thú mạch thành thú nguyên. Công pháp tốt hay xấu cũng là một nhân tố khác quyết định phẩm chất của thú nguyên, trừ huyết mạch của thú bản mệnh ra. Lý Thiên Mệnh từng tu luyện huyền kim quyết, rèn tạo ra thủ nguyên huyền kim, đây là công pháp tốt nhất của Ly Hỏa Thành. Nhưng khi hắn bắt đầu vận chuyển huyền kim quyết thì tiểu hoàng kê mắng to. Ngươi đang làm gì vậy? Tu luyện cái thứ rác rưởi gì thế này? Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi. Sao vậy lão đệ? Đây là công pháp ưu tú nhất Ly Hỏa Thành rồi. Tiểu hoàng kê kiêu ngạo nói. Đừng hỏi nhiều, để lão tử dẫn dắt tu luyện cho, tu luyện luyện ngục vĩnh hằng kinh của ta này. Cái gì? Lý Thiên Mệnh chưa phản ứng lại thì phát sinh chuyện khó tin. Thú bản mệnh chủ đạo tu luyện, còn tự mang theo công pháp. Ngay phút đầu tiên công pháp luyện ngục vĩnh hằng kinh vận chuyển, Lý Thiên Mệnh liền hiểu ra huyền kim quyết đúng là rác rưởi. Thật tuyệt vời, hắn chẳng cần tu luyện, có lão đệ dẫn dắt rồi, hắn chỉ việc nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ thành quả tu luyện. Thậm chí thiếp ngủ, quỷ biết ngủ một giấc tỉnh lại mình sẽ mạnh đến mức nào. Ngọn lửa bùng cháy trong lòng Lý Thiên Mệnh. Hắn từng cho rằng mình không có ngày ngóc đầu trở lại, dù hàng ngày được mẫu thân khích lệ nhưng hắn khó thấy hy vọng cuộc đời. Nhưng hôm nay, Lý Thiên Mệnh muốn dùng máu tươi viết hai cái tên Mộc Tình Tình, Lâm Thiêu Đình xuống nền đất, rồi dùng lửa đốt thành tro. 3 năm trời không tu luyện, giờ Lý Thiên Mệnh ôn lại cảm giác bị lửa đốt cháy hừng hực. Chớp mắt 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày, Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng dẫn dắt tu luyện. Lý Thiên Mệnh quan sát học tập, thành quả tu luyện chia đều. Đến ngày hôm nay, trên thân thể một người một gà chuyển động thú nguyên có số lượng và chất lượng giống nhau. Trong vòng 10 ngày xuyên suốt đến thú mạch cảnh đệ tam trọng. Tuy là tu lại nhưng tốc độ này dù tính nguyên chu tước quốc cũng là việc lạ chưa nghe bao giờ. Một phần nguyên nhân chủ yếu nhờ luyện ngục vĩnh hằng kinh ưu tú nghịch thiên, cùng với thân thể của hắn bị cự thú hỗn độn thái cổ cải tạo. Thể chất hiện giờ của Lý Thiên Mệnh có thể gọi là luyện ngục vĩnh hằng thể, thiên phú thể chất không khác biệt nhiều với thú bản mệnh tiểu hoàng kê. Thể chất như vậy vốn có lực lượng thiên phú tốc độ nghịch thiên, không gian trưởng thành vô cùng to lớn. Gặp quỷ mất rồi, thú nguyên thú mạch cảnh đệ tam trọng hiện giờ cảm giác mạnh còn hơn thú nguyên huyền kim đệ ngũ trọng rèn tạo từ huyền kim quyết ngày trước. Lý Thiên Mệnh vận chuyển lực lượng thú nguyên trong 3 sợi thú mạch, thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng này như dung nham trong lòng đất, nóng rực thô bạo. Khi thú nguyên chuyển động trên người Lý Thiên Mệnh, toàn thân hắn như núi lửa sôi sục sắp phun trào. Nhiệt độ căn phòng đang tăng lên, khi bùng nổ sẽ là núi lửa phun trào. Ta chỉ là một người bình thường trong Ly Hỏa Thành, nhưng vì sao không gian bản mệnh trừ sinh ra kim vũ còn có nhiều cự thú hỗn độn thái cổ như vậy? Ta có điểm gì đặc biệt? Lý Thiên Mệnh thầm thắc mắc về thân thể của mình, nên hỏi tác giả nha. Trong không gian bản mệnh còn 9 quả trứng. Trong đó một quả đang kêu răng rắc nhưng chưa nứt rạn, chắc rất nhanh sẽ nở trứng. Không biết đây sẽ là cự thú hỗn độn thái cổ gì. Lý Thiên Mệnh tràn ngập mong đợi với quả trứng thứ hai, tưởng tượng rất nhiều điều thú vị về những quả trứng còn lại. Lý Thiên Mệnh đang nghĩ có khi nào mình sẽ có 10 con cự thú hỗn độn thái cổ làm thú bản mệnh. Đến lúc đó hắn sẽ cưỡi 10 con cự thú hỗn độn thái cổ xưng bá thiên hạ, độc tôn vũ trụ, xây dựng hậu cung 3000. Chưa có vẹo gì mà đã mơ. Tuy được đến tạo hóa không dễ có này tương đương với sống lại một lần, ta phải đi vững chắc từng bước đến tương lai, không cho người khác có cơ hội khi nhục ta nữa. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh nóng rực nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng hắn biết rõ từ đây về sau mình muốn làm cái gì, nên làm cái gì. Quan trọng hơn là không thể để mẫu thân lại bi thương nữa. Cuộc đời của mẫu thân Vệ Tịnh vốn đã không quá may mắn, giờ hắn bị phế trong Viêm Hoàng học cung. Dáng vẻ bất lực cực khổ của mẫu thân trong 3 năm qua khắc sâu vào lòng Lý Thiên Mệnh. Tu luyện xong, tiểu hoàng kê còn ngủ say như chết trong phòng, Lý Thiên Mệnh cũng ngừng tu luyện. Tuy nhiên có vẻ như đã lâu không được tu luyện, hắn tu và tiểu hoàng kê tu luyện cả một đêm đến sáng. Hắn nhớ rõ hôm nay là ngày sinh của mẫu thân, hắn sống sót sau tai nạn, hắn cảm thấy đã đến lúc nên chăm sóc tốt cho mẫu thân. Mệnh Nhi, đã tu luyện xong rồi. Lý Thiên Mệnh vừa mở cửa ra đã thấy mẫu thân kéo ghế ngồi ngủ dựa vào cửa, tiếng mở cửa đánh thức mẫu thân. Mẫu thân, Nhi nói cho mẫu thân nghe tin tốt, con thú bản mệnh này của Nhi tuyệt đối vượt qua thú bản mệnh ngũ giai, Nhi tử của người sắp có thể ngóc đầu trở lại,
hô mưa gọi gió rồi. Về không gian bản mệnh của hắn và bí mật 10 quả trứng, trong thiên địa này chỉ có một mình mẫu thân biết. Lúc hắn còn nhỏ mẫu thân đã nhắc nhở không được nói cho ai biết bí mật này. Sự thực chứng minh, mẫu thân vĩnh viễn là người không bao giờ phản bội mình. Vệ Tịnh mỉm cười nói. Thổi phồng không viết bản nháp, ta ở ngoài cửa sổ chỉ thấy một chú gà con, người nhớ giữ kỹ, đừng để nó bị người nấu ăn. Lý Thiên Mệnh dìu nàng đứng lên, đưa ra ngoài sân phơi nắng. Mẫu thân đã thấy rồi à? Hay tối nay chúng ta nấu nó ăn, mới sinh ra nên chắc tươi ngon. Vệ Tịnh răn dậy. Đừng làm bậy, hai tử hư này, gà con đáng yêu vậy mà. Ha ha, nhi tử đùa thôi. Lý Thiên Mệnh nâng Vệ Tịnh ngồi xuống giữa sân, hắn đun một thùng nước nóng rồi ngồi xổm xuống rửa chân cho nàng. Vệ Tịnh thấm thía dặn dò. Nhớ là khi nói với người khác thì bảo rằng đây là thú bản mệnh có được nhờ vào khế ước huyết thần. Biết rồi. Cái gọi là khế ước huyết thần tức là ngự thú sư mất thủ bản mệnh tìm đến mãnh thú chưa nở, hoặc thú con mới sinh ra chưa đủ một ngày, dùng bí pháp huyết tế đặc biệt lôi kéo, cưỡng ép rót huyết mạch của mình vào, khiến con thú trở thành thú bản mệnh của mình. Mãnh thú khác với thú bản mệnh, mãnh thú không cộng sinh với ngự thú sư, chúng nó ẩn náu trong núi hoang hung tàn thô bạo. Lý Thiên Mệnh nghe bảo thời Vệ Tịnh còn trẻ chẳng những có thiên phú thực lực siêu mạnh, còn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Vệ Tịnh khi ấy phong quang vô hạn, sau đó gả cho Lý Viêm Phong, phụ thân của Lý Thiên Mệnh. Sau khi Vệ Tịnh sinh ra Lý Thiên Mệnh thì mắc bệnh lạ, căn bệnh này làm thân thể của nàng và thú bản mệnh nhanh chóng già nua. Vệ Tịnh mới 40 tuổi mà đã đầu đầy tóc bạc như cụ bà gần đất xa trời. Chỉ có nhìn đường nét khuôn mặt đoán ra thời trẻ nàng là mỹ nhân chim sa cá lặn. Thú bản mệnh của Vệ Tịnh cũng là chim đại bàng bốn cánh vàng, nó đang nằm sấp trong sân, lông chim gần như rụng hết, hành động chậm chạp như ốc sên, phần lớn thời gian nó không nhúc nhích. Rất hiếm thấy trường hợp ngự thú sư và thú bản mệnh cùng bị bệnh. Nghe nói Vệ Tịnh đi nhiều nơi nhưng không tìm ra cách chữa trị loại bệnh lạ này. Cứ theo đà này thì có lẽ qua thêm nửa năm là Vệ Tịnh sẽ già đến chết. À, bình thường mẫu thân không thường mặc bộ đồ này, hôm nay mẫu thân đẹp hút hồn. Vệ Tịnh cười dịu dàng, ánh mắt cứ nhìn ra ngoài cửa như đang chờ đợi điều gì. Lý Thiên Mệnh đã nhớ ra. Trong 3 năm hắn trở về hiếm khi thấy phụ thân Lý Viêm Phong đến, nhưng ít ra mỗi năm vào ngày sinh nhật của mẫu thân thì phụ thân sẽ đến thăm một lần. Hôm nay mẫu thân trang điểm tỉ mỉ như vậy chắc vì chờ nam nhân kia đến. Lý Viêm Phong. Nhớ tới phụ thân làm Lý Thiên Mệnh cau mày. Chuyện này có lẽ là ông trời công bằng, cho hắn mẫu thân khiến người ghen tị chết, lại đưa cho phụ thân không hợp tính với hắn, hai người như nước với lửa. Đặc biệt từ khi hắn bị phế trở về nhà cho đến hôm nay, hai người nói chuyện chưa tới 3 câu. Nhớ đến nam nhân kia trong 3 năm qua vĩnh viễn nhìn hắn với ánh mắt thất vọng rồi miệt thị, cuối cùng vờ như không thấy. Năm ngoái ngày sinh của mẫu thân thì nam nhân kia có đến, nhưng chỉ nhìn thoáng qua mẫu thân một cái rồi vội vàng rời đi. Nói trắng ra là có lẽ nam nhân kia đến để thăm chừng xem Vệ Tịnh mẫu thân hắn đã chết hay chưa. Nữ nhân tội nghiệp, nàng vẫn đang chờ Lý Viêm Phong cho mình một đáp án. Khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ là mới sáng sớm bên ngoài đã có tiếng động, nghe âm thanh hình như đi tới thính vũ hiện của họ. Hai mẫu tử ở trong thính vũ hiên nhiều năm, đây là đình viện có hoàn cảnh ưu nhã nhất trong phủ thành chủ Ly Hỏa Thành, chứng minh địa vị của Vệ Tịnh từng có trong phủ thành chủ. Đúng vậy, phụ thân của Lý Thiên Mệnh, Lý Viêm Phong là thành chủ cai quản Ly Hỏa Thành. Vệ Tịnh là thê tử kết tóc của Lý Viêm Phong, phu nhân thành chủ. Hắn đến rồi. Nghe tiếng bước chân, Vệ Tịnh vịn vai Lý Thiên Mệnh đứng lên, mắt nhìn chằm chằm cửa lớn. Thính Vũ Hiên. Không phải hắn ta. Lý Thiên Mệnh đã phục hồi chút tu vi nên nghe ra bước chân không đủ vững chắc, có hai loại âm thanh nên suy ra là hai người đến. Quả nhiên, ngay sau đó cánh cửa lớn bằng gỗ bị đẩy mở, khách đến không thèm gõ cửa. Hai nữ nhân bước vào. Một người mặc đồ đỏ, là phụ nhân ung dung hoa quý, mắt hẹp dài, nhìn liền biết không dễ chọc. Người thứ hai là một thiếu nữ mặc váy vàng, thân hình mạnh mẽ tràn đầy anh khí, giơ tay nhấc chân toát ra khí chất anh võ cứng rắn của tử đệ thế gia, mắt mày đọng khí thế người bề trên quen thói lâu năm ngồi trên vị trí cao, nói thẳng ra là đanh đá. Vệ Tịnh hơi bất ngờ. Tam muội, Tuyết Kiều. Vệ Tịnh hơi hoang mang, tại sao hai người này đến vào ngày sinh của nàng? Phụ nhân Hoa Quý là phu nhân thứ ba của thành chủ Lý Viêm Phong, được người gọi là Hoàng Phu Nhân, sao? Sao Vệ Tịnh là vợ chính thê của Lý Viêm Phong?
Hoàng phu nhân là vợ ba của Lý Viêm Phong. Chu Tước Quốc khâm định nam nhân có thể cưới ba thê bốn thiếp. Hoàng phu nhân là bình thê, có địa vị rất cao trong phủ thành chủ, gia tộc bên nội của nàng cũng là nhân vật quan trọng trong Ly Hỏa Thành. Thiếu nữ mặc váy vàng là nữ nhi của Hoàng phu nhân, muội muội cùng phụ khác mẫu của Lý Thiên Mệnh, tên Lý Tuyết Kiều. Thiếu nữ nhỏ hơn Lý Thiên Mệnh vài tuổi, ba năm nay nàng nhanh chóng nổi bật trong Ly Hỏa Thành, thiên tư tu hành rất tốt. Hoàng phu nhân thấy hai mẫu tử lập tức nở nụ cười, mang theo nữ nhi bước chậm đến gần. Tỷ tỷ có khỏe không? Mắt Lý Tuyết Kiều lóe tia nghiền ngẫm, lẩm bẩm. Sắp xuống lỗ rồi thì khỏe gì được? Hoàng phu nhân lườm nữ nhi. Không lễ phép, nhưng giọng nói hoàn toàn không mang chút trách cứ. Hoàng phu nhân tiếp tục cười tươi nói với Vệ Tịnh. Nghe nói hôm nay là ngày sinh nhật của tỷ tỷ nên lão gia đặc biệt tặng một món quà cho tỷ tỷ. Lão gia đang bận tiếp đãi một số khách nhân, không rảnh rỗi nên đặc biệt sai ta đến thay lão gia tặng quà cho tỷ tỷ. Lý Tuyết Kiều không kiềm được bật cười, nhưng vẫn cố kiềm nén. Si, Vệ Tịnh hoang mang. Là cái gì? Dù Lý Viêm Phong tặng cái gì thì không nên kêu Hoàng phu nhân tự mình mang tới. Hoàng phu nhân lấy một tờ văn thư nhét trong ngực áo ra, cố nín cười đặt vào tay Vệ Tịnh. Chỉ có cái này, mời tỷ tỷ nhìn xem. Ngón tay Vệ Tịnh run run nhẹ nhàng mở tờ văn thư ra, trên giấy là nét chữ cứng cáp mạnh mẽ như rồng rắn, nhìn sơ liền biết là chữ viết của Lý Viêm Phong. Vệ Tịnh nhìn thoáng qua, mắt đỏ ủng trải rộng tơ máu, thậm chí không đứng vững cần nhờ Lý Thiên Mệnh dìu ngồi xuống. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn một cái, Lý Viêm Phong viết nội dung văn thư rất khách khí, lòng vòng nhưng chủ thể mục đích rõ ràng. Đây là một tờ giấy ly hôn. Lý Viêm Phong cảm ơn Vệ Tịnh làm bạn mấy năm nay. Cảm ơn nàng góp sức cho gia tộc, liệt kê một đống lời nho nhã, cuối cùng mời Vệ Tịnh dọn khỏi phủ thành chủ. Chẳng những lấy mất vị trí vợ cả còn trừ luôn thân phận phu nhân thành chủ. Nói ngắn gọn là đuổi khỏi phủ thành chủ. Cuối cùng còn nhắc tới Lý Thiên Mệnh với vài chữ ngắn ngủi, kêu Vệ Tịnh mang hắn đi, rõ là muốn phế trừ thân phận con trai trưởng của hắn. Nên biết, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn là người thừa kế của Ly Hỏa Thành. Đây là việc lớn trong thành. Thế mà chỉ được nhắn kèm theo trong giấy ly hôn, có thể thấy hành động của Lý Viêm Phong nhẫn tâm cỡ nào, phế vợ cả, phế con trai trưởng. Nếu là vào 3 năm trước thì việc này đủ tạo thành oanh động, nhưng hôm nay có lẽ ai thấy cũng cho rằng chuyện nhỏ như con thỏ, không quan trọng gì. Vì ở trong mắt mọi người, thứ duy nhất còn đáng giá thảo luận trên người Lý Thiên Mệnh là việc xấu xa theo đuổi Mộc Tình Tình nhưng không được, vì vậy chuốc thuốc muốn làm chuyện dâm loạn, là trò cười sau bữa cơm. Lý Thiên Mệnh tin tưởng trên thế giới này có rất nhiều kẻ bỏ đá xuống giếng, hắn cũng biết Lý Viêm Phong rất bá đạo vô tình, nhưng không bao giờ ngờ người bỏ đá xuống giếng sẽ là phụ thân của mình. Lý Viêm Phong đâm một nhát dao tàn nhẫn hơn ai hết, và người bị tổn thương nặng nhất là mẫu thân của hắn. Vệ Tịnh vì tình yêu này đã trả giá bao nhiêu cho gia tộc này? Lý Thiên Mệnh không tính toán ra được hết con số cụ thể, hiện giờ nàng đổi lấy kết cục như vậy, thật là khiến người lửa giận ngút. Trời! Người ta hay có câu không gặp người tốt thì tan nát đời hoa. Khi thấy sắc mặt của Lý Thiên Mệnh, Vệ Tịnh thay đổi, mẫu nữ Hoàng phu nhân, Lý Tuyết Kiều không kiềm chế được nữa. Lý Tuyết Kiều ôm cánh tay Hoàng phu nhân, dù cố nín nhịn vẫn tiết ra tiếng cười. Lý Tuyết Kiều cười khúc khích. Phụ thân thiệt tình, bình thường nhìn nghiêm túc vậy mà tặng món quà ngày sinh quá kích thích. Càng khiến người tức giận là làm ra chuyện như vậy nhưng Lý Viêm Phong không đến gặp mặt mà kêu Hoàng phu nhân đưa giấy ly hôn tới. Cho hai mẫu nữ nhìn Vệ Tịnh xấu mặt, đây mới là hành vi tàn nhẫn nhất. Hoàng phu nhân ngừng cười, nghiêm túc nói. Lý Viêm Phong đâm một nhát dao tàn nhẫn hơn ai hết, và người bị tổn thương nặng nhất là mẫu thân của hắn. Vệ Tịnh vì tình yêu này đã trả giá bao nhiêu cho gia tộc này? Lý Thiên Mệnh không tính toán ra được hết con số cụ thể, hiện giờ nàng đổi lấy kết cục như vậy, thật là khiến người lửa giận ngút. Trời! Người ta hay có câu không gặp người tốt thì tan nát đời hoa. Khi thấy sắc mặt của Lý Thiên Mệnh, Vệ Tịnh thay đổi, mẫu nữ Hoàng phu nhân, Lý Tuyết Kiều không kiềm chế được nữa. Lý Tuyết Kiều ôm cánh tay Hoàng phu nhân, dù cố nín nhịn vẫn tiết ra tiếng cười. Lý Tuyết Kiều cười khúc khích. Phụ thân thiệt tình, bình thường nhìn nghiêm túc vậy mà tặng món quà ngày sinh quá kích thích. Càng khiến người tức giận là làm ra chuyện như vậy nhưng Lý Viêm Phong không đến gặp mặt mà kêu Hoàng phu nhân đưa giấy ly hôn tới, cho hai mẫu nữ nhìn Vệ Tịnh xấu mặt, đây mới là hành vi tàn nhẫn nhất. Hoàng phu nhân ngừng cười, nghiêm túc nói. Xin tỷ tỷ đừng bao giờ trách lão gia làm vậy là vì tốt cho tỷ tỷ, cũng vì thiên mệnh.
Nói khó nghe một chút là tình huống của hai người bây giờ như chiếm hầm cầu không đi, dễ bôi đen ly hỏa thành, tạo ảnh hưởng xấu. Nên đây là sự ban ơn, tỷ tỷ hiểu chưa? Hoàng phu nhân vừa nói vừa ném một bao vật nặng xuống trước mặt Vệ Tĩnh như bố thí cho ăn mày. Và lại lão gia cũng suy xét đến sinh hoạt sau này của tỷ tỷ và thiên mệnh, cố ý dặn ta đưa nhiều ngọc báu đến. Đây là tài phú chỉ có ngự thú sư mới dùng được, một khối ngọc báu bằng nhiều hoàng kim bạch ngân, đủ cho hai vị sống cả đời rồi. Lý Tuyết Kiều hâm mộ nói. Hâm mộ với hai người ghê, có nhiều ngọc báu như vậy, ta muốn xin phụ thân cũng không cho. Nói thật thì Lý Tuyết Kiều phát thèm mớ ngọc báu này, nhưng nàng không dám bòn rút thủ phụ thân tặng cho người. Cái gọi là tiểu nhân như quỷ, vào lúc thế này bị hai tiểu nhân châm lửa góp gió có thể chọc người tức chết. Lý Thiên Mệnh cứ ngỡ mẫu thân sẽ khó chịu đến ngã gục, nhưng hắn không ngờ ban đầu mẫu thân thẫn thờ rồi biểu tình bình tĩnh chưa từng có, dường như trong khoảnh khắc đã xem thấu. Nhiều thứ. Vệ Tịnh thở dài, lắc đầu nói. Kết thúc thế này cũng tốt, không ai nợ ai. Hoàng phu nhân che miệng giấu nụ cười bên môi. Tỷ tỷ, nếu khó chịu thì cứ khóc, muội muội sẽ không cười nhạo đâu. Lửa giận đốt khô cổ họng Lý Thiên Mệnh. Các ngươi có thể xéo đi được không? Lý Tuyết Kiều khoanh tay, mắt chất chứa châm chọc, đắc ý nói. Xéo cái gì hả Thiên Mệnh ca? Biết tại sao phụ thân để chúng ta đến thông báo không? Phụ thân của ta đã đồng ý về sau Thính Vũ Hiên thuộc về chúng ta. Các ngươi đã bị bỏ thê, bị phế nhi tử rồi, giờ kẻ nên biến khỏi đây là các ngươi, biết chưa? Hoàng phu nhân nhướng mày cười nói. Tuyết Kiều nói đúng, tỷ tỷ, nghĩ tình chúng ta làm tỉ muội nhiều năm, ta không làm khó dễ các ngươi, cho nửa canh giờ gói ghém hành lý, tỷ tỷ thấy được không? Lý Thiên Mệnh muốn cười. Đám người này ai nấy đều rất thần kỳ, nếu hắn không gặp kỳ ngộ thì thật sự bị bọn họ đè chết. Hắn không phục chuyện này. Dựa vào cái gì khiến mẫu thân gặp những đối xử không công bằng này? Dù có đi thì hắn phải ra đi ngang nhiên chứ không như chó nhà có tang thế này. Lý Thiên Mệnh quyết định đi tìm Lý Viêm Phong hỏi rõ. Mẫu thân hiểu rõ nhi tử nhất, Vệ Tinh kéo cánh tay Lý Thiên Mệnh lại, thân thể mảnh khảnh truyền đến sức mạnh to lớn cho thấy quyết tâm của nàng. Vệ Tịnh cực kỳ kiên quyết nói. Chúng ta đi thôi Thiên Mệnh, không có gì phải lưu luyến nữa. Lúc nên nhận thì chúng ta đừng vùng vẫy phí công chờ ngày ngươi lại vực dậy thì chúng ta sẽ đến lấy lại mặt mũi của mình. Lý Thiên Mệnh bị rung động mạnh, hắn luôn biết mẫu thân không phải người tầm thường, chẳng qua bị bệnh lạ hành hạ nửa đời. Nếu không bị bệnh lạ thì Hoàng phu nhân làm gì có tư cách vênh váo trước mặt mẫu thân. Khi nên buông tay, Vệ Tĩnh nghĩ thấu suốt, kiên quyết còn hơn Lý Thiên Mệnh. Hôm nay là lúc nhận biết vị trí của mình, người ta đã máu lạnh vô tình như vậy. Giờ đi cầu xin người ta mủi lòng đổi ý thì chẳng phải là buồn cười lắm sao? Có lẽ Vệ Tĩnh đã hoàn toàn chết tâm với mọi thứ trong phủ thành chủ này, bao gồm nam nhân kia. Không có gì tàn nhẫn hơn là tờ giấy ly hôn làm quà ngày sinh, nhưng Vệ Tĩnh chịu đựng được. Lý Tuyết Kiều không kiềm được cười khẩy nói. Chờ ngày vực dậy, đại nương đừng làm ta cười chết, thú bản mệnh của nhi tử của ngươi đã chết, bị hành vi thấp hèn vô sỉ của hắn hại chết, làm trò cười trong ly hỏa thành. Nếu như vậy mà còn có thể vực dậy được thì heo nái có thể leo cây. Lý Thiên Mệnh bỗng nhìn Lý Tuyết Kiều chằm chằm, đôi mắt nóng rực như mặt trời cháy bỏng. Vậy sao, muội đã thấy heo nái leo cây chưa? Nếu chưa thế thì hôm nay ta phải cho người leo lên cây. Lý Tuyết Kiều ngừng cười, mắt lạnh băng. Thiên Mệnh ca đang khiêu khích ta, ta sẽ không nương tay dù cho Thiên Mệnh ca là phế vật. Lý Thiên Mệnh nheo mắt nói. Còn nhớ không Tuyết Kiều? Năm người 3 tuổi vì ham chơi bị người bắt cóc, ta đi theo kẻ cướp 3 ngày 3 đêm, để lại manh mối mới cứu ngươi ra được, nếu không thì bây giờ ngươi đã chết ở xó xỉnh nào đó không ai biết. Có kẻ trong đầu bẩm sinh không biết cái gì là cảm ơn. Lý Tuyết Kiều nghe vậy, bĩu môi khinh thường nói. Điều này không thay đổi được sự thật là ngươi thành trò cười, Thiên Mệnh ca. Nên ta hối hận đã cứu ngươi. Trong đình viện này có 3 cái cây, ngươi chọn đi, muốn leo cây nào? Cây quất. Cây hòe hay ngô đồng. Lúc Lý Thiên Mệnh còn oai phong một cõi trong ly hỏa thành thì Lý Tuyết Kiều chỉ là một đứa nhóc. 3 năm nay nàng tiến bộ rất khá, mới 15 tuổi đã tu luyện đến thú mạch cảnh đệ ngũ trọng không uổng là nữ nhi của Lý Viêm Phong, hổ phụ không sinh khuyển nữ. Thú bản mệnh của Lý Tuyết Kiều là hỏa linh điểu, thủ bản mệnh tứ giai, loài chim hệ lửa. Khi Lý Thiên Mệnh tỏ ý khiêu khích thì Lý Tuyết Kiều gọi hỏa linh điểu ra từ trong không gian bản mệnh.
không gian bản mệnh của ngự thú sư là nơi tu dưỡng tốt nhất cho thú bản mệnh. Một con chim lửa đỏ bay lượn trên đỉnh đầu Lý Tuyết Kiều, lông chim lấp lánh tia lửa như đốt cháy, con mắt dựng đứng. Bắt mắt nhất là móng vuốt của nó rực cháy lửa màu đỏ sậm, móng cực kỳ sắc bén như chủy thủ có độc. Lý Tuyết Kiều cười cợt nói. Thiên mệnh ca, ngươi không có thú bản mệnh nên ta không ra tay, để hỏa linh cho ngươi thể nghiệm thú vui bị lửa đốt cháy nhé. Ai nói ta không có thú bản mệnh? Lý Thiên Mệnh quay vào nhà, tiểu hoàng kê vẫn đang ngủ say như chết, đã đến lúc lôi nó ra ngoài. Lý Tuyết Kiều bĩu môi nói. Giả vờ giả vịt thì hay ho gì, ai chẳng biết kim vũ của ngươi bị nhổ sạch lông, chết không toàn thây. Lý Thiên Mệnh không đáp lại, hắn đẩy mở cửa phòng, túm lên tiểu hoàng kê nằm ngủ ngáy trên giường. Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng bị sách ngược chân mang ra ngoài, biểu tình cực kỳ khó. Chiêu! Lý Thiên Mệnh chết tiệt, lão tử đang ân sủng hậu cung 3000 gà mái lại bị ngươi tàn nhẫn đánh thức. Khoảnh khắc Lý Tuyết Kiều thấy tiểu hoàng kê thì nàng khom lưng cười suýt té lăn. Lý Tuyết Kiều cười muốn tắt thở. Thiên mệnh ca, ngươi rất có khiếu hài, buồn cười thật, ngươi có thể ra ngoài kiếm cơm nhờ vào tài này. Con gà này của ngươi là từ khế ước huyết thần phải không? Tính làm món ăn vặt cho hỏa linh của ta sao? Tiểu hoàng kê dựng đứng lông tơ, nó nhảy lên đỉnh đầu của Lý Thiên Mệnh, bộ dạng hung dữ quát. Mỹ nữ, nói ai là gà hả? Nhưng vẻ ngoài của nó rất cưng, ánh mắt hung ác trông rất buồn cười. Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Ngậm mỏ lại. Thú bản mệnh khác chỉ có thể liên kết tâm linh với ngự thú sư, nhưng bé gà này có thể mở miệng nói chuyện. May mắn chim anh Vũ cũng nói chuyện được, vì đã có ví dụ nên tiểu hoàng kê không đặc biệt gây chú ý. Tiểu hoàng kê nổi giận. Ngươi đừng xía vào. Nó nhìn Lý Tuyết Kiều chằm chằm lại xem hỏa linh điểu bay lượn trên đầu nàng, bỗng chảy nước miếng. Mắt tiểu hoàng kê rực cháy ngọn lửa hỏi. Mỹ nữ có tin là ta khiến con chim của nàng yêu ta không? Lý Tuyết Kiều câm nín. Ngươi lấy một con gà làm thú bản mệnh, kết quả nó cũng vô sỉ dâm loạn giống y như người. Một người thất bại đến mức nào mới sống ra nông nỗi này? Lý Tuyết Kiều lạnh nhạt ra lệnh cho hỏa linh điểu. Ăn thịt nó. Gri. Hỏa linh điểu hóa thành ảo ảnh lửa đỏ rực lao thẳng về phía tiểu hoàng kê. Tâm tình tiểu hoàng kê vui sướng đập cánh nhỏ xông vào hỏa linh điểu to hơn mình gấp mấy lần. Tình yêu đến quá nhanh, mãnh liệt như vòi rồng. Lý Thiên Mệnh nhức đầu nói. Kiềm chế một chút, kích cỡ của hai người khác nhau, đừng làm mất mặt. Tiểu hoàng kê này thật là gan to bằng trời, nhưng nói thật thì Lý Thiên Mệnh không lo về sức chiến đấu của gà con. Vì trên người Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng có thú nguyên và cảnh giới ngang ngửa hắn, mà hắn thì hiểu rõ thực lực hiện tại của mình. Thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng thú mạch cảnh đệ tam trọng của hắn tương đương với thú mạch cảnh đệ ngũ trọng bình thường. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh có kinh nghiệm chiến đấu, công pháp, chiến pháp của thú mạch cảnh đệ cửu trọng. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Tuyết Kiều chằm chằm, thư giãn gân cốt. Lâu rồi không hoạt động gân cốt, ngươi làm bia thịt nhớ rắn chắc chút. Lý Thiên Mệnh là người sinh ra để chiến đấu, giờ đây hắn đã tìm về bản thân, chưa đánh nhau mà máu trong người hắn đã sôi trào. Lý Tuyết Kiều không hiểu ý nghĩa ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, nàng thấy buồn cười. Quái đản, tưởng mình còn là thiên tài ly hỏa thành sao? Lý Tuyết Kiều lười nói nhiều, trực tiếp ra tay nghiền ép Lý Thiên Mệnh. Nàng ra tay nhanh mạnh, xem khỏi bước của chiêu thức kia phỏng chừng là liệt hỏa ấn. Nói ra thì môn chiến quyết này là ngày xưa Lý Thiên Mệnh chỉ dẫn nàng tu luyện, hiện tại dùng nó đối phó với chính hắn, ngẫm lại đúng là nực cười. Một chiêu chiến quyết, bàn tay kết ấn đẩy mạnh ra, trưởng phong cháy nổ lốp bốp trên không trung. Thú nguyên xích hỏa vận dụng đốt lửa trên không trung. Một trưởng liệt hỏa ấn hung mãnh bá đạo đánh vào ngực Lý Thiên Mệnh, cơ thể hắn như bị lửa đốt cháy, lồng ngực nát bấy. Bùm! Lý Tuyết Kiều không ngờ rằng Lý Thiên Mệnh chẳng hề né tránh. Dùng ngực trực tiếp đỡ chiêu này. Liệt hỏa ấn đánh trúng người hắn. Có thể tưởng tượng trong nội tạng đã bị lửa đốt thành than bụi rồi. Vang tiếng trầm đục, dường như tuyên bố cái chết của một người. Lý Tuyết Kiều chợt hiểu ra. Ngươi muốn mượn tay của ta để tự sát. Sao nội tâm của ngươi yếu ớt thế hả? Hèn gì hắn khiêu khích nàng, hóa ra đau lòng muốn tự sát. Lý Tuyết Kiều vội rút tay về, nàng biết mình đã giết người. Xác chết trước mắt dù sao có quan hệ huyết thống với nàng, nỗi lòng của nàng bàng hoàng, vì chắc chắn nàng sẽ bị phụ thân trách phạt. Trong khi Lý Tuyết Kiều hoảng loạn thì thiếu niên vốn nên chết đột nhiên ngẩng đầu lên, môi treo nụ cười hờ hững. Tuyết Kiều, ngươi chưa ăn cơm sao?
Lý Tuyết Kiều ngây ra, nàng nhìn phần ngực bằng phẳng của Lý Thiên Mệnh, đầu óc nàng trống rỗng. Chuyện này không thể nào phát sinh. Sự thật là, Lý Thiên Mệnh miễn dịch thuộc tính hỏa. Đây là lực lượng huyết mạch nhận từ Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng, thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng của hắn là dung nham nóng bỏng nhất, thân thể của hắn giống như tiểu hoàng kê, hoàn toàn miễn dịch thuộc tính hỏa. Lửa cháy từ liệt hỏa ấn không thể đốt cháy Lý Thiên Mệnh, chỉ có xung lực từ thú nguyên xích hỏa chấn động nội tạng, nhưng bị huyết mạch và sức mạnh cơ thể mạnh mẽ của hắn chặn lại. Ngẫm lại Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng ăn mặt trời như ăn mì, nuốt từng chuỗi mặt trời là hiểu tại sao có vụ miễn dịch thuộc tính hỏa. Muội muội, hãy mở to mắt chó của ngươi ra nhìn cho rõ cái gì là liệt hỏa ấn thật sự. Ai đều phải trả giá vì miệng tiện, Lý Tuyết Kiều cũng không ngoại lệ. Trong lúc Lý Tuyết Kiều xoe tròn mắt hốt hoảng thì động tác của Lý Thiên Mệnh càng nhanh, càng hung mãnh hơn nàng, một chiêu liệt. Hỏa ấn ném vào mặt nàng. A! À, tiếng hét thảm xé toạc bầu trời. Bàn tay của Lý Thiên Mệnh mang theo lực lượng khủng bố từ thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng tát vào gò má Lý Tuyết Kiều. Nửa bên mặt của Lý Tuyết Kiều chỉ giây lát đã cháy đen, rớt mấy cái răng. Lý Tuyết Kiều xoay tròn một vòng trên không trung rồi rơi xuống cây ngô đồng tươi tốt nhất trong sân. Lý Thiên Mệnh vỗ tay. Quay người ba vòng trên cao, nguyên một con heo nái hoàn mỹ tung người treo lên cây. Trận chiến này khiến hắn lấy lại tự tin. Mẫu thân nói đúng, hắn có thể làm lại từ đầu. Lý Thiên Mệnh lập tức quay đầu lại, khi thấy nụ cười vui vẻ và an lòng của mẫu thân thì hắn bỗng dưng muốn khóc. Hắn rốt cuộc trở lại, trong mắt của mẫu thân lóe tia yên lòng và bình yên đã lâu chưa gặp, hắn còn thấy niềm thỏa mãn lớn lao từ mắt mẫu thân. Còn có điều gì khiến người vui vẻ hơn giờ phút này được nhìn hài tử của mình lại có hy vọng mới? Với Vệ Tịnh thì tờ giấy ly hôn đã không còn quan trọng, điều quan trọng là niềm vui sướng trong lòng vào phút này. Vệ Tịnh giống như trước kia, giơ ngón cái lên khen. Nhi tử của ta giỏi quá. Hình ảnh lâu rồi không thấy làm Lý Thiên Mệnh vừa cười vừa chảy một giọt nước mắt. Nhớ hồi xưa mẫu thân thường hay khích lệ hắn như vậy, ngày này rốt cuộc trở về. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đó là vì mẫu thân sinh giỏi. Vệ Tịnh cười dịu dàng. Vậy thì hai mẫu tử chúng ta đều giỏi. Khoảnh khắc này dường như Vệ Tịnh không còn già nua, nụ cười của nàng thật đẹp, nàng vẫn là mỹ nhân khuynh thành. Không khí bên hai mẫu tử tốt đẹp, còn bên Hoàng Phu Nhân thì không. Hoàng Phu Nhân hét lên, cả người bần thần. Quan trọng là Lý Tuyết Kiều còn vắt vẻo trên cây, Hoàng Phu Nhân là người duy nhất có tu vi kém trong đám thê thiếp của Lý Viêm Phong, muốn leo lên ngô đồng cũng không được. Hoàng Phu Nhân chỉ có thể lăn lộn la hét dưới đất, hô to. Người đâu? Hoàng Phu Nhân khóc la mắng chửi, đầu óc trống rỗng. Lý Thiên Mệnh. Hiện tại ngươi không phải là thế tử mà dám đánh nữ nhi của ta muốn cho ngươi chết không toàn thây. Hoàng Phu Nhân không rành về võ đạo, nhưng nghe đồn Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn bị phế rồi mà. Nhưng vì sao? Lý Thiên Mệnh lười quan tâm Hoàng Phu Nhân, bỏ mặc Hoàng Phu Nhân lăn lộn dưới đất, hắn không phun nước miếng vào mặt đã là may. Quan trọng là Lý Tuyết Kiều vẫn treo trên cao hét dầm lên. Nửa bên mặt của nàng đã bị hủy hoại, càng miễn bàn nhan sắc sau này. Chưa chắc sẽ được ưa thích hơn heo nái. Bên tiểu hoàng kê thì làm Lý Thiên Mệnh mở rộng tầm mắt. Hắn giật mình thấy gà con lông tơ vàng điên cuồng nổi giận, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hỏa linh điểu không bắt được nó, trong thời gian ngắn ngủi bị tiểu hoàng kê cào rách mấy lỗ máu. Tiểu hoàng kê đè hỏa linh điểu to lớn dưới đất, cười xấu xa nói. Mỹ nữ đừng la, có la rách cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu đâu. Mợ nó, con gà cuồng dâm biến thái. Hỏa linh điểu điên cuồng vùng vẫy dưới chân gà con nhưng bất lực, người nó tràn đầy vết thương. Tiểu hoàng kê chuẩn bị gieo nòi giống. Được ra sủng hạnh là vinh hạnh cho người. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi hột, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi con gà nhỏ xíu kia có trang bị nào khiến hỏa linh điểu có bầu được. Ngay sau đó tiểu hoàng kê kêu rên. Bà nội nó, ngươi là trống sao không nói sớm, ăn mặc yêu diễm vậy làm gì? Tiểu hoàng kê quê quá hóa giận đánh hỏa linh điểu tơi bời, la làng. Lý Thiên Mệnh vội kéo gà con hung hãn về. Kê ca, đủ rồi, đủ rồi. Cứ tiếp tục thế này thì hỏa linh điểu tội nghiệp sẽ bị gà con bạo lực đánh chết mất, gà con cố tranh thủ đạp thêm cho mấy phát. Tiểu hoàng kê vẫn đang líu díu không ngừng, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Thứ xấu xa nam giả nữ, lần sau đừng gặp lại phụ thân của ngươi là ta đây, nếu không sẽ đập chết ngươi. Bộ dạng lưu manh của gà con chọc cười Vệ Tịnh, hôm nay là ngày nàng khó chịu nhất, nhưng giờ là ngày khiến nàng vui nhất.
Mãi đến lúc này Lý Tuyết Kiều mới nhảy xuống, vội bôi thuốc lên mặt, vừa nghiến răng nghiến lợi lườm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, ta không ngờ ngươi đã phục hồi tu vi. Ngươi dám nhục nhã ta như thế, ta sẽ ghi nhớ mối thù này, có ngày bắt người trả lại gấp trăm lần. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ta sẽ không rời khỏi Ly Hỏa Thành, nếu ngươi muốn báo thù thì tùy thời đến tìm. Nhưng ta không bảo đảm người sẽ giữ được nửa bên mặt còn lại hay không đâu nhé. Lý Tuyết Kiều híp mắt hỏi. Ngươi không định rời khỏi Ly Hỏa Thành. Hai mẫu tử người bị bỏ thê người bị phế, lẽ ra nên rời đi, chứ lỡ gặp ai thì sẽ nhận cười chê. Có vấn đề gì sao? Lý Thiên Mệnh muốn ở lại Ly Hỏa Thành vì có chuyện càng quan trọng hơn, hắn tuyệt đối sẽ không như chó nhà có tang đi xa. Sứ, hắn phải đường đường chính chính bước đi, khiến Lý Viêm Phong tiễn hắn đi. Lý Thiên Mệnh không lưu luyến gì Ly Hỏa Thành, nhưng hai mẫu tử muốn có tôn nghiêm. Lý Tuyết Kiều hung hãng hỏi. Ngươi có biết tại sao phụ thân muốn bỏ ngươi, bỏ rơi đại nương ngay lúc quan trọng này không? Ngươi nói nghe xem. Thật ra Lý Thiên Mệnh cũng lấy làm kỳ, vì làm chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng danh tiếng của Lý Viêm Phong. Vệ Tĩnh mắc bệnh nhiều năm, Lý Thiên Mệnh bị phế bỏ 3 năm, Lý Viêm Phong không cần chọn đúng ngày hôm nay bỏ thê. Lý Tuyết Kiều nói. Phụ thân muốn cưới một nữ nhân, muốn để nàng ta làm chính thể nên đương nhiên phải đá mẫu thân của người xuống. Trong Chu Tước Quốc có pháp quy là trừ quốc chủ ra, bất cứ nam nhân nào nhiều nhất chỉ có thể cưới 3 thê 4 thiếp, 1 chính thê, 2 bình thê. Lý Viêm Phong đã dùng hết hạn ngạch, gã muốn cưới thêm thê thiếp thì phải bỏ người, huống chi cưới chính thê. Lý Thiên Mệnh cười khẩy nói. Hắn lớn tuổi như thế sẽ chịu nổi sao? Không sợ chày sắt mài thành kim. Lý Tuyết Kiều nói chuyện mang hơi hướng vui sướng khi người gặp họa. Chắc chắn ngươi sẽ có hứng thú muốn biết phụ thân cưới ai. Ngươi cứ nói đi. Lý Tuyết Kiều cười khẩy nói. Nữ nhân đó tên là Liễu Khanh, hơn 20 tuổi, không lớn hơn ngươi bao nhiêu, là một vưu vật nổi tiếng. Quan trọng nhất ở chỗ nàng là người của Lôi Tôn Phủ. Người của Lôi Tôn Phủ trở thành thê tử của phụ thân, ngươi nói xem trong Ly Hỏa Thành này có chỗ cho ngươi nương náu sao. Ngọn lửa đốt cháy trong lòng Lý Thiên Mệnh. Lôi Tôn Phủ. Lâm Tiêu Đình năm xưa giết Kim Vũ, cướp bảo bối thánh thủ để lại cũng thuộc dòng chính của Lôi Tôn Phủ. Có thể nói Lôi Tôn Phủ là thế gia cao cấp nhất trong Chu Tước Quốc, có vô số cao thủ, là bá chủ một phương ở Chu Tước Quốc nắm giữ một nửa mạch máu sự sống của quốc gia. Ai đều biết Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ có thù, mối thù không đội trời chung. Lý Viêm Phong muốn cưới người của Lôi Tôn Phủ thì tất nhiên không thể để ruồi bọ khiến Lôi Tôn Phủ chán ghét còn ở lại Ly Hỏa Thành. Phỏng chừng phụ thân muốn dính chút quan hệ với Lôi Tôn phụ thân muốn đi xa hơn nên đương nhiên phải hy sinh hai ngươi. Dù sao các ngươi không đáng một đồng trong lòng phụ thân. Nên ngươi muốn ở lại Ly Hỏa Thành tức là chống đối với phụ thân. 10 ngày sau phụ thân sẽ tổ chức hôn lễ long trọng, nếu ngươi không đi, bị người của Lôi Tôn Phủ thấy thì có lẽ sẽ chết đấy. Lý Tuyết Kiều nói những điều này với Lý Thiên Mệnh không phải vì bảo vệ hắn mà vì muốn làm hắn tuyệt vọng, khiến hắn biết giờ phút này mình thấp hèn cỡ nào. Hôm nay bị đánh bại khiến trong lòng Lý Tuyết Kiều rực cháy ngọn lửa thù hận. Nếu Lý Thiên Mệnh rời khỏi Ly Hỏa Thành thì nàng sẽ không có cơ hội trả thù. Nếu dụ Lý Thiên Mệnh đi phá rối hôn lễ của phụ thân, sau đó hắn bị đả kích nặng nề thì nàng sẽ vơi bớt uất nghẹn hôm nay. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. 10 ngày sau chẳng phải là ngày chọn ra danh ngạch trúng tuyển Viêm Hoàng học cung sao? Đây là lý do Lý Thiên Mệnh quyết ở lại Ly Hỏa Thành, vì hắn muốn vào Viêm Hoàng học cung. Viêm Hoàng học cung là nơi hắn đút hồn. Nhưng cũng là vùng đất mơ ước của tất cả ngự thú sư trẻ. Hai người kia còn ở trong học cung, Lý Thiên Mệnh muốn báo thù thì phải đường đường chính chính trở về Viêm Hoàng học cung với thân phận là đệ tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ly Hỏa Thành có một danh ngạch trúng tuyển Viêm Hoàng học cung, cách 4 năm tổ chức một lần. 4 năm trước người lấy được danh ngạch trúng tuyển vào Viêm Hoàng học cung là Lý Thiên Mệnh. Lần này hắn vẫn muốn lấy về danh ngạch này. Vậy thì hắn có thể đường đường chính chính rời khỏi Ly Hỏa Thành, mang mẫu thân đi Viêm Hoàng học cung. Quan trọng hơn là bắt Lý Viêm Phong tiễn hai mẫu tử đi, chứ không phải lầm lũi rời khỏi như chó cụp đuôi. Lý Tuyết Kiều nói với giọng hơi không phục. Đúng vậy, hôn lễ và chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung trùng hợp với nhau, nên ý của phụ thân là để chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung làm trợ hứng cho hôn lễ của người. Tóm lại lần này người lấy được danh ngạch Viêm Hoàng học cung nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vẫn là nhi tử của người.
Lý Tuyết Kiều nói nhi tử không phải Lý Thiên Mệnh mà là nhi tử của Lý Viêm Phong với thê tử thứ hai, nhị đệ của Lý Thiên Mệnh, tên gọi Lý Tử Phong. Lý Tử Phong nhỏ hơn Lý Thiên Mệnh 3 tuổi, lần trước gã không kịp tham gia cạnh tranh vào Viêm Hoàng học cung. Trong 3 năm Lý Thiên Mệnh bị phế bỏ, Lý Tử Phong nhanh chóng vươn lên. Tuổi tác và cảnh giới thực lực của Lý Tử Phong hiện nay giống y như lúc Lý Thiên Mệnh lấy được danh ngạch Viêm Hoàng học cung. Lý Tử Phong nổi lên làm dân chúng Ly Hỏa Thành dần lãng quên Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh khiến Ly Hỏa Thành xấu hổ, 3 năm qua là Lý Tử Phong mang đến hy vọng mới cho Ly Hỏa Thành. Dù sao là thành trì xa xôi, nhân dân Ly Hỏa Thành luôn hy vọng thiên tài của họ sẽ vào Viêm Hoàng học cung, đi khiêu chiến với đám thiên chi kiêu tử ở mảnh đất trung tâm Chu Tước Quốc. Lý Thiên Mệnh đã hiểu ra tất cả. Ca hiểu rồi. Nếu vậy thì hắn càng phải tham gia hôn lễ 10 ngày sau. Đôi lúc cần tự tay lấy lại tôn nghiêm. Bao gồm nữ nhân đến từ Lôi Tôn Phủ, bao gồm phụ thân vô tình kia. Những thứ đã mất cần hắn lại bước chân lên con đường này, đi chiến đấu anh dũng lấy lại mọi thứ thuộc về mình. Còn có một điều quan trọng hơn. Trước năm 16 tuổi Lý Thiên Mệnh từng hỏi Vệ Tịnh có cách gì để chữa khỏi căn bệnh lạ cho mẫu thân không? Khi ấy Vệ Tịnh nói một nơi, đó là Thiên Phủ trong Viêm Hoàng học cung. Cho đến nay mẫu thân vẫn không nói vì sao nàng biết Thiên Phủ có thể trị lành bệnh lạ cho mình. Lý Thiên Mệnh cũng không quan tâm, hắn chỉ biết rằng không chỉ muốn vào Viêm Hoàng học cung tu luyện, hắn còn phải tranh vào Thiên Phủ, nơi trung tâm nhất trong Viêm Hoàng học cung. Hắn mà vào Thiên Phủ thì mẫu thân sẽ nói cho biết đáp án. 3 năm trước Lý Thiên Mệnh đã có thiên tư vào Thiên Phủ, sau khi lấy được chiến hồn thánh thủ thì hắn đã định vào Thiên Phủ, để chữa bệnh cho mẫu thân, giúp kéo dài tuổi thọ. Nhưng Lâm Tiêu Đình và Mộc Tinh Tinh đập nát hy vọng của hắn. Bây giờ Lý Thiên Mệnh đã 20 tuổi, hắn dần trôi qua độ tuổi tu luyện lý tưởng nhất. Còn Vệ Tịnh thì không còn nhiều thời gian, chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung lần này là cơ hội duy nhất của hắn, nếu bỏ qua thì chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân qua đời. Nếu cuộc đời của Vệ Tịnh hay Lý Thiên Mệnh hắn chấm dứt như thế này thì hắn không cam lòng. Lấy hôn lễ của phụ thân hắn, lấy chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung làm bước khởi đầu. Bỏ rơi mẫu thân của hắn chỉ vì cưới nữ nhân đến từ Lôi Tôn Phủ, giúp cho Lý Viêm Phong bỏ lên cao chút. Còn về nhi tử bị người của Lôi Tôn Phủ phế bỏ thì gã không quan tâm, vì con trai trưởng đã không còn là Lý Thiên Mệnh ngày xưa mà gã gửi gắm hy vọng. Ly Hỏa Thành có nhiều nhân vật uy tín danh dự, nếu làm hắn mất mặt trong hôn lễ thì hắn sẽ giết ta chứ. Lý Thiên Mệnh rất tò mò, vô cùng háo hức chờ ngày đó đến. Dù sao lặng yên 3 năm, có ai không muốn trở về chiến trường của mình? Cho mọi người nhìn xem hắn vẫn chưa thua trận. Vệ Tịnh không muốn gói ghém vật gì, lên tiếng. Mệnh Nhi, chúng ta đi thôi. Lý Thiên Mệnh dìu Vệ Tịnh. Vâng thưa mẫu thân. Lý Thiên Mệnh đi rất dứt khoát, vì hắn không có chút lưu luyến với phủ thành chủ. Chưa đi 2 bước Vệ Tịnh mở miệng nói. Nhặt mớ ngọc báu lên. Lý Thiên Mệnh hơi bài xích, hắn thật sự không muốn nhận sự ban ơn cuối cùng của Lý Viêm Phong, đây rõ là nhục nhã. Vệ Tịnh dịu dàng nói. Hai tử, đại trưởng phu có được giãn được, trước mắt có chỗ tốt đương nhiên phải cầm lên, dù sao thứ thật sự quan trọng là phút giành lại tôn nghiêm, chứ không phải lo lắng mất càng nhiều tôn nghiêm. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Vệ Tịnh chỉ ra con đường sáng cho hắn. Nói ngắn gọn là có lợi mà không lấy thì uổng. May mắn Lý Thiên Mệnh còn chút tài sản trong Ly Hỏa Thành. Sau khi bị đuổi ra phủ thành chủ, hai mẫu tử còn một chỗ ở lại. Chỗ ở mới là một đình viện cũ nát. Lý Thiên Mệnh biết mình sẽ không ở lại đây quá lâu, khi lấy được Viêm Hoàng lệnh cho vào Viêm Hoàng học cung là Lý Thiên Mệnh sẽ rời khỏi Ly Hỏa Thành ngay. Ban đêm, mãi khi mẫu thân đã ngủ yên Lý Thiên Mệnh mới đi ra phòng ngủ của mẫu thân. Dưới làn gió đêm, Lý Thiên Mệnh kéo Tiểu Hoàng Kê ở trên đầu mình xuống. Tiểu lão đệ, hôm nay biểu hiện không tệ á nha. Con hàng này lấy tóc của hắn làm tổ chim, tổ gà đúng hơn chứ nhỉ. Tiểu Hoàng Kê sốt ruột thúc giục. Bớt nói nhảm đi, mau lấy ra linh khoáng hôm nay nhận được, lão tử đói rồi. Tiểu Hoàng Kê nói linh khoáng là ngọc báu mà Lý Viêm Phong sau khi bỏ vợ phế con đã động lòng từ bi ban cho họ, số tiền này đủ cho hai phàm nhân sống hết đời. Cái gọi là linh khoáng tức là khoáng thạch trong thiên địa, nhận linh khí thiên địa, địa mạch lâu dài dựng dục sinh ra linh uẩn. Linh khoáng có các loại linh uẩn thần kỳ, lấy nó rèn tạo binh khí sẽ có nhiều công hiệu khác nhau. Ngọc báu xem như một loại linh khoáng bên trong ẩn chứa nhiều linh khí thiên địa, đều có ích cho ngự thú sư và thủ bản mệnh. Nên ngọc báu cũng được ngự thú sư dùng làm tiền,
giá trị mỗi khối ngọc báu đều hơn kim ngân châu báu. Có vài loại ngọc báu được lấy làm tiền lưu thông, trong đó hỏa ngọc ẩn chứa linh khí lửa là thông dụng nhất trong Chu Tước Quốc. Còn có kim ngọc, lôi ngọc đều là tiền lưu thông hàng ngày, có thể dùng nó mua nhiều tài nguyên tu luyện. Lý Thiên Mệnh đổ tất cả ngọc báu hồi sáng nhận được xuống bàn, đếm sơ, đại khái có 200 hỏa ngọc, khoảng 50 kim ngọc. Lý Thiên Mệnh cười nhạt. Cùng rộng rãi đấy, đủ cho hai người thường sống hai đời. Tình duyên một đời chỉ đổi lấy mấy thứ này. Tiểu Hoàng Kê chỉ vào đường hoa văn trên các ngọc báu. Đây là cái gì? Cái này gọi là thiên văn. Những hỏa ngọc, kim ngọc ở trên bàn đều có một hoa văn màu đỏ mỏng manh, nước không thể rửa trôi đi, đây chính là thiên văn. Có thiên văn mới gọi là linh khoáng được, nghe nói thiên văn là thể hiện ý chí của thiên địa, ẩn chứa bí mật về lực lượng căn nguyên thiên địa. Nhiều ngự thú sư đẳng cấp cao đều tham ngộ thiên văn để đột phá cực hạn của bản thân, khống chế lực lượng thiên địa. Nên cái tên thiên văn mang ý nghĩa là hoa văn ý trời. Thiên văn có 9 màu gồm đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, đen, trắng. Thiên văn màu đỏ là đẳng cấp thấp nhất, thiên văn màu trắng là cấp bậc cao nhất. Linh khoáng có thiên văn màu trắng là kỳ bảo có 102, nghe nói thiên văn của nó cực kỳ phức tạp, như hoa văn trận đồ. Cho đến nay Lý Thiên Mệnh chỉ thấy thiên văn màu đỏ, cam và vàng. Mớ ngọc báu trên bàn toàn là linh khoáng thiên văn màu đỏ, tuy là bình thường nhất nhưng cũng giúp ích cho Lý Thiên Mệnh tu luyện với cảnh giới hiện thời. Mở ra linh khí thiên địa chứa trong ngọc báu có thể tăng tốc độ chuyển hóa, ngưng tụ của thú nguyên. Tiểu Hoàng Kê lẩm bẩm. Thiên văn vớ va vớ vẩn gì, ở trước mặt ra đều là thức ăn ngon. Gà con nhảy lên bàn, lúc lắc lại gần, há mỏ định ăn mở ngọc báu. Huynh đê, đừng đùa, thứ này dùng để luyện hóa chủ không phải ăn. Bình thường ngự thủ sư và thủ bản mệnh tu luyện cần ngọc báu giúp tăng tốc độ, nhưng trước tiên phải mở ra linh khí thiên địa ẩn trong ngọc báu rồi mới cùng nhau hấp thu luyện hóa. Người biết cái quái gì? Phát sinh chuyện làm Lý Thiên Mệnh giật mình. Tiểu Hoàng Kê há mỏ mổ từng khối ngọc báu, nuốt trọn từng khối ngọc như ăn kẹo. Tiểu Hoàng Kê liên tục ăn mấy chục khối hỏa ngọc ẩn chứa linh khí lửa, cả người nó cháy lửa, mặt đỏ rực như uống say, còn ở vài cái. Mùi vị không tệ, nhai giòn. Lý Thiên Mệnh trợn mắt há hốc mồm. Ôi mợ, người ăn cục đá không sợ bị táo bón à? Tiểu Hoàng Kê lại ở nơ. Đồ nhà quê, không kiến thức, cái thứ rác rưởi này thì lão tử chỉ cần một khắc là tiêu hóa hết, cần gì cho ra ngoài. Nhiều linh khí thiên địa hội tụ trong người nó, sóng nhiệt nóng cháy phát ra ngoài, nó thành con gà tây cháy lửa. Lý Thiên Mệnh sững sờ hơn nửa ngày mới phản ứng lại, thầm nghĩ hàng này là cự thủ hỗn độn thái cổ. Nghe tên đã ngầu rồi, ăn sống linh khoáng thì có gì lạ. Tiểu Hoàng Kê còn thòm thèm, nó nhặt một khối hỏa ngọc lên đưa cho Lý Thiên Mệnh. Ngươi cũng thử một viên đi, hương vị không tệ. Chúng ta là nam nhi đích thực đương nhiên chuyên ăn thứ cứng rắn này. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ kỹ, sau khi trải qua huyết mạch của thú bản mệnh đúc thì hắn xem như có luyện ngục vĩnh hằng thể. Tiểu Hoàng Kê có thể hấp thu luyện hóa theo kiểu ăn sống thì có lẽ hắn cũng làm được. Hỏa ngọc vào miệng như rượu cay đốt cổ họng Lý Thiên Mệnh muốn cháy, nhưng không quá đau. Linh khoáng chui xuống bụng, cảm giác như đổ chén canh nóng vào bao tử. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng dịch dạ dày bao vây hỏa ngọc, từ từ hòa tan nó, nhiều linh khí lửa bộc phát ra, thiêu đốt trong người hắn. Phù! Lý Thiên Mệnh há miệng thở, phun ra một chuỗi lửa, nhiều linh khí lửa phát tán ra ngoài. Gà con làm vẻ mặt khinh thường nói. Đừng phun ra, uổng! Mặt Lý Thiên Mệnh nóng rực, hắn nhìn mình toàn thân bốc lửa, cảm giác như đang nằm mơ. Hắn như thế này không khác gì quái vật, nhưng phải công nhận hắn có thể ăn sống linh khoáng như Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng, đây cũng là một trong những năng lực huyết mạch của cự thủ hỗn độn thái cổ. Cùng là hỏa ngọc nhưng nếu qua hình thức luyện hóa thì chỉ hấp thu được 1/3 là cùng, ăn tươi nuốt trọn kiểu này cảm giác không lãng phí chút xíu nào. Hơn nữa làm như vậy thì hiệu quả hấp thu càng trực tiếp hơn, linh khí lửa hội tụ trong bụng. Luyện ngục vĩnh hằng kinh luyện hóa nó chuyển thành thủ nguyên tiến vào trong thú mạch. Vậy là mình chỉ cần có đủ ngọc báu thì tu luyện nhanh vèo vèo. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, hèn gì Tiểu Hoàng Kê ăn nhiều mà linh khí lửa không chướng nứt bụng nó. Thì ra trong khi hắn nuốt ngọc báu, bé gà cũng vận dụng luyện ngục vĩnh hằng kinh chuyển hóa thành thủ nguyên, cả hai nhờ điều này tăng tiến vùn vụt. Trong đình viện sập sệ phát sinh ra cảnh tượng nếu để người khác thấy sẽ bị đảo điên thế giới quan. Một người một gà ngồi bên nhau, ăn từng khối ngọc báu như cắn hạt dưa, vừa nhai vừa tám chuyện.
mới đầu chuyện mà mô tả mên như quái vật. Quan trọng là trên thân thể con người và gà con đều cháy lửa. Lý Thiên Mệnh lấy ra ít rượu ngon nhâm nhi chung với Tiểu Hoàng Kê. Huynh đệ, ngươi hiểu bao nhiêu về cự thú hỗn độn thái cổ và bản thân ngươi? Tiểu Hoàng Kê say khướt nằm trên bàn đá, chĩa cẳng lên trời. Không phải ra cố ý ra vẻ cao sâu mà ra thật sự mờ mịt còn hơn ngươi. Ra vừa mở mắt ra chỉ biết mình tên Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng, nằm trong cự thủ hỗn độn thái cổ, còn lại không biết gì. Lý Thiên Mệnh nhớ lại. Ta từng cảm nhận thấy cảnh một bàn tay to hắc ám xuất hiện. Tiểu Hoàng Kê bật dậy, kích động nhìn Lý Thiên Mệnh chằm chằm. Ngươi cũng mơ cái này hả? Ngươi cùng trông thấy nó. Tiểu Hoàng Kê nghiêm túc nói. Đương nhiên rồi, khi chưa sinh ra đã luôn mơ hình ảnh này, nên ta đoán mình từng là tồn tại ăn sống mặt trời, kết quả bị bàn tay to hắc ám truy sát. Sau đó trước khi ta chết nhờ cơ hội nào đó mà vào chỗ chết rồi có cơ may sống lại, trở thành thủ bản mệnh của ngươi, bắt đầu cuộc sống mới. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi biết có cách gì phục hồi lực lượng của ngươi không? Cũng dẫn dắt ta với, để ta có thể ngầu như người. Tiểu Hoàng Kê trả lời. Không biết, ta chỉ biết rằng trong huyết mạch của ta còn ẩn giấu vô số thứ, nhưng ta cần nhiều tạo hóa và cơ hội mới đào móc những thứ này ra được. Gà con bây giờ chưa đủ mạnh, dù sao nó cũng như Lý Thiên Mệnh đều là thủ mạch cảnh đệ tam trọng nhưng không thể phủ nhận rằng nếu giải phóng uy lực tiềm ẩn trong huyết mạch của nó thì chắc chắn sẽ chấn động toàn thế giới. Còn về cần cơ hội như thế nào thì Lý Thiên Mệnh cũng đang suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm nói. Hệ thống tu luyện cộng sinh có thể cho chúng ta cùng nhau đột phá. Có lẽ đây là một cơ hội. Tiểu Hoàng Kê nói. Đúng vậy, nhưng ta cảm nhận ta cần càng nhiều thứ hơn, ví dụ như linh khoáng này, ta nhìn thoáng qua là biết có thể ăn sống biến mạnh. Nhưng hiệu quả của linh khoáng quá nhỏ, chắc chắn còn thứ khác có hiệu quả hơn. Lúc trước nó bị bàn tay to hắc ám truy sát, nó chuyển hóa mô thức sinh mệnh, trong huyết mạch chắc chắn ẩn chứa gông xiềng nào đó không bứt đứt được. Nên về sau việc quan trọng nhất là hoàn toàn bứt đứt gông xiềng huyết mạch, để nó thật sự trở về đỉnh cao. Nói chuyện đến đây, hơn 100 hỏa ngọc đặt trên bàn đã bị cả hai ăn sạch. Tiểu Hoàng Kê thòm thèm nói. Mỡ nó, ta còn chưa ăn đủ. Bụng của gà con như không đáy. Lý Thiên Mệnh rộng rãi nói. Còn một ít kim ngọc kìa. Những ngọc báu này do dùng đúng chỗ nên Lý Thiên Mệnh sẵn sàng một đêm tiêu hết tiền Lý Viêm Phong đưa cho, số tiền vốn đủ xài cả đời đối với người thường. Tiểu Hoàng Kê ghét bỏ nói. Trong đó đều là linh khí kim loại, rất khó ăn. Bé gà có thuộc tính lửa mà kêu nó ăn kim loại thì đúng là khó cho nó. Có vẻ do cải biến thể chất nên Lý Thiên Mệnh nhìn hỏa ngọc thì muốn ăn, nhưng xem số kim ngọc còn lại đúng là thấy nhạt nhẽo. Dễ thôi, ngày mai ta đi tinh thần thương hội đổi mớ kim ngọc này thành hỏa ngọc là được. Hỏa ngọc và kim ngọc đều là ngọc báu, cùng là tiền thông dụng vừa cho ngự thú sư, thú bản mệnh thuộc tính khác nhau dùng. Nên tổ chức thương nghiệp khổng lồ nhất Ly Hỏa Thành, tinh thần thương hội mở giao dịch hai đầu đổi ngọc báu, chỉ lấy tiền thù lao không quá cao. Giờ lo chuyển hóa hỏa ngọc đêm nay thành thú nguyên đã. Trong người Lý Thiên Mệnh, gà con đang chứa nhiều hỏa linh khí. Đêm nay tu luyện, Lý Thiên Mệnh cảm giác rõ ràng mình cách đột phá thủ mạch cảnh đệ tứ trọng đã không xa. Khi nào đến cảnh giới đó thì hắn mới có quyền chủ động trong chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung. Đêm nay trò chuyện với Tiểu Hoàng Kê đã giải đáp nhiều thắc mắc cho Lý Thiên Mệnh. Hiện giờ hắn và Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng này cộng sinh với nhau, hắn đã có phương hướng đại khái cho tương lai một người một gà sẽ đi theo hướng nào. Lớn mạnh bản thân, thức tỉnh huyết mạch, đột phá gông xiềng. Còn về cần làm thêm cái gì thì chờ Tiểu Hoàng Kê gặp được sẽ tự động có đáp án. Sáng sớm hôm sau, Lý Thiên Mệnh thức dậy nấu bữa sáng cho mẫu thân xong mang theo 50 khối kim ngọc còn lại đi tinh thần thương hội. Lý Thiên Mệnh có dự cảm sau khi đổi kim ngọc thành hỏa ngọc sẽ đủ cho hắn và Tiểu Hoàng Kê cùng đột phá. Lúc Lý Thiên Mệnh ra khỏi cửa thì Ly Hỏa Thành đang vô cùng náo nhiệt vì hôn lễ của thành chủ sắp diễn ra. Tin vía hè về mẫu tử của Lý Thiên Mệnh, người bị bỏ người bị phế cũng lan rộng. Là Lý Thiên Mệnh kia. Cái thứ dê chúa đó còn sống hả? Đồ thiếu kiến thức, đêm qua mới nghe nói thành chủ bỏ mẫu thân của hắn rồi, cũng phế địa vị thế tử của hắn. Vài hôm nữa thành chủ đại hôn, sẽ lập thế tử mới. Hai mẫu tử già yếu bệnh tàn đúng là vết nhơ của thành chủ, mà thế tử mới là ai? Hỏi ngu, Lý Tử Phong chứ ai? Hắn không thua gì Lý Thiên Mệnh 3 năm trước, nghe nói còn giỏi hơn nữa. Với một số người trong Ly Hỏa Thành thì Lý Thiên Mệnh không còn thân phận cao,
thứ duy nhất khiến họ kiêng kỵ nữa, nên họ tám chuyện rất lớn tiếng không thèm che giấu. 3 năm rồi, Mộc Tinh Tình phá hủy danh tiếng và mọi thứ của hắn. Ly Hỏa Thành, nơi hắn lớn lên cũng xem hắn như chuột chạy qua đường, cho đến ngày nay Lý Thiên Mệnh đã không quan tâm lòng người lạnh lùng nữa. Mẫu thân từng nói chịu oan khuất, sỉ nhục rồi thời gian sẽ cho ra đáp án, nội tâm thật sự dẻo dai cứng cỏi thì sẽ không bị lời đồn lung tung hạ gục. 3 năm qua hắn yếu mọi thứ nhưng chỉ có nội tâm là mạnh mẽ chưa từng có, hắn thậm chí cảm tạ 3 năm này cho hắn thấy rõ. Nhiều thứ. Lý Thiên Mệnh đi đến tinh thần thương hội. 3 năm trước hắn là khách quý mà cả hội trưởng tinh thần thương hội cũng ra cửa nghênh tiếp, còn bây giờ muốn vào trong cũng không được. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể xếp hàng chót trước cửa sổ bên ngoài, chịu đựng mặt trời nóng bỏng, chờ nửa canh giờ mới đến lượt mình. Có 50 hỏa ngọc thì tối nay có thể lên đến đệ tử trọng rồi. Lý Thiên Mệnh đổi về hỏa ngọc rồi lật đật về nhà, dù sao bây giờ hắn đi đâu cũng là tiêu điểm toàn thành. Nhưng ánh mắt xem thường, thương hại, giễu cợt đến từ tiểu dân phố phường từng xem trọng hắn, đời người lên voi xuống chó hiện thực như vậy đấy. Khi Lý Thiên Mệnh vội vàng trở về thì đột nhiên trên bầu trời đường phố phồn hoa vang vọng tiếng chim hót sắc nhọn chói tai. Phụt! Sau tiếng chim hót là sóng lửa nóng bỏng từ đằng sau ập đến đánh trúng lưng của Lý Thiên Mệnh, hắn không bị gì nhưng quầy hàng nhỏ bên cạnh bị thổi bay, trong phút chốc người ngã ngựa đổ. Rầm! Là tiếng cự thú đáp xuống đất. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, chỉ thấy một con chim to màu tím đáp xuống giữa đường, dương cánh dài cỡ một trượng, thân hình to lớn có thể chở nhiều người. Dễ thấy nhất là mắt của nó, trên mỗi con mắt có 2 con ngươi, 2 mắt là 4 con ngươi, là song đồng trong truyền thuyết. Lý Thiên Mệnh vừa nghe tiếng chim hót là biết con gì rồi. Đây là thủ bản mệnh ngũ giai loài chim hệ lửa nổi tiếng trong Ly Hỏa Thành, tên gọi tử đồng trọng minh điểu. Trọng minh điểu là thánh vật của Ly Hỏa Thành, con tử đồng trọng minh điểu này là thủ bản mệnh cùng đẳng cấp với kim. Vũ, chủ nhân của thú bản mệnh là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Lý Thiên Mệnh. Nhi tử của bình thê khác của Lý Viêm Phong Lý Tử Phong. A, à, nương đau quá hu hu. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, tử đồng trọng minh điểu to lớn đáp xuống không quan tâm đám người trên đường phố tấp nập, thân hình khổng lồ rực lửa đáp xuống hất bay đám trẻ con đang chơi đùa. Có 3 đứa bé đập vào vách tường đầu rơi máu chảy, một cô bé chân gấp khúc, chắc xương ống chân đã bị đụng gãy. Trong phút chốc tràn ngập tiếng khóc ré của con nít, chúng bé bỏng chưa từng trải qua đau đớn thế này. Đặc biệt là cô bé kia, e rằng đời này sẽ thọt chân. Nhưng cuộc đời thê thảm của kẻ yếu chỉ là nhạc đệm bé nhỏ không đáng kể đối với nhân vật cao cao tại thượng. Nên khi đám người nhảy xuống người tử đồng trọng minh điểu thì không thèm liếc qua đám trẻ bị gãy chân khóc la. Phụ mẫu của bọn trẻ thấy mặt người tới thì đè tức giận xuống vội vàng mang con đi. Không có mặt phụ mẫu của cô bé gãy chân, bé gái run run co ro trong góc, đau đến nỗi đầu óc mơ hồ, toàn thân co giật tựa như con cùn hoang. Ca, ta đã nói ngươi là sao chổi mà, cứ đi tới chỗ này làm chi, thấy mình hại thảm đám trẻ này chưa? Xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là một thiếu niên áo tím, bộ dạng rất anh tuấn, mi thanh mục tú, nhìn là biết rồng phượng trong cõi người, đôi mắt màu tím sậm cực kỳ xinh đẹp. Gã là Lý Tử Phong 3 năm trước khi Lý Thiên Mệnh đi Viêm Hoàng học cung thì gã mới 13 tuổi, lứa tuổi ăn chơi. 3 năm không thường gặp mặt không ngờ Lý Tử Phong đã lớn như vậy. Có 4, 5 người đứng sau lưng Lý Tử Phong, Lý Thiên Mệnh đều quen mặt, đám bạn xấu của gã, ngày xưa cũng là đám nhóc này đi theo đằng sau hắn, muốn được hắn che chở. Triệu Khánh, nhi tử của thống soái thành vệ quân, Cao Loan, nhi tử của thượng sư Ly Hỏa học cung. Trần Khung, nhi tử của quan văn thương bộ, phụ mẫu của nhóm người này hợp thành cao tầng trong Ly Hỏa thành. Lý Thiên Mệnh đứng trong đám đông vây xem, vẻ mặt thản nhiên. Chỉ khi hắn nhìn thoáng qua cô bé bị gãy chân thì hàng chân mày mới thoáng lộ tia hung hãn. Đây không phải là người tự tạo nghiệt sao? Lý Tử Phong mỉm cười nói. Thiên Mệnh ca, xin đừng đùn đẩy trách nhiệm. Người thấy đấy, nếu không phải ngươi đi lung tung bị ta bắt gặp thì đã không đáp xuống gặp người, khiến đứa bé này bị thương, đúng không? Đúng là cha nào con nấy, dưỡng ra 2 đứa con âm binh dễ sợ. Đám thiếu niên đứng sau lưng Lý Tử Phong cười rộ lên, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, Tử Phong muốn làm thế tử thì không thể làm sằng làm bậy, coi rẻ mạng sống như vậy nữa. Người trong lòng vặn vẹo thì không xứng làm người cai trị thành. Lý Thiên Mệnh từng rất quan tâm chăm sóc đệ đệ này, lúc Lý Tử Phong còn nhỏ vì nghịch ngợm bị mẫu thân của mình là Mạc Phu Nhân đánh thì hắn còn cầu tình giúp. Mới 3 năm bỏ mặc gã,
nào ngờ gã đã đổi khác. Lý Tử Phong buồn cười nói. Ca thật biết nói đùa, người có thể làm ra chuyện chuốc thuốc cưỡng hiếp mà không biết ngượng miệng nói lòng ta vặn vẹo. Đám bạn xấu của gã choàng vai bá cổ, ôm bụng cười lớn. 3 năm không gặp mặt, đám nhóc con này đều cứng cánh, Lý Thiên Mệnh sắp không thể nhớ lúc bọn họ lon ton quẫy đuôi theo sau mình. Lý Thiên Mệnh không muốn quan tâm đám người này. Còn có chuyện gì không? Có vài món nợ đợi đến lúc quyết đấu tuyển Viêm Hoàng học cung rồi tính, dù sao đệ đệ này là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn trong cuộc thi. Lý Tử Phong cười mệt, phất tay nói. Hết chuyện rồi, người cử đi đi. Lý Thiên Mệnh ngoái lại nhìn, thì ra sau lưng hắn là Phỉ Thúy Lâu, chỗ phong lưu nổi tiếng nhất Ly Hỏa Thành, bên trong có Oanh Yến nổi tiếng toàn thành. Lý Thiên Mệnh đã hiểu, đám người này vốn không phải vì thấy hắn mới đáp xuống, bọn họ chỉ muốn vào Phỉ Thúy Lâu. Lý Thiên Mệnh bĩu môi thầm nghĩ. Đám tiểu xúc sinh này thật biết hưởng thụ, ta còn chưa được vào Phỉ Thúy Lâu bao giờ. Lúc trước Lý Thiên Mệnh chăm chỉ tu luyện, hơn nữa Lý Viêm Phong và mẫu thân yêu cầu nghiêm khắc nên hắn tự hạn chế bản thân. Không ngờ bây giờ Lý Viêm Phong mặc kệ phẩm hạnh của Lý Tử Phong, vậy dựa vào cái gì ngày xưa yêu cầu với hắn nhiều như thế. Các cô nương Phỉ Thúy Lâu đi ra nghênh tiếp, ai nấy ăn mặc yêu diễm, thân hình thướt tha vây quanh nhóm Lý Tử Phong đi vào. Lý Tử Phong ở trong bụi hoa càng có vẻ phong lưu phóng khoáng. Lý Tử Phong quay đầu liếc Lý Thiên Mệnh một cái, trên cao nhìn xuống nói. Chờ chút, nghĩ tình trước kia người che chở ta thường bị phụ thân đánh nên lần cuối gọi người một tiếng ca, cho ngươi một lời khuyên. Lý Thiên Mệnh nói. Nói gì thì mau lên. Đối mặt đệ đệ như vậy, tâm tình của Lý Thiên Mệnh khá phức tạp, không có thù hận sống chết gì nhưng có lẽ sẽ phải dạy cho gã một bài học. Lý Tử Phong nghiêm túc nói. Ngươi nghe cho kỹ, ta muốn khuyến cáo ngươi rằng, mau biến khỏi Ly Hỏa Thành, ngươi đi đến đâu đều là trò cười của nhà chúng ta, của nguyên Ly Hỏa Thành. Ngươi bây giờ là con chó hoang hôi không chịu nổi, có biết không hả? Lý Thiên Mệnh bật cười nói. Ngươi đang nói cả nhà chúng ta là gia tộc chó hoang sao? Lý Viêm Phong là chó đầu đàn. Đứa nhóc ngày xưa từng tôn sùng mình đã lớn lên, có tư tưởng riêng. Lý Tử Phong không muốn nói nhiều. Tóm lại hãy biến mất đi, như vậy sẽ tốt cho mọi người. Gã một tay ôm một cô nương, xoay người nghênh ngang đi vào Phỉ Thúy Lâu. Tiếng cười oanh yến kéo dài không dứt, bên trong là ao rượu rừng thịt, ca múa vui chơi, hưởng thụ trong chốn trần gian. Nhóm người đi mất, chỉ còn mình Lý Thiên Mệnh đứng ở đây. Nơi này có nhiều người vây xem, ánh mắt thương hại. Bọn họ cảm thấy Lý Thiên Mệnh bây giờ thật đáng thương, nhưng thương hại qua đi sẽ bỏ thêm một câu cảm khái, người đáng thương thì cũng có chỗ đáng hận. Ha ha! Mọi người ra kết luận. Trông thì phẩm hạnh của Lý Thiên Mệnh tốt hơn Lý Tử Phong, nhưng nhìn từ sự việc Viêm Hoàng học cung thì Ngụy Quân Tử như hắn càng đáng giận hơn Lý Tử Phong. Hắn thật sự nên biến khỏi Ly Hỏa Thành. Ta nhìn còn thấy mất mặt dùm. Lý Thiên Mệnh vờ như không nghe thấy. Dù sao chớp mắt là đến ngày chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung, người thông minh phải biết chọn lúc thích hợp biểu hiện ra, nói với người trong thiên hạ thế nào mới là chính mình. Lý Thiên Mệnh đi tới gần cô bé bị gãy chân, phụ thân của cô bé đã đến. Nam nhân đen gầy sắp chảy cạn nước mắt, nhưng từ đầu tới đuôi không nhìn Lý Tử Phong bằng ánh mắt thù hận, vì gã sợ hãi. Ngược lại khi Lý Thiên Mệnh đến gần, gã hung hăng trùng hắn. Đều tại ngươi hại, Lý Thiên Mệnh, ngươi mau biến đi. Nam nhân vặn vẹo dữ tợn như muốn xé sống Lý Thiên Mệnh, nhưng có vẻ như gã không có lá gan đó. Lý Thiên Mệnh phớt lờ nam nhân, hắn ngồi xổm xuống, vuốt nhẹ đầu cô bé. Bé gái đổ máu rất nhiều, sắp hôn mê. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng hỏi. Cô bé biết người hại mình là ai đúng không? Trong đau đớn mơ hồ, cô bé gật đầu. Người lớn luôn mù mắt. Nhưng đôi mắt của con nít sáng tỏ. Lý Thiên Mệnh chỉ cần cái gật đầu này thôi. Hắn lấy ra 10 khối hỏa ngọc, với người thường thì đây là tài phú cách xù. Lý Thiên Mệnh đặt hỏa ngọc vào tay phụ thân của cô bé. Hãy chữa trị cho nàng, nối chân lại. Phụ thân của cô bé ngẩn ngơ, số tiền này đúng là có thể khiến cô bé có cuộc sống mới, thoát khỏi cuộc đời bi thảm. Gã cất hỏa ngọc, hung tợn nói với Lý Thiên Mệnh. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cảm kích ngươi sao? Miếng nói không cần mà tay cất tiền lẻ vê lù. Nhưng khi gã ngước đầu lên thì đã không thấy Lý Thiên Mệnh đâu. Phụ thân của cô bé miệng cọp gan thỏ quát. Người đâu rồi, sợ tội bỏ trốn. Người vây xem đều rất ngạc nhiên, vì bọn họ mới ngây người trong chớp mắt đã không thấy Lý Thiên Mệnh đâu.
chỉ có ngự thủ sư rất mạnh mới có thể dựa vào thân pháp làm được điều này. Mọi người đồng thanh kêu lên. Gặp quỷ. Chỉ có cô bé siết chặt hai tay, chảy dòng lệ. Đột phá. Sau khi cho cô bé gãy chân 10 khối hỏa ngọc, Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng Kê luyện hóa và hấp thu số hỏa ngọc còn lại, lần nữa quán thông một sợi thủ mạch, một người một gà cùng đến thú mạch cảnh đệ tứ trọng. Trong hệ thống tu luyện cộng sinh, tu luyện thú mạch cảnh là ngự thủ sư và thủ bản mệnh hỗ trợ cho nhau, cả hai tổ hợp lại mới là một hạch tâm tu luyện. Thú mạch và thú nguyên của cả hai đều là một thể, nên cảnh giới hai bên đều giống nhau. Phải công nhận thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng này nóng cháy mà bằng bạc, như dung nham sôi trào chảy trong thủ mạch và thân thể. Nếu không trải qua huyết mạch cải tạo thành thân thể cự thủ hỗn độn thái cổ thì không chịu nổi thú nguyên khủng bố như vậy. Hơn nữa sau khi Tiểu Hoàng Kê thành thú bản mệnh chắc chắn bên trong tiềm ẩn gông xiềng huyết mạch, đây chưa phải nguyên hình của nó. Nếu nó có thể đột phá gông xiềng huyết mạch thì thân xác của ta cũng sẽ mạnh theo. Hiện giờ Tiểu Hoàng Kê vẫn ở trong hình dạng gà con, muốn biến về chim vĩnh hằng ăn mặt trời như trong giấc mơ sẽ rất khó khăn. Chờ đến khi đó, tuy Lý Thiên Mệnh không thể biến thành chim vĩnh hằng nhưng sẽ có thể chất gần như giống nhau. Đến khi nào mới không ăn cục đá nữa mà sáng sớm thức dậy ăn một viên mặt trời đây? Tưởng tượng thôi đã thấy điên cuồng. Tuy tiềm lực to lớn nhưng quan trọng hơn là phải ổn định bản tâm, dù sao hiện giờ chúng ta tương đương với thú con. Con cọp có hung mãnh đến đâu thì cọp con mới sinh không đánh lại sói hoang. Lo phát dục ổn định đừng đi quậy. Đêm đã khuya, sau khi đột phá, Tiểu Hoàng Kê nằm sấp trên ngực Lý Thiên Mệnh ngủ say như chết. Lý Thiên Mệnh cũng hơi mệt, hắn nằm trên giường mới sửa sang lại, mơ màng thiếp ngủ. Mợ nó! Lý Thiên Mệnh đang thiêu thiêu ngủ chợt cảm giác cánh tay trái đau nhói, giống như bị mãnh thú xé toạc một miếng thịt. Lý Thiên Mệnh ngồi bật dậy. Tiểu Hoàng Kê nằm trên ngực hắn ngã lăn xuống đất. Chuyên quần què gì thế này? Trong ánh nến mông lung, Lý Thiên Mệnh không thấy mãnh thú nào cắn xé tay trái của mình, nhưng đáng sợ là bắt đầu từ ngón tay đến nguyên bàn tay, làn da biến thành màu đen. Lúc Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh thì màu đen nhanh chóng lan lên trên, trong thời gian ngắn ngủi nguyên cánh tay trái đen thui, đen như mực. Đáng sợ hơn nữa là dây tiếp theo làn da màu đen truyền đến cảm giác đau đớn như có ức vạn con kiến đang bò lúc nhúc trên cánh tay. Lý Thiên Mệnh đau đến nỗi chỉ có thể cắn răng thở hổn hển, sợ đánh thức mẫu thân từ trong giấc ngủ. Lý Thiên Mệnh rung động nhìn. Sao có thể như vậy? Làn da mấp máy mọc ra vảy giáp màu đen. Đó là vảy giáp cực kỳ tinh mỹ, mỗi mảnh đều là hình lục giác tiêu chuẩn. Vảy giáp màu đen hình lục giác phủ kín cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh. Khiến cánh tay trái trở nên quỷ dị rùng rợn, hơi thở khủng bố khó tả toát ra từ cánh tay. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh cảm giác cánh tay này dường như không còn là của mình. Nên hình dung hơi thở này như thế nào đây? Giống như một loại tồn tại chúa tể thương sinh, bất cứ sự sống nào đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống run cầm cập dưới hơi thở đó. Vẫn chưa xong, sau khi vảy giáp màu đen phủ lên cánh tay của hắn thì móng tay cũng biến dạng, đầu ngón tay đỏ như máu, bàn tay như móng vuốt thú. Đầu ngón tay biến thành móng vuốt đỏ thẫm mà sắc bén, cảm giác có thể dễ dàng xé rách da, thậm chí xé tơi thịt. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Đang nằm mơ sao? Giờ thì Lý Thiên Mệnh đã không còn cảm giác đau nữa, hắn cảm giác cánh tay trái của mình mạnh mẽ hơn các phần bộ phận khác trên cơ thể, trong thời gian ngắn khó tìm được từ nào hình dung cảm giác thô bạo kia. Chẳng những lực lượng biến mạnh, đây chỉ là thứ biểu tượng rõ rệt nhất, Lý Thiên Mệnh cảm nhận cánh tay trái phát sinh biến đổi căn bản nhất. Giống như hắn đã biến thành giống loài khác. Hơi thở và huyết mạch đặc biệt phát ra từ cánh tay trái này đã lan tràn toàn thân, chẳng những không có sự ảnh hưởng đến bộ phận thân thể khác nhưng lại lộ rõ sự biến dị. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh trông thấy việc khủng bố hơn nữa. Lý Thiên Mệnh xòe bàn tay đã trở thành móng vuốt thú, vị trí lòng bàn tay bỗng nứt ra khe máu, cái khe mở rộng lộ ra con mắt đỏ như máu. Khi bị con mắt đỏ máu nhìn thì Lý Thiên Mệnh có cảm giác gì? Lý Thiên Mệnh cứ nghĩ mình sẽ sợ hãi, như thể có quái vật chui vào người mình. Nhưng hắn không ngờ thấy bản thân nằm trong con mắt kia. Đúng vậy, Lý Thiên Mệnh thấy một thiếu niên ngủ say sưa đang nhìn mình một cách kinh khủng, còn hắn thật ra là con mắt đỏ máu. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Bên này là Lý Thiên Mệnh nhìn vuốt thú và con mắt. Bên kia là Lý Thiên Mệnh kinh khủng nhìn mình, hắn cảm giác đời này lần đầu nhìn thấy hai con mắt của mình thuở đầu tiên mà không phải soi gương. Lý Thiên Mệnh đã hiểu ra. Mợ nó, đây cũng là mắt của ta. Giờ Lý Thiên Mệnh có hai thị giác, con mắt trên đầu là thị giác ban đầu,
đang nhìn vuốt thủ của mình. Con mắt trong vuốt thú là thị giác thứ hai, đang nhìn lại hắn. Hai thị giác tổ hợp lại với cách kỳ lạ nhưng không ảnh hưởng tầm nhìn tổng thể của Lý Thiên Mệnh, trừ đầu óc hơi hỗn loạn ra. Nghĩa, ai mà bị chắc cũng tự sợ phát khiếp ấy chứ mà hỗn với trả loạn. Lý Thiên Mệnh ngây ngẩn người. Bàn tay mọc ra con mắt thứ ba chính là của mình chứ không phải có quái vật chui vào thân thể. Lý Thiên Mệnh xòe bàn tay vòng qua sau lưng, quả nhiên có thể thấy phần lưng của mình. Hắn lại luồn vào quần dài, thấy rõ ràng cọng lông chân. Luồng vô quần phải thấy ngay cái khác chứ sao lại là lông chân a còng a còng. Lý Thiên Mệnh hít sâu. A, à, hắn cảm giác mình không phải đang nằm mơ, cánh tay trái màu đen còn chút cảm giác đau nhói. Bỗng có tiếng the thé vang lên phía trước mặt. Lý Thiên Mệnh, người đang làm gì? Lý Thiên Mệnh ngước đầu lên, thấy ánh mắt Tiểu Hoàng Kê là lạ nhìn mình, mặt cười xấu xa. Lý Thiên Mệnh đáp. Không làm gì. Tiểu Hoàng Kê cười gian bảo. Đừng có mà che giấu, hơn nửa đêm luồn tay vào trong quần, còn thở gấp, rõ là đang làm chuyện ấy. Chậc chậc, người trẻ tuổi nên tiết chế, nếu không nhịn được thì đi Phỉ Thúy Lâu. Chán Lý Thiên Mệnh rịn mồ hôi. Gà con chỉ bé cỡ bàn tay mà sao xấu xa quá. Lý Thiên Mệnh túm nó lên, đương nhiên là dùng tay phải. Ngươi lại đây cho ta. Tiểu Hoàng Kê vội la lên. Dừng tay, ta không phải gà, sao của ngươi, đừng đụng vào ta. Sao gà này nghĩa là gà móng đỏ? Gà con mà biến thái thấy sợ. Ngươi là con gà tục tiểu, nghiêm túc nói chính sự nào. Trong bóng đêm, Lý Thiên Mệnh vươn cánh tay phải của mình ra. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Dưới ánh nến, cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh phủ lớp vảy đen hình lục giác tinh mỹ, bàn tay biến thành vuốt thú, trong lòng bàn tay có đôi mắt đỏ như máu trêu cợt nhìn Tiểu Hoàng Kê. Tiểu Hoàng Kê sợ đến nỗi sù lông, nhảy cẫng lên ba thước. Hãi hùng suýt ngất xỉu. A, à, thấy quỷ. Nó sợ thật. Vì Lý Thiên Mệnh phát hiện cánh tay hiện giờ của hắn giống hệt bàn tay to hắc ám lúc Tiểu Hoàng Kê mới sinh ra mà hắn đã thấy trong mơ. Khi ấy quá rung động nên Lý Thiên Mệnh không chú ý lòng bàn tay to hắc ám có con mắt không nhưng thấy đại khái trên làn da cũng có vảy đen lục giác như thế này. Vảy hình lục giác này rất giống tổ ong nên Lý Thiên Mệnh bị ấn tượng mạnh, cũng từ điểm này. Nếu bảo cánh tay trái của hắn biến thành như vậy chẳng liên quan gì đến bàn tay to hắc ám thì hắn tuyệt đối không tin. Tiểu Hoàng Kê cũng phát hiện ra điều này. Đây, đây là bàn tay đó. Cánh tay hắc ám phát ra hơi thở làm nó bản năng sợ hãi. Lý Thiên Mệnh nhìn cánh tay đột nhiên biến đổi của mình. Ta cũng đoán như vậy. Hắn cũng hoang mang điều duy nhất có thể khẳng định là cánh tay còn theo sự kiểm soát của hắn, trừ lực lượng cơ bắp mạnh hơn ra tạm thời không thấy biến đổi gì khác. Tiểu Hoàng Kê nghiêm túc hỏi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng không biết, đột nhiên thay đổi. Theo ta suy đoán thì có lẽ ngươi không thoát khỏi kẻ thù, bị đuổi tới tận cửa chăng? Tiểu Hoàng Kê chửi thề. Mợ. Nó chân chân nhìn cánh tay hắc ám, nói thật thì một người một gà hiện tại không có đủ điều kiện biết tất cả sự thật. Cánh tay hắc ám là tồn tại gì? Vì sao muốn truy sát Tiểu Hoàng Kê? Vì sao nó sẽ cộng sinh với Lý Thiên Mệnh? Vì sao cánh tay của hắn chuyển hóa thành cánh tay hắc ám? Muôn vàn câu hỏi đặt ra tuy nhiên chỉ dựa vào suy đoán thì khó ra kết luận cho những điểm đáng ngờ này, trừ phi thời gian cho ra đáp án. Lý Thiên Mệnh thấy bộ dạng sợ chết của Tiểu Hoàng Kê, xì cười nói. Yên tâm, nếu ca là kẻ thù của ngươi thì chắc chắn sẽ cho ngươi chết tốt. Ví dụ lên núi hái ít nấm làm món gà con nấu nấm. Tiểu Hoàng Kê khinh thường nói. Ha ha. Đây là lý do ngươi hơn nửa đêm thò tay vào đáy quần. Còn đỡ hơn ngươi cứng rắn đè hỏa linh điều trống. Câm mồm. Tiểu Hoàng Kê bay lên, há mỏ chim mổ Lý Thiên Mệnh. Đừng nhìn con hàng này nhỏ con nhưng mỏ chim rất cứng. Đinh 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 đỉnh. Lý Thiên Mệnh dùng cánh tay trái đỡ, khi mỏ chim va chạm với vảy giáp sinh ra đốm lửa văng tung tóe. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vảy giáp lục giác. Dù sao thì hình như được lợi. Ít ra cánh tay này của ta có vẻ như đau thương không chém vào được. Thông qua nắm tay hắn cảm nhận được lực lượng khủng bố vượt qua huyết mạch của bản thân. Lý Thiên Mệnh dùng mảnh vải trắng quấn cánh tay trái, thay bộ đồ trùm lên cánh tay, đeo bao tay vào hoàn toàn giấu đi bàn tay trái. Nếu bị người ta thấy sẽ xem hắn như quái vật. Tiểu Hoàng Kê đã chấp nhận sự biến đổi này, dù sao nó rất lười, đã không hiểu được thì cứ ngồi chờ xem. Trong đêm khuya, Lý Thiên Mệnh liên tưởng nhớ đến tràng cảnh bàn tay hắc ám tấn công Phượng Hoàng luyện ngục Vĩnh Hằng, hắn chìm trong suy tư.
có lẽ giữa ta và bàn tay to hắc ám kia có liên quan gì? Lý Thiên Mệnh nhìn cánh tay này thật lâu, cứ cảm thấy mình đã không biết cánh tay cũ, hắn không rõ ràng nó có lực lượng thế nào, có thoát khỏi tầm kiểm soát của mình không. Tuy rằng không biết lai lịch, nhưng nó khiến ta càng có tự tin tham dự chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung vào mấy ngày sau. Đột phá cảnh giới, cánh tay hắc ám xuất hiện, trong thời gian còn lại Lý Thiên Mệnh tranh thủ diễn luyện lại chiến quyết cũ, tiến vào trạng thái chiến đấu. Lý Thiên Mệnh từng tu luyện đến linh nguyên cảnh, hắn tu tập nhiều chiến quyết. Cái gọi là chiến quyết cũng giống như công pháp, đều là tiền bối lần mò và kinh nghiệm trải qua vô số lần chiến đấu, thực tiễn sáng tạo ra chúng. Công pháp chủ yếu dùng để tu luyện thăng cấp, chuyển hóa thú nguyên. Chiến quyết là tài nghệ chiến đấu cao siêu, là kết tinh trí tuệ của vô số ngự thú sư trên Viêm Hoàng đại lục. Chiến quyết mạnh mẽ có thể hạ gục kẻ địch mạnh hơn mình. Chiến quyết chia ra hai phần, một phần là võ pháp cho ngự thú sư thi triển, phần thú pháp cho thú bản mệnh dùng. Võ pháp và thú pháp có thể phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, hai bên cùng chiến đấu mới là uy lực mạnh nhất của chiến quyết. Ngự thú sư và thú bản mệnh cảnh giới càng tăng lên sẽ có nhiều năng lực chiến đấu được mở rộng, võ pháp và thú pháp trong chiến quyết chỉ là một phần. Ví dụ như mãnh thú sẽ không học được thú pháp. Nghe nói uy lực và mức độ phức tạp của chiến quyết chia ra 5 cấp bậc, gọi đơn giản là thú, nguyên, quy, thiên, thánh. Trong đó thú là chiến quyết cấp thú bình thường nhất, thích hợp cho ngự thú sư và thủ bản mệnh thú mạch cảnh tu luyện. Chiến quyết cấp thú chia ra đẳng cấp nhỏ gọi là sơ phẩm, trung phẩm và cao phẩm. Đương nhiên cũng có một bậc siêu phàm thoát tục được gọi là đẳng cấp siêu phàm. Chiến quyết cấp thú siêu phàm có thể đánh đâu thắng đó trong thú mạch cảnh. Lên nữa đến chiến quyết cấp nguyên, thích hợp với ngự thú sư linh nguyên cảnh. Nghe nói một số ngự thú sư thú mạch cảnh có thể học chiến quyết cấp nguyên sơ phẩm. Lý Thiên Mệnh từng đột phá đến linh nguyên cảnh, tuy hắn không có thú nguyên nhưng đã quen thuộc khống chế chiến quyết. Tiểu Hoàng Kê vẫn cần tu luyện lại thú pháp trong chiến quyết. Bé gà này thiên tư nghịch thiên, Kim Vũ từng tốn nhiều công sức diễn luyện chiến quyết cùng Lý Thiên Mệnh, nhưng Tiểu Hoàng Kê thì học cái thông hiểu ngay, không chút khó khăn. Thủ đoạn chiến đấu cao siêu này có ích rất lớn cho thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng của nó khi chiến đấu. Mấy ngày nay Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê đã học hết rất nhiều chiến quyết cũ. Mọi việc chỉ chờ ngày Lý Viêm Phong thành thân. Thời gian trôi mau, chớp mắt đã đến ngày toàn ly hỏa thành sôi trào. Ngày hôm nay thành trì to lớn cực kỳ náo nhiệt, thành chủ sắp cưới vợ, hơn nữa còn là chính thê, đây là việc lớn hàng đầu, đưa mắt nhìn khắp nơi đều răng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời. Hôm nay tổ chức chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung ở phủ thành chủ, sau khi thành chủ bái đường sẽ cùng khách mời quan sát, để người trẻ tuổi biểu diễn trợ hứng cho việc vui này. Nghe nói thành chủ trợ thiếu gia Lý Tử Phong lấy được Viêm Hoàng lệnh sẽ chính thức xác phong thân phận thế tử, chiêu cáo toàn thành. Việc này với Ly Hỏa Thành chúng ta là song hỷ lâm môn. Sáng sớm, Lý Thiên Mệnh dìu Vệ Tịnh ra sân, để nàng hưởng thụ tia nắng ban mai ấm áp chiếu rọi. Mẫu thân biết hôm nay là một ngày đặc biệt. Nương, nhì đi đây. Lấy được Viêm Hoàng lệnh là hắn sẽ mang mẫu thân rời khỏi chốn đau lòng này. Vệ Tịnh híp mắt dưới ánh nắng. Đi đi. Mái tóc dài của nàng đã xám trắng, dưới ánh mặt trời còn phản chiếu chút vầng sáng mờ. Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Mẫu thân không nói vài câu cảm động lòng người sao, ví dụ cổ vũ cho nhi hăng tiết gà. Tiểu Hoàng Kê nhảy xuống đầu Lý Thiên Mệnh, hung tợn hỏi. Hãng tiết gà gì, ở đâu có tiết gà? Bộ dạng căng thẳng của gà con chọc cười hai mẫu tử. Tiếng cười vui vẻ, hoàn toàn không mang chút cảm giác căng thẳng sắp xuất chiến. Vệ Tịnh dịu dàng nói. Đi đi, ta ngủ một giấc chắc ngươi đã về. Trận chiến này rất quan trọng. Nhưng Vệ Tịnh không khuyên nhiều tránh gây nhiều áp lực cho Lý Thiên Mệnh. Có lẽ nàng là người tin tưởng Lý Thiên Mệnh nhất trên thế giới này. Lý Thiên Mệnh chải vuốt tóc bạc giúp mẫu thân, động tác quen tay. Vâng. Chải tóc xong Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ vai Vệ Tịnh, sau đó không quay đầu lại bước lên hành trình. Dưới ánh nắng, Vệ Tịnh híp mắt ứa ra một giọt lệ, khóe môi cong lên nụ cười, như vậy xem ra giọt nước mắt này không đại biểu cho bi thương và lo lắng, nó đại biểu cuộc sống mới. Ai đều biết nàng đã mất nhiều tôn nghiêm ở Ly Hỏa Thành này, tuổi xuân và ước mơ cũng chôn vùi tại đây. Nhưng hôm nay, Vệ Tịnh khát vọng rằng hài tử mà nàng yêu thương nhất sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về hai mẫu tử. Phủ thành chủ trong Ly Hỏa Thành hôm nay tựa như mỹ nhân tô son chát phấn, nhìn từ xa đèn đuốc sáng trưng, ồn ào tiếng người.
Nghe nói hôm nay không chỉ có nhân vật có uy tín danh dự trong Ly Hỏa Thành đến, còn có khách khứa từ các thành trì khác tới dự, thậm chí có cao thủ đến từ thủ thành Diễm Đô của Chu Tước Quốc. Lý Viêm Phong là một trong các cao thủ đỉnh cấp ở Nam Cương của Chu Tước Quốc, nên gã có uy vọng và mặt mũi rất lớn, đặc biệt mấy năm gần đây có xu thế leo lên trên. Nghe đồn sau khi móc nối quan hệ với Lôi Tôn Phủ thì tương lai của Lý Viêm Phong sẽ không ở lại Ly Hỏa Thành, gã có không gian thăng cấp rộng lớn hơn. Trong Nam Cương Chu Tước Quốc thì Lý Viêm Phong là nhân vật nổi tiếng nhất. Lý Thiên Mệnh không hứng thú muốn xem gã bái đường thành thân, hắn định chờ kết thúc nghi thức, tới lúc chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung sắp bắt đầu mới vào phủ thành chủ. Khi Lý Thiên Mệnh bước đến gần cửa cổng phủ thành chủ, phó tướng thành vệ quân Mã Siêu Uyên đứng ở cửa, khuôn mặt lạnh lùng chặn đường. Lý Thiên Mệnh, ngươi không thể đi vào. Vì sao? Mã Siêu Uyên trầm giọng nói. Ngươi không có thiệp mời, không phải người của phủ thành chủ. Nếu ngươi đi vào làm chuyện mất mặt thì đầu của ta sẽ rơi xuống đất. Mã Siêu Uyên không phải người xấu, nhưng gã phải làm tròn bổn phận của mình. Lý Thiên Mệnh đang định xông vào thì một giọng nữ từ bên trong vọng ra. Cho hắn vào đi. Thì ra là Lý Tuyết Kiều tình cờ đi ngang qua. Có Lý Tuyết Kiều lên tiếng nên Mã Siêu Uyên không ngăn cản nữa, nếu xảy ra chuyện thì không liên quan gì gã. Mã Siêu Uyên nhắc nhở một câu, liếc Lý Thiên Mệnh. Đi vào đừng gây rối, lúc này khác với ngày xưa, đừng để đứng đi vào mà nằm đi ra. Lý Thiên Mệnh lướt qua Mã Siêu Uyên, bước qua cửa cổng phủ thành chủ. Nhờ lời chúc của ngươi. Lý Tuyết Kiều khoanh tay trước ngực, mắt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi thật sự dám đến. Ta còn tưởng ngươi đã như chó nhà có tang chạy ra Ly Hỏa Thành rồi. Lý Thiên Mệnh phớt lờ nàng, mắt nhìn phía trước, hỏi thẳng. Đang ở Thính Phong lâu. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh biết vì sao Lý Tuyết Kiều cho hắn vào, đơn giản là muốn hắn bị xua đuổi để trả giá chuyện lần trước đã đánh nàng. Lý Thiên Mệnh đi cùng Lý Tuyết Kiều thẳng tới Thính Phong lâu, nơi tổ chức sự kiện quan trọng hôm nay. Thính Phong lâu rất to lớn, phía trước có một quảng trường lớn tên gọi Thính Phong đài. Lý Thiên Mệnh hầu như tu luyện, lớn lên trên Thính Phong đài trong suốt 16 năm. Thính Phong lâu lúc này đầy ắp người, nhiều người trẻ tuổi chờ đợi đã lâu, đang rất kích động. Mới rồi nhiều người tầng lớp cao đã chứng kiến thành chủ bái đường thành thân, nghĩa là tiết mục trợ hứng chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung sắp bắt đầu. Lý Thiên Mệnh chọn đến đây vào lúc này vì hắn không thèm quan tâm Lý Viêm Phong cưới ai, hắn đã bị đuổi ra khỏi phủ thành chủ, mọi thứ nơi đây chẳng liên quan gì đến hắn. Lý Tuyết Kiều nhìn hướng Thính Phong lâu, nói. Nữ chủ nhân mới của Ly Hỏa Thành vừa đẹp vừa quyến rũ, tuyệt đối là hồng nhan họa thủy, hèn gì làm phụ thân mê mẩn ả như vậy. Mới rồi Lý Tuyết Kiều có thấy tân nương của Lý Viêm Phong. Lý Thiên Mệnh không quan tâm mỹ nhân gì đó, mục tiêu hôm nay của hắn chỉ có một, đó là Lý Tử Phong, tức là Viêm Hoàng lệnh. Nói phức tạp hơn là để cho tất cả người Ly Hỏa Thành chứng kiến hắn, Lý Thiên Mệnh đã trở lại. Sau đó quang minh chính đại rời khỏi đây. Lý Thiên Mệnh đã thấy Lý Tử Phong, gã đứng chờ trước Thính Phong lâu. Làm tiêu điểm của mọi ánh nhìn, hôm nay Lý Tử Phong ăn mặc cực kỳ trang trọng và khéo léo, nhưng không thể che đậy tính cách cả lơ cả phất của mình. Đám bạn xấu của gã tụ tập lại với nhau, đề tài xoay quanh dáng người của nữ ngự thú sư nào đó, và kỹ thuật của đầu bài Phỉ Thúy lâu. Trong khâu quyết đấu trúng tuyển Viêm Hoàng học cung có nhiều thiếu niên, thiếu nữ thiên tài từ các phương kéo đến tham gia. Nhiều người dáng vẻ xuất sắc, nhưng Lý Tử Phong vẫn chói mắt nhất. Hèn gì bên ngài luôn đồn rằng Lý Viêm Phong vô cùng vừa lòng sự trưởng thành và biểu hiện của Lý Tử Phong suốt mấy năm nay. Lý Tuyết Kiều cười khẩy nói. Nghe nói phụ thân đã liên lạc lão sư của Viêm Hoàng học cung cho nhị ca rồi, đến lúc đó chuyên môn che chở nhị ca. Trước kia chắc ngươi không nhận được đãi ngộ như vậy nhỉ. Lý Tuyết Kiều đứng cạnh Lý Thiên Mệnh vì muốn xem hắn mất mặt ở khoảng cách gần. Lý Tuyết Kiều mới nói xong câu đó thì một đám người xuất hiện trên Thính Phong lâu. Bọn họ ngồi trên đài cao, ở nơi đó có thể thoải mái xem toàn cảnh Thính Phong đài. Làm nhân vật chính ngày hôm nay nên Lý Viêm Phong tự nhiên ngồi vào vị trí chính giữa nhất. Người này vóc dáng thẳng tắp, mép tóc hai bên hoi hoa râm. Gã ngồi xuống, hai tay ấn tay vịn ghế, đôi tay rắn chắc mạnh mẽ, nhìn là biết có sức mạnh vô cùng. Lý Viêm Phong chỉ ngồi ở đây đã toát ra uy nghiêm khiếp hồn người. Khiến Thính Phong đài vốn ồn ào thoáng chốc chìm trong tĩnh lặng, những người trẻ tuổi bị khí chàng của gã bao trùm không dám ngẩng đầu. Lý Viêm Phong xuất thân thấp kém, thời trẻ là một kỳ tài lớn, gã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự mở ra con đường máu, đến bây giờ ngồi trên địa vị cao thành chủ Ly Hỏa Thành,
dân gian vẫn còn nhiều sự tích truyền kỳ về gã. Vị trí bên cạnh Lý Viêm Phong ngồi một nữ nhân mặc đồ đỏ, nàng không có khí thế như gã nhưng lúc này rất bắt mắt. Lý Tuyết Kiều từng nói nữ nhân này là một vưu vật, bây giờ nhìn kỹ thì đúng là vậy. Nàng mặc váy tơ đỏ rực, cổ áo khoét sâu, dáng vẻ quyến rũ đó ăn đứt thiếu nữ mười mấy tuổi. Ánh nắng mặt nàng trông như phù dung, mi như lá liễu, da thịt như tuyết, ánh mắt quyến rũ còn hơn hoa đào rất là hút hồn. Mái tóc đen bới cao kiểu mỹ nhân, hạt châu ghim đầy tóc phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới tia nắng, môi đỏ thắm hơi cong lên, dường như nguyên phủ thành chủ đã nằm trong tay của nàng. Nàng chính là thê tử mới cưới của Lý Viêm Phong, nữ nhân đến từ Lôi Tôn Phủ, Liễu Khanh. Dù trong khách mời có nhiều cao nhân cùng cấp bậc với Lý Viêm Phong, sáu vị khác trong ba thê bốn thiếp của gã cũng có mặt, nhưng trong sự kiện long trọng hôm nay thì tất cả không bắt mắt bằng hai người này. Đặc biệt là vưu vật tuyệt thế kia khiến thiếu niên trẻ tuổi dạo dực, không dám ngắm lâu. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn thoáng qua, hắn phải thừa nhận nữ nhân này rất có sức hấp dẫn, yêu điệu quyến rũ hút hồn người. Nhưng nàng là người của Lôi Tôn Phủ, chỉ riêng thân phận đó đủ làm Lý Thiên Mệnh chán ghét rồi. Hai người xuất hiện xem cuộc chiến tức là sắp bắt đầu chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung. Trên thính phong lâu, giọng Liễu Khanh dịu dàng, ngọt ngào lọt tai. Phong ca, ta đã nhìn ra, trong Ly Hỏa Thành đúng là không ai làm đối thủ với Tử Phong được. Lý Viêm Phong nói, Tử Phong ở trong Ly Hỏa Thành có thể trưởng thành đến mức này đã là rất giỏi. Liễu Khanh hỏi, nghe nói Phong ca còn một nhi tử từng đi Viêm Hoàng học cung, và đắc tội tiểu quái thú nhà Lôi Tôn Phủ chúng ta. Ánh mắt Lý Viêm Phong sâu thẳm nói. Đã phế, đừng nhắc đến nữa. Liễu Khanh híp mắt cười, mặt như hoa đào. À, hiểu rồi. Trước bao cặp mắt nhìn, Lý Viêm Phong phất tay. Có người bước ra ngay, tuyên bố với bên ngoài. Chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung chính thức bắt đầu. Giờ phút này, thính phong đài sôi trào. Ta, xuất chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Tử Phong tính cách kiêu căng rêu rao đương nhiên không có nhiều kiên nhẫn. Ngay khi bắt đầu quyết đấu tuyển chọn, Lý Tử Phong là người đầu tiên bước lên thính phong đài, sau đó triệu hoán thú bản mệnh Tử Đồng Trọng Minh Điểu ra khỏi không gian bản mệnh. Tử Đồng Trọng Minh Điểu rực cháy lửa tím, Lý Tử Phong tràn đầy anh khí đứng ngay bên cạnh. Khí cương liệt nóng rực thổi quét ra ngoài, Tử Đồng Trọng Minh Điểu với song đồng tràn đầy sát khí nhìn quét một vòng, nhiều người thầm run. Lý Tử Phong quét mắt một vòng. Ai dám đi lên chiến một trận, ta không sợ xa luân chiến. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương rào rạt kích tình và đấu trí. Trên thính phong lâu, Lý Viêm Phong nghe nhiều lời khen ngợi. Lý Thành Chủ, nhị tử của ngươi thật là hào kiệt, dũng khí tràn đầy, dám làm người đầu tiên lên đài nhận khiêu chiến. Nhìn Tử Đồng Trọng Minh Điểu của hắn chắc chắn được chân truyền từ Thành Chủ rồi. Lý Viêm Phong mỉm cười nói. Gần đây Tử Phong tiến bộ nhiều, trong Ly Hỏa Thành hẳn vượt qua bạn cùng lứa tuổi một mảng nên tự nhiên không sợ hãi. Một lão nhân cảm khái. Cũng đúng, mạnh hơn người kia ngày trước nhiều. Một người khác thở dài nói. Lý Thiên Mệnh sao, đáng tiếc. Lý Viêm Phong không thích nghe bọn họ thảo luận về Lý Thiên Mệnh, dù sao ở đây có mặt nhiều người Lôi Tôn Phủ. Nhưng luôn có một, hai người não rỗng không biết đọc cảm nhận trong bầu không khí. Lý Viêm Phong trầm giọng nói. Người không ở đây thì đừng nhắc tới. Người thông minh vội ngậm miệng lại. Vì họ đã nghe đồn rằng trước khi thành hôn Lý Viêm Phong bỏ thể đuổi tử, đuổi hai mẫu tử ra khỏi Ly Hỏa Thành, từ đây trong thành không còn trò cười đó nữa. Trong khi bọn họ nói chuyện thì đã có người lên đài khiêu chiến Lý Tử Phong. Ngự thú sư và thủ bản mệnh quyết đấu với tổ hợp ngự thú sư, thú bản mệnh khác. Người khiêu chiến tên Đỗ Dũng, thú bản mệnh của gã là Thanh Phong Lang. Khi con sói to lông xanh xuất hiện trước mắt Tử Đồng Trọng Minh Điểu, mọi người khỏi xem cũng biết đây là vật hy. Sinh. Quả nhiên, Lý Tử Phong chưa ra tay, thú bản mệnh của gã đuổi một người một sói xuống, đốt đối thủ cháy đen. Lý Tử Phong cực kỳ cuồng ngạo thách thức, ra tay cũng đặc biệt thô bạo. Nhu nhược. Quá yếu, đều là phế vật sao. Tiếp tục lên nào. Lý Tử Phong lười đánh nhiều trận, gã bị thương nặng đối thủ trong giới hạn cho phép của quy tắc chiến đấu, gã cố ý hù sợ người khác để nhanh chóng lấy Viêm Hoàng lệnh. Lại một người đi lên, kết quả Lý Tử Phong vẫn không ra tay. Thú bản mệnh ngũ giai của gã giải quyết hết. Thú bản mệnh ngũ giai là điều kiện cực hạn để có trưởng thành siêu cao về sau, hễ có được thú bản mệnh ngũ giai thì tương lai đều là nhân vật thiên tài trong Chu Tước Quốc. Còn ai nữa không? Lý Tử Phong đại sát bốn phương liên tục đào thải mười mấy người,
toàn hung ác đánh bại đối thủ. Dưới thính phong đài vang vọng tiếng kêu rên. Người khiêu chiến lên sau hơi mang chút uy hiếp nhưng vẫn không đánh lại Lý Tử Phong. Lý Tử Phong đã đột phá thú mạch cảnh đệ thất trọng rồi nhỉ? Mạnh mẽ như thế thì chắc đúng rồi. 4 năm trước khi Lý Thiên Mệnh lấy được Viêm Hoàng lệnh mới chỉ là thủ mạch cảnh đệ lục trọng. Không ngờ Lý Tử Phong càng thiên tài hơn, hèn gì thành chủ càng thích nhị nhi tử. Thú mạch cảnh đệ thất trọng thì vào Viêm Hoàng học cung chắc rồi. Nhìn thấy không, thành chủ cười kìa. Thấy Lý Tử Phong mạnh mẽ liên tục đánh bại hơn 30 người, không đối thủ nào miễn cưỡng đánh lâu với gã được, đúng là rất sáng mắt, làm Lý Viêm Phong rất hãnh diện. Qua khoảng nửa canh giờ, Lý Tử Phong đánh đến không ai dám lên sân biểu hiện. Nhiều người khen rằng, tư chất ngút trời, kỳ tài tuyệt thế, thế tử của Ly Hỏa Thành chúng ta nên là thiếu niên phong vân như vậy. Tuy tính tình của Lý Tử Phong hơi kiêu căng một chút nhưng công nhận hắn được chân truyền của Lý Viêm Phong. Thoáng chốc tiếng khen ngợi rộ lên khắp nơi. Lúc bọn họ khen thì trong đầu nhớ đến người kia vào 4 năm trước khuất phục quần hùng ở. Ngay chỗ này, dù họ tiếc thương nhưng xét thấy thái độ của Lý Viêm Phong và tiếng xấu 3 năm trước, bọn họ cảm khái một câu, người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Tương lai mới của Ly Hỏa Thành sẽ đặt ở trên người Lý Tử Phong, một điều hiển nhiên miễn bàn cãi. Lý Tử Phong rất vừa lòng, gã ngước đầu lên, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Thính Phong lâu. Phụ thân, không có ai khiêu chiến, nhi tử thắng rồi. Khi thấy nụ cười của Lý Viêm Phong thì Lý Tử Phong biết mọi việc đã ổn thỏa. Trên Thính Phong lâu, Lý Viêm Phong bỗng đứng dậy, nhún mũi chân đáp xuống trước mắt Lý Tử Phong nhìn như nhẹ nhàng nhưng mang đến áp lực cho người trẻ tuổi tựa như cự thú đáp xuống đất. Tử đồng Trọng Minh Điều cũng nằm dạp xuống đất dưới uy nghiêm của gã. Trên tay Lý Viêm Phong cầm Viêm Hoàng lệnh đã được Viêm Hoàng xác nhận. Tâm tình của Lý Tử Phong kích động chưa từng có. Phụ thân, Viêm Hoàng học cung là ước mơ của gã, bây giờ gã cách ước mơ chỉ có một bước xa. Lý Viêm Phong vỗ vai Lý Tử Phong. Biểu hiện khá lắm. Lý Viêm Phong là người ít nói, nhưng nói ra mỗi câu đều có sức nặng. Lý Tử Phong vội đáp. Là nhờ phụ thân chỉ dẫn hay. Giờ là lúc công bố kết quả. Trước bao cặp mắt nhìn vào, Lý Viêm Phong đưa mặt hướng toàn thành, chính thức tuyên cáo. Hôm nay chính thức tuyên cáo, lập Lý Tử Phong làm thế tử, thành người thừa kế Ly Hỏa Thành. Mắt Lý Viêm Phong hiếm khi lóe tia sáng tự hào. Tử Phong, dù ngươi có thành tích hôm nay nhưng không được kiêu ngạo tự mãn, về sau ăn nói đi đúng phải cẩn trọng, một bước một dấu chân. Lời tuyên cáo này khiến mọi người có mặt rung động, vì điều này nói lên thành chủ hoàn toàn từ bỏ thế tử cũ, nghĩa là Lý Thiên Mệnh 4 năm trước thắng được tất cả ở chỗ này từ nay bị xóa nhòa, như đã chết. Thống soái Triệu Định của thành vệ quân đứng lên trên Thính Phong lâu, chúc mừng đầu tiên. Chúc mừng thành chủ, song hỷ lâm môn. Cộng thêm Viêm Hoàng lệnh là tam hỷ lâm môn. Mọi người đều đang nhìn Lý Viêm Phong, không ai chú ý thấy một thiếu niên áo trắng ở trong góc đột nhiên đứng lên, đi về phía Thính Phong đài. Thính Phong đài cách không xa, bước chân của thiếu niên áo trắng rất nhanh, chóp mắt đã nhảy lên đài. Không ai ngốc đến nỗi quấy nhiễu giây phút vui mừng này của phụ tử Lý Viêm Phong, nên không có người ngăn cản thiếu niên áo trắng, chờ khi phát hiện thì đã muộn. Khi mọi người thấy rõ bề ngoài của thiếu niên đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Giọng run run. Lý Thiên Mệnh. Nói sao thì thiếu niên này là vết nhơ của Ly Hỏa Thành, lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, đặc biệt là trong phút then chốt thế này. Hắn đã bị phế bỏ địa vị thế tử, đệ đệ của hắn vừa kế vị thế tử. Quan trọng hơn nữa, hôm nay là ngày thành thân của thành chủ Lý Viêm Phong, trong ngày vui này mà nhân vật như chuột chạy qua đường đi tới vị trí tiêu điểm, nói khó nghe là như ném đống phân lên Thính Phong đài. Trong phút chốc tiếng rì rầm bàn tán của mọi người như ruồi bọ vo ve bên tai. Hắn xuất hiện làm cái gì? Không có đầu óc à? Chẳng lẽ trông chờ loại người như thế sẽ làm ra hành động khéo léo sao? Chắc thành chủ giận lắm, dù sao hôm nay là ngày đại hôn của hắn. May mắn mẫu thân bệnh tàn của Lý Thiên Mệnh không đến. Có ai mau đi lên kéo hắn xuống đi. Dường như mọi người đinh ninh Lý Thiên Mệnh là người bị tước đoạt địa vị thế tử nên đau buồn. Tuyệt vọng, mất lý trí. Nhưng họ đã đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh. Hôm nay Lý Thiên Mệnh đến đây không phải vì địa vị thế tử, hắn không có chút lưu luyến với vị trí này, với toàn Ly Hỏa Thành. Khi Lý Thiên Mệnh ngước đầu lên, Lý Viêm Phong quay đầu lại, gã nheo mắt, khí thế kinh khủng đè lên người Lý Thiên Mệnh. Lý Viêm Phong như biến thành cự thú che kín trời, trên cao lạnh lùng nhìn xuống Lý Thiên Mệnh.
Nếu là mười mấy ngày trước có lẽ Lý Thiên Mệnh đã nằm sấp xuống đất, muốn nhúc nhích cũng khó khăn. Nhưng bây giờ hắn là ngự thú sư của cự thú hỗn độn Thái Cổ, về mặt khí thế chân áp, dù thực lực của đối phương mạnh tới đâu thì hắn dư sức chống cự nhờ vào huyết mạch tôn quý. Dù con đường trước mắt như đạp trong vũng bùn thì Lý Thiên Mệnh vẫn cứng cỏi đi tới trước mắt Lý Viêm Phong. Lý Tử Phong đứng bên cạnh nét mặt xa sầm nói. Người bị điên à, người đâu, mau đuổi hắn xuống, ăn xin chạy vào đây này. Nghe Lý Tử Phong ra lệnh, nhiều hộ vệ nhanh chóng tiến lên, trong đó có Mã Siêu Uyên trán ướt mồ hôi, dù sao gã là người thủ vệ ngày hôm nay. Lý Viêm Phong phất tay ra hiệu đám hộ vệ lui xuống. Đừng nhìn Lý Viêm Phong có vẻ dễ nói chuyện, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ gã, càng biểu hiện hiền hòa càng nói lên trong lòng gã phiền chán nhiều cỡ nào. Khi Lý Viêm Phong lên tiếng, không gian ồn ào thoáng chốc im lặng. Không lo an tâm dưỡng bệnh, đến nơi này làm gì? Tử Phong có triển vọng như vậy, người làm huynh trưởng có thể tuyển chọn ủng hộ hắn. Ngữ điệu của Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Tử Phong rất giỏi, tu luyện rất có thiên phú, mạnh hơn ta lúc trước. Nhưng trước khi hắn lấy được Viêm Hoàng lệnh thì ta muốn thêm một đợt thử thách cho hắn. Lý Thiên Mệnh không hề mất lý trí, hành động điên cuồng như mọi người tưởng tượng. Hai phụ tử nói chuyện bình tĩnh, dù sóng ngầm hung dũng nhưng ít ra không trở mặt làm tình cảnh trở nên khó coi, họ mỉm cười nói chuyện với nhau. Hôm nay là ngày vui, mặt mũi là quan trọng nhất. Trên Thính Phong lâu còn có một số người đến từ thành trì khác, đến từ Diễm Đô, thậm chí có bằng hữu từ Lôi Tôn Phủ. Lý Tử Phong nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi đang đùa gì vậy hả? Ngươi là đống bùn nhão mà muốn thử thách ta. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, đang trong ngày vui, nói chuyện phải có tố chất, ngươi tỏ ra sợ như vậy vì đang lo không qua được thử thách của ta. Nói thật thì rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ đối thoại với tâm tính như vậy. Khi đối lập cảnh ngộ, người nên bình tĩnh thản nhiên là Lý Tử Phong, người khóc lóc lẽ ra phải là Lý Thiên Mệnh. Đừng phá, quay về nghỉ ngơi. Khi Lý Viêm Phong nói ra câu này chứng tỏ gã đã hết kiên nhẫn, biểu tình hiền hòa nhưng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh không sợ ánh mắt đó của Lý Viêm Phong. Ta không đùa với các ngươi, hiện tại ta chưa đến 20 tuổi, vẫn phù hợp quy tắc tham gia chiến đấu của chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung. Quy tắc không nói rõ 4 năm trước ta lấy được Viêm Hoàng lệnh thì cấm không cho ta tham dự lần thứ hai. Một câu nói ra tạo thành oanh động, đương nhiên đổi lấy sự cười nhạo vô tình. Thống lĩnh thành vệ quân Triệu Định nói. Hai tử này gặp nhiều đả kích nên hoàn toàn điên rồi. Thượng sư Cao Thanh Nguyên của Ly Hỏa học cung nói. Chắc đã mất lý trí, người của ngươi thả hắn vào gây phiền phức lớn rồi. Ta nghĩ hắn muốn chết nên định trả thù thành chủ lần cuối. Đúng là đồ vô ơn, hắn quên là ai dưỡng dục hắn sao? Sự việc ở Viêm Hoàng học cung là tự hắn chuốc thuốc làm chuyện cầm thú, trách ai được. Thoáng chốc rộ lên tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người cảm thấy Lý Thiên Mệnh đã đạt được mục đích, hắn khiến Lý Viêm Phong hơi mất mặt. Ai đều biết Lý Viêm Phong xem trọng danh vọng nhiều cỡ nào. Chỉ có Lý Tử Phong là cười được, gã nghe xong ôm bụng cười to nói. Thiên Mệnh ca, người định lấy thân thể phàm nhân khiêu chiến với ta, để ta giết ngươi, vậy thì ngươi có thể chết quang vinh chút sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi dám nhận thử thách của ta không? Lý Tử Phong nói. Ta thì không thành vấn đề, nhưng ngươi không phải con nít, đánh thua rồi không được khóc lóc om sòm trên Thính Phong đài. Lý Tử Phong nói xong quay sang bảo đảm với Lý Viêm Phong. Phụ thân yên tâm, nhi tử sẽ đánh bại hắn cho có hình thức thôi, sau đó sẽ lôi hắn đi. Hắn nhằm vào nhi tử nên để nhi tử ra tay là thích hợp nhất. Lý Tử Phong tự nhận là thủ đoạn xử lý như vậy có thể phân ưu cho phụ thân, vì nếu để phụ thân hoặc người khác lôi Lý Thiên Mệnh đi sẽ cho người ngoài cảm giác không công bằng. Lý Viêm Phong lạnh nhạt nói. Chú ý chừng mực. Thú bản mệnh đã chết, thú nguyên sói mòn gần hết, một phàm nhân thì sao đánh bại ngự thú sư thú mạch cảnh đệ thất trọng được. Lý Viêm Phong nói xong không thèm nhìn Lý Thiên Mệnh cái nào, nhún chân bay lên Thính Phong lâu. Gã mỉm cười nói với các khách khứa. Các vị, đã bêu xấu. Mọi người cũng nghe về nhi tử này của ta rồi, việc xấu trong nhà thiệt tình không dám nói ra ngoài. Một đại nhân vật đến từ Diễm Đô nói. Lý thành chủ đừng thấy xấu hổ, mỗi nhà đều có chuyện khó xử. Hai tử này không biết nỗi khổ của thành chủ còn đi ra gây sự thế này, chúng ta làm phụ mẫu đã hết sức rồi. Thê tử thứ hai của Lý Viêm Phong, Mạc Phu Nhân lên tiếng. May mắn Tử Phong nên người. Lão gia, hãy để Tử Phong giải quyết,
hắn sẽ cho Thiên Mệnh hiểu đạo lý quay đầu là bờ. Lý Viêm Phong ngồi xuống phát hiện thê tử mới cưới đang nhìn thính phong đài, còn có vẻ đào giạt hứng thú. Gã mở miệng hỏi. Liễu Khanh. Mắt đẹp lấp lóe tia sáng, Liễu Khanh nói. Phong ca, ta thấy đại nhi tử của người tuy đồn rằng đã mất thú bản mệnh nhưng tâm tính, cách nói năng có vẻ không đến mức tệ hại như thế. Chẳng qua là đang giả vờ bình tĩnh, ta hiểu rõ hắn. Trong bụng của Lý Viêm Phong như có dung nham núi lửa phun trào, gã đang nóng trong người nhưng cố giấu dưới lớp vỏ nho nhã lịch thiệp. Liễu Khanh nũng nịu nói. Phong ca không cần tức giận, coi như xem kịch, mọi người đều biết hài tử kia đã làm chuyện gì, sẽ không ai lấy chuyện này ra nghị luận Phong ca. Lý Viêm Phong híp mắt nhìn lên đài. Chỉ có nàng là hiểu ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai nhi tử đang căng thẳng giằng co. Từ khi nhận tờ giấy ly hôn đến nay đã 10 ngày. 10 ngày, rốt cuộc hắn đứng trên thính phong đài, đứng ở trước mắt Lý Tử Phong. Giờ phút này, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh kiên định, chiến ý ngút trời. Lý Tử Phong thì thầm cười nhạt, gã không hề lo lắng sẽ xảy ra trắc trở gì. Gã chỉ cần 2 giây nhẹ nhàng hạ gục ca ca trước mắt. Gã đã là thú mạch cảnh đệ thất trọng, mạnh hơn Lý Thiên Mệnh 4 năm trước, gã có gì phải lo lắng. Lý Tử Phong bịt mũi vờ như ngửi thứ gì hôi thối. Mấy ngày hôm trước ta nói rồi, ngươi là con chó hoang hôi thối không chịu nổi, không ngờ hôm nay mùi hôi bay tới tận nơi này, quả nhiên hôi vô cùng. Nguyên phủ thành chủ tràn ngập mùi hôi của ngươi. Sau khi phụ thân của gã đi, thú bản mệnh tử Đồng Trọng Minh đều đứng dậy, ánh mắt hung tợn trừng Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ như con sâu nhỏ ở trước mặt nó. Đệ đệ, ban đầu ta không ghét ngươi, thậm chí cảm thấy ngươi tuổi trẻ khinh cuồng rất có cá tính. Nhưng giờ đây ta phát hiện mình đã sai, ngươi giống hệt hắn, một kẻ bạo ngược gia đình máu lạnh vô tình. Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn nhìn thấu đám người này. Cái gì là tình thân? Trong ly hỏa thành này chỉ có mẫu thân cho hắn cảm giác người thân. Tâm trạng của Lý Tử Phong siêu kém. Đệ đệ, đừng nói vớ vẩn, ngươi bây giờ có tư cách gì làm ca ca của ta? Sau hôm nay sợ rằng phụ thân sẽ tự mình đuổi mẫu tử các ngươi ra ngoài, từ đây đến cuối đời các ngươi chết càng xa càng tốt. Lý Thiên Mệnh xuất hiện hại gã đến bây giờ chưa được cầm Viêm Hoàng lệnh. Lý Tử Phong vừa nói vừa bước đi nhanh, xông thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, ta lười nói nhiều với ngươi, đỡ khỏi phải ngươi được đằng chân lân đằng đầu. Ngươi biến ngay cho ta thích nhất làm chuyện đánh rắn dập đầu. Lý Tử Phong biến tay thành đao, chớp mắt xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, bàn tay xẹt qua sau gáy của hắn, định đánh xỉu lôi đi. Không cùng một thế giới, nói nhiều một câu cũng chỉ tốn nước miếng. Một nhát tay đao chém xuống là thế giới yên tĩnh. Phụ thân cũng sẽ vừa lòng thủ đoạn sấm sét gió cuốn của ta. Ở trước mắt bao người, đòn công kích của Lý Tử Phong đánh trúng người Lý Thiên Mệnh. Keng! Khoảnh khắc tóe lửa chợt vang tiếng va chạm kịch liệt, mọi người thấy Lý Thiên Mệnh vụt ngoái đầu, giơ tay trái đỡ tay đao của Lý Tử Phong. Bình thường thì tiếp theo sẽ là cánh tay của Lý Thiên Mệnh bị gãy. Nhưng mọi người khó tin nhìn Lý Tử Phong bị đẩy lùi mấy bước. Lý Tử Phong nhăn mặt, tay trái ôm tay phải, nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay của gã run run, vị trí mép bàn tay thành đao đã đỏ rực chuyển màu xanh tím. Lý Tử Phong rít qua kẽ răng. Trên tay của ngươi bao lớp da sắt. Nhưng ngẫm lại không đúng, dù có lớp da sắt cũng không cản nổi tay đao thú nguyên mà gã vận dụng. Giọng Lý Thiên Mệnh trầm thấp đáp. Là tay của ngươi quá yếu. Máu trong người Lý Thiên Mệnh dần sôi trào, đặc biệt khi hắn dùng cánh tay hắc ám mới xuất hiện đỡ đòn công kích. Hắn cảm giác thân thể của mình nóng lên. Con mắt đỏ như máu giấu trong bao tay trở nên dữ tợn. Một chiêu không trúng mục tiêu, mặt Lý Tử Phong lộ rõ cảm xúc nóng nảy. Giả vờ giả vịt, nhưng Lý Tử Phong vẫn thấy lạ, gã nheo mắt hỏi. Người đã mất thủ nguyên nhưng vì sao ta cảm nhận được uy lực thủ nguyên của người? Lý Thiên Mệnh nói. Rất đơn giản, ta dùng khế ước huyết thần lại tìm một con thú bản mệnh, chứ không thì sao thử thách ngươi được. Ngươi thật sự cho rằng ta đến chịu chết sao? Mọi người hơi thay đổi suy nghĩ. Trước đó ai đều cho rằng Lý Thiên Mệnh lấy mạng sống ra chịu chết, hòng bôi đen người nhà của mình. Xác suất khế ước huyết thần thành công rất thấp, gần bằng 1/1, nhiều ngự thú sư mất thú bản mệnh đã thử nhưng hầu như đều thất bại. Lý Tử Phong buồn cười nói. Thật thú vị, vậy hãy lấy ra thú bản mệnh mới của ngươi, cho mọi người nhìn xem là mãnh thú phẩm cấp gì. Xem ngươi tự tin như vậy chắc là thú bản mệnh vượt qua ngũ giai, đến lục giai nhỉ.
Lý Tử Phong thật sự không ngờ Lý Thiên Mệnh thật lòng muốn khiêu chiến với mình. Nếu Lý Thiên Mệnh không bị phế bỏ, với tuổi tác của hắn thì đúng là Lý Tử Phong không đánh lại, nhưng lúc này đã khác ngày xưa. Lý Thiên Mệnh dứt khoát dẫn Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng ra khỏi không gian bản mệnh. Không có gì bất ngờ, khi chú gà con lông tơ rung động ra sân, nhảy lên đầu Lý Thiên Mệnh, hung tọn quét mắt bốn phía thì nguyên phủ thành chủ im phăng phắc, sau đó bùng nổ tiếng cười. Bé gà nhỏ ở trước mặt Tử Đồng Trọng Minh Điểu thì dù cố xù lông cỡ nào cũng trông đáng yêu. Gà con cưng quá đi. Đây là thú bản mệnh. Ha ha. Mọi người cười cong lưng, một số tồn tại có thân phận địa vị cao chót vót cũng xì cười. Công nhận tâm thái của Lý Thiên Mệnh khá quá, hắn đến đây để tấu hài sao. Dùng tài năng hài hước của mình trọ hứng cho hôn lễ của thành chủ. Chúng ta đã hiểu lầm hắn, có vẻ như hài tử này muốn cải tà quy chính, về sau dựa vào tài tấu hài kiếm cơm ăn. Lý Tử Phong ngẩn ngơ, xoay tròn mắt nhìn bé gà lông tơ ra vẻ hung hãn trước mắt, gã cười muốn rút gân. Tử Đồng Trọng Minh Điểu của gã cũng ngây ra, sau đó cười lớn rất nhân tính hóa. Lý Tử Phong cười sắp tắt thở. Thiên Mệnh ca, con gà này của ngươi không đủ xào một dĩa ăn, ngươi cho nó làm thú bản mệnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh rất nghiêm túc. Tiểu Hoàng Kê cũng vô cùng nghiêm túc. Mắt của Tiểu Hoàng Kê nhanh chóng biến thành đỏ như máu. Dám xem thường ta, lão tử đập cho ngươi tứ chi rút gân, miệng sùi bọt mép. Trong khoảnh khắc, Tiểu Hoàng Kê hóa thành vệt sáng bay thẳng đến chỗ Lý Tử Phong. Vệt sáng rực rỡ bay tới quá nhanh, Lý Tử Phong còn đang hả hỏng cười lớn, khi phát hiện nguy hiểm thì đã không kịp né tránh. Bùm! Lý Tử Phong như bị cự thú đụng bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, thảm hơn là ngực cháy đen, phần thịt giữa lồng ngực nát bấy. Giây sau, mọi người thấy Tiểu Hoàng Kê xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, miệng ngậm miếng thịt nhỏ. Thịt của ngươi dở ẹc, chua lè. Khỏi giải thích nhiều, đây là miếng thịt xé từ người Lý Tử Phong. Lý Tử Phong không cười nổi nữa, gã đau đến nhe răng trợn mắt. Muốn chết, Lý Tử Phong đã trải qua vô số chiến đấu, chưa bao giờ bị ai xé sống một miếng thịt. Hình ảnh như vậy, sự bạo lực của Tiểu Hoàng Kê làm toàn trường tĩnh lặng, nhiều người còn đang cười nhưng cơ mặt cứng ngắc. Bất giác bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Lý Tử Phong bị xé một miếng thịt, tức giận đến mặt tím lịm, thú nguyên từ thú mạch cảnh đệ thất trọng bộc phát ra, Tử Đồng Trọng Minh Điểu ở bên cạnh cũng dương cánh, ánh mắt cực kỳ. Âm u, Lý Thiên Mệnh nói, người đã không có quy củ, kiêu căng làm bậy, máu lạnh vô tình, người kia không dạy người được thì để ta dạy cho. Người đừng đùa, người là cái thá gì, dựa vào con thú bản mệnh nhất giai trong mắt chỉ có một đốm sáng. Lý Tử Phong và Tử Đồng Trọng Minh Điểu liếc nhau, một lần nữa âm u đè ép về phía nhóm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đang giao lưu tâm linh với Tiểu Hoàng Kê. Tiểu Hoàng Kê nhìn chằm chằm Tử Đồng Trọng Minh Điểu hình thể to hơn nó gấp vô số lần, tràn đầy tự tin nói. Huynh đệ, người đi dạy dỗ hắn, giao con chim to kia cho lão tử, không mổ lòi ruột nó ra thì lão tử không bỏ qua. Lý Thiên Mệnh khuyên, người trẻ tuổi, đừng bạo lực vậy, rõ ràng là con chim trẻ tuổi, à không chim hình dạng một con gà trẻ tuổi có được hay không? Tiểu Hoàng Kê khinh thường liếc xéo Lý Thiên Mệnh. Người suy nghĩ nhiều, bản tính của ta rất dịu dàng. Nhưng ngươi có nắm chắc đánh bại đối thủ không? Nếu chỉ bàn về thú nguyên thì thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng của chúng ta mạnh hơn thú nguyên của Lý Tử Phong. Nhưng cách biệt ba trọng cảnh giới, tính chất thú nguyên không thể bù đắp khoảng trống lớn như vậy. Thú nguyên của hắn bàng bạc hơn của ta nhiều, tiếc rằng hắn là thuộc tính hỏa, sẽ không hạ được ta. Miễn dịch thuộc tính hỏa là nguyên nhân khiến Lý Thiên Mệnh dám vượt qua ba cảnh giới khiêu chiến với Lý Tử Phong. Vậy thì đừng nói nhảm nữa, lên. Khoảnh khắc này, Tiểu Hoàng Kê đã hăng tiết gà. Nó thuộc dạng cuồng nhiệt hiếu chiến, thích nhất là đấu đơn với tồn tại to con hơn mình, Tử Đồng Trọng Minh Điểu rất hợp khẩu vị của nó. Tiểu Hoàng Kê la lối. Gà cay, đi ra đấu đơn nào, hãy cảm nhận ấm áp của da da của ngươi. Mọi người nghe vậy rất buồn cười, bọn họ không ngờ gà con mà biết nói tiếng người như chim anh vũ. Thú bản mệnh khác hầu như chỉ có thể giao lưu tâm linh với ngự thú sư. Tử Đồng Trọng Minh Điểu không biết nói nhưng nó nghe hiểu lời của Tiểu Hoàng Kê. Tử Đồng Trọng Minh Điểu bị khiêu khích sắp nổi khùng, Lý Tử Phong chưa lên tiếng nó đã tự động lao nhanh ra, dương rộng đôi cánh, mắt nhìn Tiểu Hoàng Kê chằm chằm. Tiểu Hoàng Kê nhảy lưng tưng chạy ra xa. Lăn qua đây nào! Người không biết còn tưởng bé gà sợ hãi bỏ chạy, nhưng sự thật là nó đang mở rộng không gian chiến đấu giúp Lý Thiên Mệnh.
Khi Tử Đồng Trọng Minh Điểu rượt theo Tiểu Hoàng Kê, trước mắt Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại Lý Tử Phong. Đây đã định sẵn là một cuộc nghiền áp, dù Lý Thiên Mệnh từng mạnh hơn gã rất nhiều nhưng hắn hoang phế 3 năm, tu vi đã rất xuống chót. Một con thú bản mệnh nhất giai không thể thay đổi được cái gì. Không ai cho rằng Lý Thiên Mệnh có sức đánh lại. Hôm nay đã định sẵn hắn là người bị đánh bất tỉnh, cuối cùng sẽ bị lôi đi, trơ mắt nhìn Lý Tử Phong trở thành thế tử, sở hữu Viêm Hoàng lệnh. Xem kỹ, Lý Thiên Mệnh bỗng tăng tốc độ, trong vô hình đôi chân của hắn để lại ảo ảnh, tốc độ siêu nhanh, cho Lý Tử Phong cảm giác bị ma mị ám. Đây là chiến quyết cấp thú cao phẩm quỷ ảnh bộ, gần như là bộ pháp đỉnh cao nhất trong chiến quyết cấp thú, Lý Thiên Mệnh từng rèn luyện nửa năm trời. Một bóng quỷ vụt qua tựa như ác mộng ám ảnh. Ong! Ra đầu Lý Tử Phong tê dại, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt gã. Long tượng trọng quyền. Đây là một môn chiến quyết quyền pháp, có thể nói là chiêu bài của Lý Thiên Mệnh. Thú bản mệnh của hắn từng là chim đại bàng bốn cánh vàng thuộc tính kim, có tốc độ và lực lượng đáng sợ, chiến quyết cấp thú cao phẩm long tượng trọng quyền là loại quyền pháp cực đoan chuyên dành riêng cho hắn. Nắm đấm này như có rồng voi bám vào người, có thể đánh ra lực lượng khủng bố nhất, mang theo chấn động tần sóng cao. Nghe nói đánh một đấm có thể chấn vỡ nội tạng của người. Lý Thiên Mệnh hiện giờ không có lực lượng long tượng, nhưng hắn nắm giữ lực lượng của cự thú hỗn độn thái cổ khủng bố còn hơn long tượng. Quan trọng là nắm đấm này đánh bằng cánh tay hắc ám bọc trong bao tay, khi quyền lực chấn động cho cảm giác hung mãnh hơn trước kia nhiều. Tốc độ siêu nhanh, trọng quyền nghịch thiên, tất cả hội tụ lại thì đúng là nhanh mạnh vô cùng. Cú đấm tung mạnh thẳng đến chỗ Lý Tử Phong. Lý Tử Phong đã cảm nhận được uy lực của cú đấm này, gã híp mắt, bình tĩnh thi triển một chiêu Viêm Vân Trưởng Pháp cứng rắn đỡ đòn. Viêm Vân Trưởng Pháp khá tuyệt, trưởng ảnh hình thành một lớp mây mù lửa, có thể phòng ngự mê hoặc, có thể trấn áp. Trong mây mù lửa ẩn giấu uy lực một trưởng khi bộc phát ra sẽ chấn động núi sông. Lý Tử Phong không hề sợ hãi, tràn trề tự tin vào thú nguyên thâm sâu của mình. Hồi quang phản chiếu, chó hoang dãy giụa chỉ tổ chọc cười. Bùm! Giây sau, quyền trưởng va chạm. Mọi người nghe tiếng nổ trầm đục, tiếng răng rắc, sau đó là tiếng la. Bọn họ nhìn kỹ thì thấy Lý Tử Phong bay ra ngoài. Ôi mợ, hơi bị đáng sợ. Bản thân Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ bị huyết mạch cự thú hỗn độn thái cổ cải tạo mạnh đến mức này, hắn có thể đè đầu Lý Tử Phong ra đánh phần lớn nhờ vào độ cứng của thân thể. Cảnh tượng này gây ra rung động khắp phủ thành chủ. Trên Thính Phong lâu, những người đang ngồi đều sáo động đứng bật dậy, xoay tròn mắt nhìn Thính Phong đài, biểu tình tràn ngập khó tin. Trong đợt giao phong lần này rõ ràng Lý Tử Phong có thú nguyên bằng bạc nhưng bị Lý Thiên Mệnh áp chế. Viêm Vân Trưởng Pháp của gã thật sự rất tốt, nhưng cú đấm của Lý Thiên Mệnh đánh vào, bẻ gãy nghiền nát, hình như không bị sức mạnh lửa cháy ảnh hưởng. Sao có thể như vậy? Nghe nói thủ nguyên của Lý Thiên Mệnh đã sói mòn hết rồi mà. Đã 3 năm rồi, ngư thú sư nào cũng hoàn toàn bị phế. Tử Phong là thú mạch cảnh đệ thất trọng. Sắc mặt của Mạc Phu Nhân cực kỳ khó xem. Có phải Lý Thiên Mệnh sử dụng thủ đoạn xấu xa gì không? Chuyện này thật khó tin nhưng nó thật sự xảy ra. Người bị xem như vết nhơ của Ly Hỏa Thành khi mọi người cho rằng hắn sắp tránh bóng, từ nay tan biến thì hắn trở lại, bày ra thực lực có thể đối kháng lại Lý Tử Phong. Thì ra hôm nay hắn lên sân không phải để tấu hài. Chỉ có mình Hoàng Phu Nhân bĩu môi, vì nàng đã thấy Lý Thiên Mệnh biểu hiện sức mạnh rồi. Lý Tuyết Kiều cũng trợn mắt há hốc mồm. Nàng định mượn tay nhị ca dạy cho Lý Thiên Mệnh bài học, nhưng bây giờ là ai dạy dỗ ai? Liễu Khanh nở nụ cười ngọt ngào, xem say xưa. Phong ca, thú vị thật, chắc hắn đã sớm phục hồi nhưng cố nhẫn nhịn, âm thầm che giấu. Hình ảnh vừa rồi làm con người Lý Viêm Phong co rút, nhưng gã tìm ra đáp án ngay. Chắc hẳn sớm tìm được thủ bản mệnh mới, ngăn chặn thủ nguyên sói mòn. Tiếc rằng chỉ là thủ bản mệnh nhất giai cấp thấp nhất, đời này dùng bước ở thủ mạch cảnh. Sẽ không làm nên chuyện gì. Nếu Lý Thiên Mệnh vừa trở về Ly Hỏa Thành liền sử dụng khế ước huyết thần tìm được thủ bản mệnh, ngăn cản thủ nguyễn trôi đi thì có thể miễn cưỡng giữ lại một phần thực lực cảnh giới. Nhưng người khác không nhìn thấu bằng Lý Viêm Phong, nên họ còn đang chìm trong kinh ngạc. Đặc biệt là dân chúng của Ly Hỏa Thành, bọn họ xoe tròn mắt, hóa đá. Lý Tử Phong là đối tượng bị áp chế, gã gần như nổi điên vì kết quả này. Trọng kích này hại gã bị thương nhẹ. Nhưng đó là vì gã khinh địch. Lý Tử Phong ngước đầu thấy mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Thiên Mệnh, dường như hắn mới là nhân vật chính của ngày hôm nay.
Lý Thiên Mệnh đang cười tủm tỉm nhìn gã. Giọng Lý Tử Phong lạnh như băng giá. Ngươi tự xem mình là ca ca dạy dỗ ta, dạy cho ta cái gì gọi là quy củ. Lý Thiên Mệnh nói. Không chỉ như thế, còn thuận tiện dạy cho ngươi cách làm người. Hắn chờ đợi ngày này lâu rồi. Bị vụ oan, im lặng 3 năm, hắn đã phải chịu đựng vô số tin đồn nhảm nhí. 3 năm qua mọi người xem hắn như con chuột chạy qua đường, đệ đệ trước mắt cũng coi khinh hắn. Ngày hôm nay, lẽ ra mọi người đã lãng quên hắn, lẽ ra hắn nên như hạt bụi, chỉ xứng làm chuyện cười, nhưng ngay trong giây phút này, hắn trở lại. Cú đấm giận dữ này vừa để dạy dỗ Lý Tử Phong vừa đánh vào những bộ mặt từng coi thường hắn nói cho bọn họ biết rằng Lý Thiên Mệnh vẫn chưa chết. Lý Thiên Mệnh thấy hết ánh mắt ngạc nhiên của đám người kia, nói thật thì hắn cảm giác rất sướng. Đời người là phải theo đuổi sảng khoái như vậy, phải theo đuổi khoái ý ân cừu. Đã sướng rồi thì nên đẩy nó lên đến đỉnh. Trận chiến đấu này chưa kết thúc, đối thủ còn chưa thi triển ra thủ đoạn thật sự, nhưng Lý Thiên Mệnh sẽ sợ sao? Trước bao cặp mắt theo dõi, Lý Tử Phong ánh mắt dữ tợn rút ra một thanh kiếm. Đây là một mũi kiếm thanh cương, là thú binh từ linh khoáng đỉnh cấp hòa cùng máu của thú bản mệnh rèn tạo ra, mạnh mẽ hơn binh khí bình thường nhiều. Cầm thú binh trong tay có thể tăng lớn sức sát thương cho ngự thú sư, giữa thú binh và thú bản mệnh có sự cộng minh. Lý Tử Phong giơ trường kiếm chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Kiếm thanh cương này chưa uống máu của ngươi. Từ ống tay áo của Lý Thiên Mệnh chợt lóe huyết quang. Huyết hỏa thứ của ta vốn không uống máu của huynh đệ, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Đó là một thanh chủy thủ chỉ cỡ nửa thước, phần lưỡi dài cỡ ngón tay, màu đỏ máu như nanh rắn độc. Bàn về đẳng cấp thú binh thì huyết hỏa thứ không kém hơn kiếm thanh cương, đây là binh khí nổi tiếng lâu năm của Lý Thiên Mệnh, vô ảnh vô hình, giết người chỉ trong chớp mắt. Trận chiến này bắt đầu dùng dao thật, giết người thấy máu, huynh đệ tương tàn, không khí càng nóng lên. Lý Tử Phong vừa nói vừa hô kiếm thanh cương, chân như tạo gió, đột ngột tăng tốc độ. Cần gì đi ra mất mặt, dù ngươi có con thú bản mệnh nhất giai này thì cả đời mãi là phế vật thủ mạch cảnh. Ta lấy được Viêm Hoàng lệnh thì bay lên thẳng tầng mây, chưa đầy 3 năm ngươi sẽ ở dưới địa ngục ngước nhìn ta. Đây là chiến quyết cấp thú trung phẩm ngự phong bộ, bóng dáng của Lý Tử Phong vô cùng nhanh nhẹn đều nhờ vào nó. Nhưng Lý Tử Phong lợi hại hơn hết là kiếm pháp, kiếm thế thi triển rất dễ bị nhận ra là Long Quyển Hỏa kiếm pháp của Phủ Thành Chủ, một môn chiến quyết cấp thú cao phẩm ngang ngửa long tượng trọng quyền. Long Quyển Hỏa kiếm pháp tạo cuồng phong rít gào, kiếm thế, kiếm ảnh. Kiếm cương giấu trong bão tố thổi quét về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, Tử Đồng Trọng Minh điều thi triển thú pháp trong Long Quyển Hỏa kiếm pháp, Long Quyển Hỏa thiên dục, giấy lên bão tố. Cánh của Tử Đồng Trọng Minh điều như hai cây đao to lớn xuất hiện hai bên tiểu hoàng kê, chém thẳng vào gà con. Chiến trường chia hai khu vực nhưng đều đặc sắc. Chịu chết đi. Long Quyển Hỏa kiếm pháp phối hợp ngự phong bộ, Lý Tử Phong cảm giác mình có thể hạ gục Lý Thiên Mệnh. Kiếm chiêu của gã thiên biến vạn hóa, giấy lên bão tố lửa, thoáng chốc như có lửa vòi rồng xoáy đến chỗ Lý Thiên Mệnh, trong lửa ẩn chứa vô số kiếm khí cắt vào người hắn. Thế công phô thiên cái địa bày ra điểm mạnh thật sự của Lý Tử Phong, dưới thú mạch cảnh đệ thất trọng không ai đỡ nổi chiêu này, chỉ riêng vòi rồng lửa màu tím cháy bỏng đã hiếm có người chịu đựng được. Lý Tử Phong hơi điên cuồng hét to. Chết chưa, ngươi nên chết từ lâu, đến ám ta mãi làm gì? Giờ phút này. Trong lòng Lý Tử Phong dâng lên nỗi kính sợ từng có đối với Lý Thiên Mệnh, đây là cảm xúc không thể tha thứ, vì gã nhớ mấy hôm trước ở Phỉ Thúy Lâu, Lý Thiên Mệnh chỉ là con kiến trước mắt mình. Khi Long Quyển Hỏa kiếm pháp của gã hoàn toàn nhấn chìm Lý Thiên Mệnh, ban đầu gã tràn đầy tự tin, nhưng giây sau dâng lên nỗi sợ. Lý Thiên Mệnh đâu? Đúng vậy, ta đến ám ngươi đây. Khi câu nói này vang bên tai, Lý Tử Phong cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lạnh từ đầu đến xương sống lưng. Từ khi nào, một luồng sáng máu chỉ vào cổ họng của gã, sau lưng gã là sóng lửa nóng rực. Mọi người thấy rõ ràng Lý Thiên Mệnh xuất hiện sau lưng Lý Tử Phong, huyết hỏa thứ trong tay hắn đã đâm gần cổ họng của gã, nếu hắn không ngừng lại thì Lý Tử Phong đã chết rồi. Thật ra Lý Thiên Mệnh làm được điều này không chỉ dựa vào thân pháp, thứ giúp hắn nắm giữ sống chết của gã là chiến quyết cấp thú đẳng cấp cao nhất. Chiến quyết cấp thú siêu phàm. Đây là chiến quyết mạnh nhất mà Lý Thiên Mệnh từng tu tập. Chuyên dùng để phối hợp với huyết hỏa thứ, là đỉnh cao của chiến quyết cấp thú, ít ai có thể tu luyện thành công. Đây không phải chiến quyết loại công kích mà là một bộ thân pháp hoàn chỉnh cộng thêm cách giết chóc, chú trọng mau ác chuẩn, trong khoảnh khắc bùng nổ mạnh nhất khiến kẻ địch chớp mắt mất mạng.
nhìn như đơn giản nhưng Lý Thiên Mệnh mỗi ngày tập luyện trên ngàn lần mới làm được hiệu quả nhất kích tất sát. Phập, Lý Thiên Mệnh không dùng huyết hỏa thứ giết Lý Tử Phong, dù sao là đệ đệ máu mủ ruột già, nhưng một đao cắt qua cánh tay Lý Tử Phong, máu phun ra. A, à, cả người Lý Tử Phong run rẩy, trán ướt mồ hôi, gã đã sợ cứng người. Giờ thì ta có thể dạy ngươi được chưa? Mỗi khi Lý Thiên Mệnh nói một câu là huyết hỏa thứ cắt qua người Lý Tử Phong, rạch một đường máu, mặt gã trắng bệch hét lên chói tai. Ngươi ở bên ngoài làm sằng làm bậy, có phụ thân sinh nhưng không được dạy, vậy để ta dạy cho ngươi biết cái gì là quy củ, biết chưa? Ngươi tưởng mình là nhi tử của thành chủ thì muốn gì cũng được. Là có thể xem mạng sống như cỏ rác. Đệ đệ, ca ca nói cho ngươi biết, con người sinh ra là bình đẳng, làm người làm việc quá đáng thì sẽ gặp báo ứng. Ngươi gọi ta là chó hoang, đã tưởng tượng ngày hôm nay sẽ đến chưa? Hôm nay ta nói cho ngươi biết cái gì gọi là báo ứng. Nhát đao này thấy sướng không? Lý Thiên Mệnh liên tục nói 6 câu, tổng cộng 6 nhát đao chém vào tứ chi và mông của Lý Tử Phong không bị thương căn bản nhưng làm gã đau đớn không muốn sống, khiến gã biết cái gì gọi là dạy dỗ. Kiếm thanh cương của Lý Tử Phong đã rơi xuống đất, mặt trắng không chút máu, trong thời gian ngắn chỉ nghe tiếng khóc rầm trời của gã, tiếng hét tuyệt vọng hù sợ mọi người. Mọi người không ngờ trận chiến đấu này nghiêng về một phía, Lý Tử Phong không có chút sức đánh trả Lý Thiên Mệnh. Đây là một trận thua thảm. Thiếu niên đứng trên đài chấn động trái tim mỗi người. Đáng sợ hơn là khi Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chế ngự Lý Tử Phong thì một con chim to từ trên trời rớt xuống toàn thân đẫm máu, đó là Tử Đồng Trọng Minh Điểu. Khi Tử Đồng Trọng Minh Điểu nằm sấp dưới đất rên rỉ run rẩy, một chú gà con lông tơ rơi xuống người nó, mỏ ngậm đầy lông chim. Chú gà con phun lông chim ra, hùng hổ nói. Con chim ngốc này không biết tắm rửa à? Lông thối hoắc, làm lão tử chóng mặt. Thú cưng nhỏ bé, vậy mà đánh Tử Đồng Trọng Minh Điểu to hơn nó gấp mấy chục lần ra nông nỗi này, thật là một việc khó tin, đây là điều thú bản mệnh nhất giai có thể làm ra sao? Mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh táo bạo, lại ngắm huyết hỏa thứ đẫm máu trong tay hắn, quay sang ngó gà con lông tơ vàng vênh váo, nguyên phủ thành chủ chìm trong yên tĩnh. Mọi người im lặng là vì lúc này không dám nói lời nào, bởi vì đều đang nhìn thành chủ, chờ phản ứng của Lý Viêm Phong. Hôm nay vốn là ngày vui, quyết đấu trúng tuyển Viêm Hoàng học cung là để sung hỉ cho Lý Viêm Phong, ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lý Thiên Mệnh đi ra quấy rối thì thôi đi, quan trọng là hắn đánh gục Lý Tử Phong hết đường đón đỡ. Giờ phút này, toàn trường tĩnh lặng, chỉ có tiếng gào la sợ hãi của Lý Tử Phong và thú bản mệnh của gã. Tuy cùng là nhi tử của Lý Viêm Phong nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lý Tử Phong thắng được Viêm Hoàng lệnh là sung hỉ, còn Lý Thiên Mệnh, trò cười của Ly Hỏa Thành đứng ra đánh gục Lý Tử Phong, lấy được Viêm Hoàng lệnh là ném phân. Cho nên tương đương với ném phân vào mặt Lý Viêm Phong, có hội hay không? Sỉ nhục hay không, chỉ mình gã mới cảm nhận rõ ràng nhất. Lý Thiên Mệnh cũng rất muốn biết phản ứng hiện tại của Lý Viêm Phong thế nào. Những người này xem hắn là trò cười suốt 3 năm, bọn họ có phản ứng gì? Mẫu thân mà hắn kính trọng nhất nếu cũng có mặt ở đây, thấy hắn đúng ra làm nàng hãnh diện thì sẽ cười chứ? Hay rơi lệ? Lý Thiên Mệnh muốn mang mẫu thân đến, nhưng sợ sức khỏe của mẫu thân không chịu nổi, nơi này có quá nhiều người sẽ tổn thương mẫu thân. Mẫu thân không làm gì sai, lỗi tại phủ thành chủ. Kẻ có lỗi nhất là Lý Viêm Phong ích kỷ vô tình lạnh lùng. Lần này Lý Thiên Mệnh đứng ra vì mẫu thân, cũng vì bản thân. Lần này hắn sẽ lấy lại tôn nghiêm từng đánh mất. Lần này hắn sẽ đòi lại công bằng thuộc về mình. Tôn nghiêm của vệ tinh trở thành trò cười vì một tờ giấy ly hôn. Tôn nghiêm của Lý Thiên Mệnh đã đánh mất trong 3 năm qua. Lý Thiên Mệnh sẽ lấy lại tất cả những gì họ đã mất. Khi hắn khiến nhiều người kinh sợ. Hắn tưởng tượng nếu mẫu thân thấy cảnh này chắc sẽ khóc giọt lệ sung sướng tột cùng, đời người được cảnh này thì không còn gì tiếc nuối. Dù tiếp theo đối mặt nghịch cảnh cỡ nào thì Lý Thiên Mệnh đã sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay Lý Thiên Mệnh như người điên, tuy trẻ tuổi nhưng đã bày ra thần uy non nớt, từ đây trong lịch sử Ly Hỏa Thành có một nét mực đậm thuộc về hắn. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, khi hắn chém Lý Tử Phong 6 nhát đao thì Lý Viêm Phong đứng bật dậy từ thính phong lâu. Mạc phu nhân sốt ruột bật khóc. Lão gia mau cứu Tử Phong đi, mau xử chết tên nghịch tử kia. Mạc phu nhân muốn tiến lên nhưng không dám. Mọi người đều đang nhìn Lý Viêm Phong. Trong ngày vui mừng của gã mà xảy ra chuyện như vậy, đối với Lý Viêm Phong xem trọng mặt mũi nhất thì đây hoàn toàn bị bẽ mặt. Dù sao trong thính phong lâu còn nhiều khách khứa có uy tín danh dự, họ đều đang xem kịch.
Bọn họ sẽ không nói trước mặt, nhưng khi trở về sẽ lấy chuyện này ra làm trò cười. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận hai tia mắt nóng rực thiêu đốt mình bắn ra từ Thính Phong Đài. Lý Thiên Mệnh buông Lý Tử Phong, gã mềm oặt dưới chân hắn, rồi như chó hoang lồm cồm bò dậy, hốt hoảng trốn xuống Thính Phong Đài, bỏ lại Tử Đồng Trọng Minh Điểu. Thân thể Lý Tử Phong kéo vệt máu dài trên Thính Phong Đài, từ trên Thính Phong Lâu rất dễ thấy toàn cảnh. Lý Thiên Mệnh ngước đầu lên vừa lúc đối diện với Lý Viêm Phong, ánh mắt hai người giao nhau, đây là lần khiến hắn tự hào nhất. Vì chỉ có lần ánh mắt giao nhau này là hai phụ tử bình đẳng. Nhưng Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy sự tức giận, táo bạo từ trong mắt của Lý Viêm Phong, nhưng hắn đoán trong lòng đối phương không vui vẻ gì. Nam nhân này dù gặp tình huống gì đều cứng rắn giữ sĩ diện. Thiên Mệnh, trời ban trách nhiệm lớn cho một người thì sẽ trước tiên hành tâm trí, mệt gân cốt, đói thể xác. Thân nghèo khó, khiến người loạn lòng. Biểu hiện hôm nay của ngươi xứng với câu này, chật vật 3 năm không đánh ngã được ngươi. Mọi người đinh ninh Lý Viêm Phong sẽ bùng nổ, nhưng bọn họ đánh giá thấp định lực của gã, không ngờ gã dùng góc độ như vậy khen ngợi Lý Thiên Mệnh, thừa nhận hắn cứng cỏi. Ngẫm lại hắn cũng là nhi tử của gã, việc này không quá mất mặt. Lý Thiên Mệnh nhìn người này. Đa tạ khích lệ. Hắn đã từng gọi người này là phụ thân trong suốt 20 năm. Nhưng hôm nay không thốt ra hai chữ đó được. Ngay khi Lý Thiên Mệnh trở về từ Diễm Đô, hắn liền nói cho Lý Viêm Phong biết mình bị vu oan. Gã đáp lại bằng sự im lặng, thế là hắn biết gã không dám đắc tội Lôi Tôn Phủ, sẽ không đứng ra bênh vực cho hắn. Khoảnh khắc đó Lý Thiên Mệnh tràn ngập thất vọng, hắn hoàn toàn không ngờ phụ thân của mình là người như vậy. Dù gã cao cao tại thượng cai quản Ly Hỏa Thành, nhưng đối mặt Lôi Tôn Phủ như quái vật khổng lồ thì gã lựa chọn im lặng, chọn buông bỏ Lý Thiên Mệnh. Thuận tiện bỏ luôn mẫu thân của hắn. Phụ thân ích kỷ như vậy rất khó khiến Lý Thiên Mệnh thật lòng kêu một tiếng phụ thân. Tờ giấy ly hôn là cử động tuyệt tình nhất trong cuộc đời Lý Viêm Phong, Lý Thiên Mệnh ghi nhớ từng chữ trên tờ giấy. Tương kính như tân rồi đâm ngươi một nhát dao. Lý Thiên Mệnh thừa nhận hắn là nhi tử của người này, nhưng hắn không muốn cuộc đời về sau dính dáng chút gì với gã nữa. Một câu cảm tạ khích lệ đại biểu từ nay thành hai người xa lạ. Lý Viêm Phong không định trở mặt với hắn ngay tại chỗ này nên ngữ điệu bình thản, cho thấy gã đối xử với con cái vô cùng công bằng. Ngươi đã đánh bại Tử Phong, muốn cái gì? Nhưng ai đều biết Lý Viêm Phong đã cưới người của Lôi Tôn Phủ, Lý Thiên Mệnh và Lôi Tôn Phủ có thù sâu như biển. 3 năm trước Lý Viêm Phong đã làm ra lựa chọn, hôm nay gã không giết Lý Thiên Mệnh chỉ vì giữ sĩ diện. Ngày thành hôn, đại nhi tử đánh bại tiểu nhi tử, còn mình giết đại nhi tử, chuyện này đồn ra ngoài sẽ thành trò cười của thiên hạ. Giọng Lý Thiên Mệnh vang dội mà kiên định. Ta muốn Viêm Hoàng lệnh, ta còn muốn ngươi tiễn ta rời khỏi Ly Hỏa Thành, lặp lại một lần như 4 năm trước là được. Từ đây về sau cả đời ta sẽ không bước vào Ly Hỏa Thành nửa bước. Hắn rốt cuộc có tư cách nói ra câu này. Giành lấy Viêm Hoàng lệnh vì quay về Viêm Hoàng học cung, vì báo thù, vì chữa bệnh cho mẫu thân. Khiến Lý Viêm Phong tiễn hắn đi là vì tôn nghiêm, hắn đã nói rồi. Hắn không muốn vì một tờ giấy ly hôn khiến mình và mẫu thân như chó nhà có tang rời khỏi đây. Lý Thiên Mệnh thốt ra câu này khiến mọi người bị rung động. Hắn mất thú bản mệnh nên tu vi rút lui, không đạt tiêu chuẩn của Viêm Hoàng học cung nên tự động nghỉ học, bây giờ muốn trở về. Hắn trở về làm gì? Hắn hiện tại là trò cười của Viêm Hoàng học cung. Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình đều là thiên tài của thiên phủ, mạnh hơn hắn 108.000 dặm, hắn không sợ đi về rồi lại tự rước lấy nhục. Nhưng có thể nhìn ra hắn không muốn ở lại Ly Hỏa Thành, càng không trông chờ hàn gắn quan hệ với thành chủ. Đúng rồi, yêu cầu thành chủ tiễn hắn đi chắc vì muốn đi có tôn nghiêm một chút, việc này không khó hiểu nếu đứng ở góc độ của hắn. Hiểu gì mà hiểu, ta thì thấy là hắn tự tạo nghiệt, nếu hắn không háo sắc to gan bằng trời quấy nhiễu nữ nhân của Lâm Tiêu Đình thì sẽ tự hủy bản thân sao? Thành chủ mất hết sĩ diện vì hắn, thành chủ vốn không có gì sai trong chuyện này, là hắn tự hại chính mình. Nếu ta có nhi tử như vậy cũng sẽ cảm thấy sỉ nhục. Ai đều có quyền phát biểu cái nhìn của mình. Chờ xem đi. Hiện tại mọi người đều đang chờ quyết định của Lý Viêm Phong. Chỉ thấy Lý Viêm Phong nheo mắt nói. Ngươi chỉ có được thú bản mệnh nhất giai, thực lực cả đời này khó bằng với lúc trước tu luyện cùng Kim Vũ, thiên phú suốt đời của ngươi chỉ ngừng ở thú mạch cảnh. Dù ngươi đánh bại Tử Phong tại đây, lấy được Viêm Hoàng lệnh thì Viêm Hoàng học cung sẽ không chấp nhận ngươi. Lý Viêm Phong nói sự thật, ngự thú sư của thú bản mệnh nhất giai thì suốt đời không thể nào đột phá linh nguyên cảnh. Lý Thiên Mệnh nói,
chuyện này không làm phiền ngươi lo dùm, ta giành lấy hạng nhất quyết đấu tuyển chọn nên được nhận Viêm Hoàng lệnh, chuyện từ đây về sau tự ta chịu trách nhiệm. Thành chủ đã phế thân. Phận của ta thì từ nay không liên quan gì với ta nữa, nếu ta lại làm mất mặt cũng không dính dáng đến ngươi, đối với ngươi và ta đều là việc vui. Thiếu niên như hắn mà dám nói chuyện ngang hàng với Lý Viêm Phong, chỉ riêng lòng can đảm này đã đáng được kính sợ. Nên biết nguyên Ly Hỏa Thành rất ít người dám bàn điều kiện như vậy với Lý Viêm Phong, quan trọng hơn, hôm nay là ngày vui của gã. Xem ra Lý Thiên Mệnh sắp đạt thành mục tiêu của mình. Việc hôm nay tiểu tử này làm thật là vượt sức tưởng tượng. Nhìn kỹ thì cũng có cốt khí lắm. Những tiếng cười nhạo, châm chọc đã lắng xuống, dù từ nay Lý Thiên Mệnh không còn là người của Ly Hỏa Thành thì những tiếng nhạo ngày xưa cũng vơi bớt nhiều. Lý Tử Phong vùng vẫy đứng dậy, căng thẳng đến nỗi mặt tái nhợt. Phụ thân, Viêm Hoàng lệnh là của nhi tử, không thể cho hắn. Mạc phu nhân nói nhỏ bên tai Lý Viêm Phong. Lão gia, dù sao đã trở mặt rồi, chẳng bằng phớt lờ những tin đồn, trực tiếp xử hắn. Lý Viêm Phong liếc qua Mạc phu nhân, thốt ra một chữ. Biến. Mạc phu nhân sợ hãi rụt người vào góc. Cảnh này khiến mọi người hiểu rằng biểu hiện và yêu cầu của Lý Thiên Mệnh ngày hôm nay nhu bàn tay tát vào mặt Lý Viêm Phong. Ở trước mắt bao người, hình như Lý Viêm Phong chỉ có thể làm theo yêu cầu của Lý Thiên Mệnh. Có thể buộc Lý Viêm Phong đến mức này chứng tỏ Lý Thiên Mệnh rất giỏi, dù con đường tương lai của hắn bị giới hạn thì giờ phút này hắn cho cảm giác hùng dũng lớn mạnh, dũng khí ngút trời còn hơn Lý Tử Phong. Lý Thiên Mệnh nheo mắt nói. Xin thành chủ đưa Viêm Hoàng lệnh cho ta, sau đó tiễn mẫu tử chúng ta ra thành. Đây là đáp lại kịch liệt nhất của hắn đối với tờ giấy ly hôn, người biết sự thật sẽ hiểu Lý Thiên Mệnh muốn cái gì. Lý Thiên Mệnh gằn giọng. Xin đưa Viêm Hoàng lệnh cho ta, tiễn chúng ta ra thành. Mỗi chữ hắn thốt ra như búa sắt gõ mạnh vào tim từng người. Sự can đảm ngang nhiên chống đối này tạo ảo giác thiếu niên vô song cõi đời. Lý Thiên Mệnh cần nó, mẫu thân càng cần hơn. Mẫu thân từng phong quang gả vào Ly Hỏa Thành này, lúc ấy còn nổi trội hơn Liễu Khanh, mẫu thân tuyệt đối không thể chấp nhận khi mình già sắp chết sẽ bi thảm rời đi. Làm nhi tử, bắt buộc Lý Viêm Phong cung kính đưa tiễn còn quan trọng hơn việc hắn lấy được Viêm Hoàng lệnh. Khi Lý Thiên Mệnh nói những lời này, hắn nghĩ đến mẫu thân. Nàng còn ngồi trong sân, chắc không ngủ yên được, có lẽ đang căng thẳng chờ đợi, tay nắm chặt tay vịn ghế. Có lẽ nàng đứng lên, đi tới đi lui trong sân. Có lẽ nàng không nói gì nhưng sao có thể chấp nhận bị đuổi ra Ly Hỏa Thành như thế này. Nhớ lúc trước nàng phong quang biết bao khi đến đây, thời còn son sắc có ai phong thái sánh bằng nàng. Nhiều lời thề non hẹn biển đều tan vỡ thành bọt nước khi nàng lâm bệnh. Lý Viêm Phong tránh né, cưới ba thê bốn thiếp vì lớn mạnh gia tộc, trái với lời thề trung thủy ngày xưa. Loại nam nhân này dù mạnh đến đâu có xứng làm nam nhân không? Gã chỉ biết theo đuổi mặt mũi, danh vọng, quyền thế, lực lượng. Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh lần cuối, đôi mắt nóng rực đâm xuyên qua không khí đốt rát mặt Lý Viêm Phong. Xin thành chủ tiễn chúng ta ra thành. Ánh mắt họ giao nhau kịch liệt chưa từng có. Lý Thiên Mệnh mơ hồ thấy hai chữ nghịch tử trong mắt Lý Viêm Phong, hắn cảm thấy buồn cười. Trong sự bức ép này, hắn quang minh chính đại đánh bại Lý Tử Phong, theo quy tắc thì hắn có thể lấy Viêm Hoàng lệnh. Trong một phút giây, Lý Thiên Mệnh thấy nhiều thứ ẩn sâu nơi đáy mắt của Lý Viêm Phong. Có một cảm xúc rất rõ ràng tên gọi là quê quá hóa giận. Ngày vui bị phá hoại, còn bị Lý Thiên Mệnh bức ép, chắc chắn Lý Viêm Phong rất bực bội, tức giận, thậm chí thô bạo muốn xử nhi tử của mình. Tất cả đều là thể hiện sự vô tình, bất lực của Lý Viêm Phong. Lý Thiên Mệnh biết, mặc kệ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì hôm nay hắn đã thành công. Hắn khiến Lý Viêm Phong cả người nhột nhạt như bị kiến bò, khiến gã nghiến răng nghiến lợi với mình. Khiến gã chỉ có thể thầm táo bạo trong lòng chứ không dám đánh mất khí độ làm phụ thân và thành chủ ngay trước mặt khách mời. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn đánh giá thấp vị phụ thân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đang ngồi trên ghế thành chủ này. Hôm nay Lý Thiên Mệnh có thể hạ gục Lý Tử Phong, khiến Lý Viêm Phong lại coi trọng hắn, nhưng muốn cho gã hoàn toàn cúi đầu thì rất khó khăn. Vì sau khi Lý Viêm Phong đè nén tức giận và bực bội thì chợt bật cười. Nụ cười của Lý Viêm Phong như hoàn mỹ hóa giải mọi thế công của Lý Thiên Mệnh. Khiến nhiệt huyết và gan dạ của hắn đổ sông đổ biển, tan biến trong chớp mắt. Lý Viêm Phong nở nụ cười, vẫy tay với Liễu Khanh ngồi cạnh mình. Nàng hiểu ý, đến gần gã. Liễu Khanh dựa sát thân hình yểu điệu vào bên người Lý Viêm Phong phong tình từng cử động quyến rũ toàn thành. Mỹ nhân phong tình như vậy đi đến đâu đều là tâm điểm của sự chú ý,
các thiếu nữ không cách nào học được vẻ nóng bỏng biếng nhác đó. Lý Viêm Phong thản nhiên nói. Nàng hãy nói đi. Liễu Khanh cười ngọt ngào. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, hé mở môi son, đôi mắt như biết nói, trong khoảnh khắc toát ra phong tình vô hạn tựa hoa đào rơi xuống người Lý Thiên Mệnh. Liễu Khanh dịu giọng nói. Thiên Mệnh, người trẻ tuổi không thể quá hấp tấp nhé. Giọng nàng mềm nhẹ nhưng không nhão nhuệt, nàng không phải loại nữ nhân dung tục, nàng quyến rũ mà cao nhã. Phu nhân có ý gì? Lý Thiên Mệnh không quan tâm nữ nhân trẻ tuổi thay thế vị trí của mẫu thân mình, cũng sẽ không có bất kỳ hảo cảm với người đến từ Lôi Tôn Phủ. Liễu Khanh mỉm cười nói. Ý của ta là chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung vẫn chưa kết thúc, còn một vị tiểu thiên tài của Ly Hỏa Thành chưa ra sân. Câu nói này khiến toàn trường rơi vào hoang mang thắc mắc, bao gồm Lý Thiên Mệnh. Còn ai khác nữa? Không lẽ là Liễu Khanh? Nhưng không thể nào, nàng đã vượt qua tuổi 20, cảnh giới của nàng ít nhất là linh nguyên cảnh. Vậy thì sẽ là ai? Đối thoại của phu phụ Lý Viêm Phong chẳng những khiến Lý Thiên Mệnh khó hiểu, đa số người ở đây cũng lộ vẻ mặt thắc mắc. Bao gồm Mạc Phu Nhân, Lý Tử Phong, hai mẫu tử không biết còn có người khác tham gia chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung. Bọn họ hiểu rõ trong phạm vi Ly Hỏa Thành có bao nhiêu người cạnh tranh, biết hết chi tiết của từng người, tính từ đời tổ tiên. Ánh mắt Lý Viêm Phong càng lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, nhưng khi gã quay đầu thì tự nhiên treo lên nụ cười trưởng bối dành cho vãn bối, mắt lộ tia thưởng thức và trân trọng. Thiên Dương, tuy ngươi từ xa đến, nhưng sau khi ta với tỷ tỷ của ngươi thành hôn thì ngươi cũng xem như người của Ly Hỏa Thành ta. Lý Viêm Phong nhìn chằm chằm một thiếu niên khoảng 15, 6 tuổi đang ngồi ở hàng ghế. Thiếu niên thoáng chốc thành tiêu điểm của toàn trường. Lý Viêm Phong mỉm cười nói. Người trẻ tuổi của Ly Hỏa Thành chúng ta đa số đều là ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên tài thật sự có tạo hóa như thế nào. Tuy người còn nhỏ tuổi nhưng bối phận khá cao, hãy đi xuống triển lãm cho con ếch tăng thêm kiến thức. Liễu Khanh khoác lên cánh tay Lý Viêm Phong, thúc giục. Thiên Dương, còn không mau đi. Mọi người nghe hiểu. Thiếu niên tên Liễu Thiên Dương này là đệ đệ của Liễu Khanh thì tất nhiên cũng đến từ Lôi Tôn. Phú, đệ đệ của phu nhân cũng có thể tính vào Ly Hỏa Thành. Ý của thành chủ là cho đệ đệ của phu nhân cạnh tranh Viêm Hoàng lệnh. Đây là chợt nảy ra ý tưởng hay đã sớm dàn xếp? Nhiều người càng ngẫm kỹ càng thấy sợ, vì sự sắp xếp này rõ ràng không phải chợt nảy ý. Rất có thể hôm nay Lý Viêm Phong vốn không định đưa Viêm Hoàng lệnh cho nhị nhi tử Lý Tử Phong, hèn gì gã lập thế tử trước nhưng không nói gì thêm. Hai nhi tử cạnh tranh với nhau, nhưng Viêm Hoàng lệnh đã chuẩn bị đưa cho đệ đệ của phu nhân mới. Đa số người không dám nói ra sự thật này, cũng không dám hỏi. Trong phút chốc toàn trường tĩnh lặng, mọi người nhìn chằm chằm thiếu niên đến từ Lôi Tôn Phủ đứng lên rời khỏi Thính Phong Lâu. Khi thiếu niên xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, chỉ với ánh mắt đầu tiên đã khiến tất cả nhìn ra, so với đám thiên tài của Ly Hỏa Thành thì thiếu niên mới thật sự là rồng phượng trong cõi người. Thoạt trông thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn Lý Tử Phong, da trắng bệch, khuôn mặt hơi giống Liễu Khanh, anh tuấn sáng sủa. Đặc biệt đôi mắt phát sáng như đá quý. Bắt mắt nhất là khí chất của thiếu niên, đó là khí chất quý tộc bẩm sinh, chỉ có cự phách một phương như Lôi Tôn Phủ mới có thể nuôi dưỡng ra thiên tài như vậy được. So với thiếu niên thì Lý Tử Phong kiêu căng to mồm rơi xuống cấp thấp. Thiếu niên tên Liễu Thiên Dương bày ra cái gọi là quý khí của tử đệ thế gia lớn, cho cảm giác cao cao tại thượng không thể với tới. Mọi người nhìn thiếu niên đi ra, trong mắt tràn đầy tán thán. Nhân vật như vậy đúng là khiến người ta lãng quên những người trẻ tuổi của Ly Hỏa Thành. Liễu Khanh sửa sang vạt áo cho thiếu niên, dịu dàng nói. Thiên Dương, muốn Viêm Hoàng lệnh thì phải tự mình giành lấy. Vâng thưa tỷ tỷ, đa tạ tỷ phu. Thiếu niên nói năng khéo léo, trông ngoan ngoãn lễ phép, nhưng nghĩ đối phương yếu đuối thì sai mười mươi. Những người có mặt đều biết sự xuất hiện của Liễu Thiên Dương mang ý nghĩa thế nào. Gừng càng già càng cay. Lý Thiên Mệnh cho rằng đánh bại Lý Tử Phong là có thể lấy được Viêm Hoàng lệnh, đòi lại tôn nghiêm từ chỗ Lý Viêm Phong. Nhưng hắn không đoán trước sự tồn tại của Liễu Thiên Dương, càng không đoán được hôm nay Lý Viêm Phong muốn đưa Viêm Hoàng lệnh cho ai. Mọi người xem ánh mắt Lý Viêm Phong thưởng thức, trân trọng nhìn Liễu Thiên Dương là biết sớm có quyết định này. Gã chưa từng tỏ ra xem trọng hai nhi tử nhiều bằng thiếu niên này. Nói thật ra Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình đánh giá thấp sự vô sỉ của Lý Viêm Phong. Người này thật giỏi. Quan trọng hơn là Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ khuôn mặt tuấn tú đẹp như thiếu nữ của Liễu Thiên Dương, hắn cảm thấy hơi quen mắt. 3 năm trước, yêu nghiệt Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ có nhiều người tháp tùng đi theo,
lứa tuổi 11, 12 đều có. Người trước mắt tuy đã lớn nhưng Lý Thiên Mệnh lờ mờ nhớ ra bộ dạng của gã vào 3 năm trước. Đúng vậy, từ 3 năm trước Lý Thiên Mệnh đã gặp Liễu Thiên Dương. Liễu Thiên Dương được cho phép, trước bao ánh nhìn gã nhảy xuống Thính Phong Lâu, đôi mắt trong suốt phát sáng nhìn Lý Thiên Mệnh chằm chằm. Lý Thiên Mệnh, 3 năm trước ta có mặt ở hiện trường khi Tiêu Đình ca ca xử tử thú bản mệnh của người. Quả nhiên là gã. Khoảnh khắc tuyệt vọng đó Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ tất cả người của Lôi Tôn Phủ, hắn nhớ rõ mọi kẻ thù, bao gồm đứa nhóc này. Đương nhiên đến ngày nay Liễu Thiên Dương không còn là đứa nhóc nữa. Liễu Thiên Dương đáp xuống Thính Phong Đài, nói ra lý do gã xuất hiện ở đây hôm nay. Viêm Hoàng lệnh lẽ ra sắp thuộc về ngươi, nhưng tiếc rằng muốn lấy được Viêm Hoàng lệnh trong hoàn cảnh cạnh tranh ở Diễm Đô quá khó khăn, nên ta mưu lợi lấy thân phận Ly Hỏa Thành vào Viêm Hoàng học cung. Tỷ phu hiện giờ của gã là thành chủ Ly Hỏa Thành nên đương nhiên có thể dùng thân phận này lấy Viêm Hoàng lệnh. Nghe câu trên là biết Lý Tử Phong hôm nay là thằng hề, gã cùng lắm chỉ có thể lấy vị trí thế tử chứ đừng mơ về Viêm Hoàng lệnh. Thiên tài đến từ Lôi Tôn Phủ này cũng là núi cao mà Lý Tử Phong không thể leo qua. Khóe môi Liễu Thiên Dương hơi nhếch lên. Có vẻ như người muốn mạnh mẽ trở về, biểu hiện cũng khá tốt, tiếc rằng là hồi quang phản chiếu. Tiêu Đình ca ca không giết ngươi vì muốn ngươi mang theo hy vọng vùng vẫy hấp hối, rồi lại không để hy vọng đó tan vỡ, như vậy mới thú vị, đúng không nào? Liễu Thiên Dương không phải người thiện lành, từng câu gã nói đều xoáy sâu vào tim Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh muốn trở về học cung vì tìm đám thiên tài của Lôi Tôn Phủ, kết quả có một con tôm nhỏ từ Lôi Tôn Phủ đi tới Ly Hỏa Thành. Lý Thiên Mệnh nheo mắt nói. Đúng là rất thú vị, ta thích nhất chơi trò nghịch thiên sửa mệnh. Cuối cùng để các ngươi đập nát bong bóng hy vọng của ta đây mới thấy sướng, đúng chứ? Liễu Thiên Dương vừa nói vừa dẫn ra thú bản mệnh của mình. Tinh thần tự diễu của ngươi khá lắm. Thôi ta không lãng phí thời gian nữa, cho ngươi xem 3 năm nay ta đã tiến bộ bao nhiêu. Ly Hỏa Thành lấy loài chim đứng đầu, hôm nay trên mảnh đất này bỗng xuất hiện một con báo săn mình đầy tia điện. Đó là một con báo săn to lớn mà mạnh mẽ, có nanh vuốt sắc bén, tia điện đi đùng răng khắp người. Hơi thở hung thần bạo loạn mà bàng bạc chấn động nhiều người ngay khi nó ra sân. Đây là thú bản mệnh ngũ giai thiểm điện báo, thú bản mệnh loài thú chạy bốn chân hệ lôi điện. Thiểm điện báo mang sức sát thương mạnh hơn chim đại bàng bốn cánh vàng của Lý Thiên Mệnh. Nói thật ra để được gọi là thiên tài trong Lôi Tôn Phủ thì có thủ bản mệnh khởi bước đều là ngũ giai. Liễu Thiên Dương mỉm cười hỏi. Ta 15 tuổi đã là thủ mạch cảnh đệ cửu trọng, cách linh nguyên cảnh chỉ có một bước. Đây không phải chênh lệch giữa ta và ngươi mà là khoảng cách giữa Lôi Tôn Phủ Diễm Đô với Ly Hỏa Thành. Nên hôm nay ngươi giãy giụa hấp hối sẽ tặng một trận thua thảm cho ta chứ. Trong nụ cười đó cất giấu sự kiêu ngạo đến từ gia tộc và huyết mạch, còn có niềm tin vào thực lực của mình. Thủ mạch cảnh đệ tứ trọng đối chiến với thú mạch cảnh đệ cửu trọng. Không ai mơ tưởng viễn vông như vậy, đây không phải dũng mãnh mà là ngu xuẩn. Lý Thiên Mệnh cảm giác khí thế của đối phương. Biết nếu đánh nhau thì sẽ bị người ta đè đầu đánh. Lý Thiên Mệnh có thể đánh bại Lý Tử Phong một phần nhờ vào thuộc tính hỏa của đối phương, nhưng người trước mắt là tia chớp sấm sét. Đừng nói bản thân Lý Thiên Mệnh, tiểu hoàng kê bây giờ còn chưa mạnh, không thể nào một hơi nuốt trọn thiểm điện báo. Liễu Thiên Dương đẩy trường. Không nói chuyện vậy thì nếm mùi đi. Một trường phong vân động uy lực của một trường này bộc phát từ thú nguyên của thú mạch cảnh đệ cửu trọng. Trong phút chốc sấm chớp đi đùn. Bão tố rông gió dâng lên từ Thỉnh Phong Đài khí chàng khủng bố trực tiếp chân áp. Đây là một trường khiến người nghẹt thở. Một trường hùng hồn của đối phương buộc Lý Thiên Mệnh liên tục lùi ra Thỉnh Phong Đài, sóng khí cuồng bạo ập đến, bão tổ vô tận lại chân áp khiến hắn lùi 30 bước. Cách biệt quá lớn. Chênh lệch năm trọng cảnh giới chân áp, điều Lý Thiên Mệnh có thể làm là đứng vững trong gió bão. Lửa đốt cháy trong tim, nhưng Lý Thiên Mệnh không mất lý trí. Nhẫn nhịn và nằm gai nếm mật 3 năm dạy cho hắn thế nào là săn bắn thật sự. Thợ săn mạnh chưa bao giờ đối kháng ngay mặt khi mãnh thú khỏe nhất, đợi khoảnh khắc tốt nhất mới đánh ra một kích chí mạng. Kết cục hôm nay không thể sửa đổi, hắn không cách nào thực hiện mục tiêu cuối cùng. Nhưng ít ra Lý Thiên Mệnh đã chứng minh bản thân, dạy cho Lý Tử Phong bài học, khiến Lý Viêm Phong một khoảnh khắc vì mất mặt mà quê quá hóa giận, khiến gã thầm cay cú mình, khiến gã không bao giờ xem hắn là phế vật có thể tùy tiện vứt bỏ nữa. Lúc rơi xuống đất, Lý Thiên Mệnh ngước đầu lên. Liễu Thiên Dương ngồi trên thiểm điện báo, từ trên cao nhìn xuống hắn, thản nhiên nói. Người vẫn là rác rưởi, thú nguyên hiện nay cùng lắm giữ được trình độ thủ mạch cảnh đệ lục trọng.
thủ bản mệnh nhất giai, cuộc đời ngươi dừng lại ở đây. Lý Thiên Mệnh, nếu ngươi chỉ được bấy nhiêu thì không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Ta lười đánh ngươi, xéo đi. Nhìn Lý Thiên Mệnh bị Liễu Thiên Dương áp chế, mọi người chỉ có thể lắc đầu. Chênh lệch giữa Ly Hỏa Thành và Lôi Tôn Phủ quá lớn. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Tử Phong không cách nào lấp khoảng trống này. Liễu Thiên Dương nhỏ tuổi hơn Lý Tử Phong nhưng lại cao hơn gã hai trọng cảnh giới. Mọi người vốn tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ chán ngán thất vọng, nào ngờ hắn bình tĩnh nói. Ta đi cũng được, nhưng có một câu muốn hỏi người. Không ai thấy ánh mắt Lý Thiên Mệnh nhìn Liễu Thiên Dương tràn ngập hung hãn và lạnh lùng, tất cả giấu sâu nơi đáy mắt, hắn nhớ kỹ bị một trưởng này trấn áp. Liễu Thiên Dương nói, ngươi cứ hỏi. Thiểm điện báo của gã thiếu kiên nhẫn gầm nhẹ, tiếng gầm trầm thấp nặng nề khiếp hồn người. Lý Thiên Mệnh ngẩng cao đầu hỏi, khi nào ngươi rời khỏi Ly Hỏa Thành? Lý Viêm Phong còn không hù sợ được hắn chứ đừng nói đến Liễu Thiên Dương này. Liễu Thiên Dương ngẫm nghĩ trả lời, khoảng một tháng, tỷ tỷ của gã thành thân, gã lấy được Viêm Hoàng lệnh nên chẳng cần ở lại đây lâu. Lý Thiên Mệnh cảm giác bấy nhiêu thời gian đã đủ. Rất tốt, một tháng sau, ở chỗ này, ta sẽ đánh nát mặt của ngươi ra. Nếu thua, ngươi phải đưa Viêm Hoàng lệnh cho ta, có dám không? Lý Thiên Mệnh nói câu này làm mọi người trợn tròn mắt. Hắn đã chủ động nhận thua, đối phương thiên tư tung hoành, một tháng sau sẽ càng mạnh nữa. Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào thủ bản mệnh nhất giai kéo dài hơi tàn, hắn có tư cách gì nói ra lời như vậy? Nói như thế trong vòng một tháng hắn có thể tiến bộ nhanh chóng mặt. Liễu Thiên Dương bật cười. Ngươi lấy cái gì cá với ta? Ngươi có cái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Ta có một cái mạng. Liễu Thiên Dương cao giọng nói. Được, ta đồng ý. Hứa nghịch tử như ngươi, tỷ phu của ta sinh ngươi ra, nuôi ngươi, dạy ngươi tu luyện, cho ngươi thành tài nhưng ngươi bước vào lạc lối, bị đình ca của ta khiển trách vẫn không biết hối cải. Hôm nay là ngày vui của tỷ phu ta mà ngươi đến quấy rối, đúng là thứ ăn cháo đá bát. Ngươi dám đến chịu chết, ta sẽ giúp tỷ phu đại nghĩa diệt thân, trừ bỏ nghịch tử nhà ngươi, trả lại yên bình về sau cho tỷ phu. Tuy Liễu Thiên Dương còn trẻ nhưng lời nói toát ra sự dứt khoát cứng rắn, các cao tầng Ly Hỏa Thành nghe mà không nhịn được giơ ngón tay cái. Lý Thiên Mệnh bật cười. Nói thật êm tai, quan trọng là Liễu Thiên Dương nói xong câu đó mà sắc mặt Lý Viêm Phong lạnh nhạt không có phản ứng gì, đây mới là điều mỉa mai nhất. Lý Thiên Mệnh gần như cho rằng mình không phải con ruột của Lý Viêm Phong. 3 năm nay Lý Thiên Mệnh từng hỏi vệ tịnh, mẫu thân chưa bao giờ nói dối, hắn buộc phải thừa nhận mình mang dòng máu của Lý Viêm Phong. Thật mỉa mai, thật buồn cười. Một người ngoài đến từ Lôi Tôn Phủ muốn giúp gã đại nghĩa diệt thân mà gã không có chút phản ứng, còn ôm eo tỉ tỉ của người ta ngoài kia, đứng ở chỗ cao lạnh lùng nhìn hắn. May mắn Lý Thiên Mệnh đã tuyệt vọng với Lý Viêm Phong từ lâu nên không thấy khó chịu, hắn chỉ muốn bật cười. Lý Thiên Mệnh nghĩ rằng làm phụ thân mà làm được như thế này cũng cao siêu, đụng phải người này xem như tăng kiến thức, hắn được lợi rồi. Ít nhất hắn giữ được cơ hội lấy Viêm Hoàng lệnh, có như vậy hắn mới đi Viêm Hoàng học cung được, mới buộc Lý Viêm Phong tiễn bọn họ ra thành. Còn về biến cố hôm nay, với thủ đoạn của Lý Viêm Phong cùng lắm khiến thời gian kéo dài một chút. Tội nghiệp nhất là Lý Tử Phong, gã chẳng những bị Lý Thiên Mệnh đánh bại còn thật sự vuột mất cơ hội sở hữu Viêm Hoàng lệnh. Lý Tử Phong ngơ ngác nhìn Liễu Thiên Dương, gã đã cảm nhận được mùi vị bị phụ thân vứt bỏ của Lý Thiên Mệnh ngày xưa. Quả nhiên, làm người thì không thể quá đắc ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn muốn trong vòng một tháng khiêu chiến với Liễu Thiên Dương, lại giành lấy Viêm Hoàng lệnh. Ngươi cảm thấy có thể làm được không? Thành chủ đã nói hẳn đang dựa vào tu vi trước kia, cả đời dừng bước ở thú mạch cảnh. Vậy tại sao hắn còn vênh váo như vậy? Làm ta tưởng hắn thật sự có thể khiêu chiến với thiên tài của Lôi Tôn Phủ. Ngươi không hiểu đâu, phải bỏ lại câu hăm dọa rồi mới đi, chứ chẳng lẽ như con chó bỏ lê ra ngoài. Đám người bật cười, nhưng ánh mắt thương hại một lần nữa nhìn Lý Thiên Mệnh. Kết quả hắn vẫn là kẻ đáng thương, là trò hề ảo tưởng nghịch thiên sửa mệnh. Hèn gì Liễu Thiên Dương khinh thường hắn. Chỉ mình Lý Thiên Mệnh biết có phải mình buông lời hăm dọa sáo rỗng hay không. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Viêm Phong lần cuối. Trên thính phong lâu, nam nhân kia vẫn ôm vưu vật trẻ tuổi, hai người thoải mái cười nói. Hôm nay Lý Thiên Mệnh đem đến tất cả mất mặt cho Lý Viêm Phong đều bị sự xuất hiện của Liễu Thiên Dương nhẹ nhàng đánh tan. Nhưng sẽ kết thúc như vậy sao? Có lẽ trò hay còn tiếp. Có cần lâu đến một tháng trời không?
Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi trước bao ánh nhìn. Hắn có thể ngóc đầu trở lại một lần thì có thể lặp lại lần thứ hai, thứ ba. Cho đến ngày hắn lấy được Viêm Hoàng lệnh, rời khỏi Ly Hỏa Thành trong sự đưa tiễn cung kính của Lý Viêm Phong, bước lên con đường báo thù. Tuy diễn ra nhạc đệm không mấy vui vẻ nhưng không ảnh hưởng không khí vui mừng, náo nhiệt trong phủ thành chủ hôm nay. Chọn lựa trúng tuyển Viêm Hoàng học cung kết thúc, Lý Viêm Phong nhiệt tình chiêu đãi khách mời. Phu nhân thành chủ mới ứng xử khéo léo. Bữa tiệc rượu tổ chức long trọng, rộng rãi, Lý Viêm Phong chiêu đãi làm mọi người quên lúc ban ngày suýt bị đại nhi tử phá rối việc vui của gã. Chớp mắt đã đến đêm khuya. Sâu trong Ly Minh Các của Lý Viêm Phong, gã mặc đồ đỏ tân lang, tuy đã lớn tuổi nhưng có ưu điểm khí chàng hùng hậu, tu vi mạnh mẽ. Đại nhân vật như vậy phối với vư vật tuyệt thế Liễu Khanh cho cảm giác trời sinh một đôi. Hai người ngồi đối diện với nhau. Trời đã khuya vắng người, khách khứa đi hết rồi, một ngày bận rộn rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Đêm động phòng hoa trúc, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Lý Viêm Phong cầm ly rượu, Liễu Khanh rót rượu cho gã. Hai người nhâm nhi mấy ly, không khí lãng mạn. Liễu Khanh uống rượu, gò má hơi hồng như mật đào nước chín mọng, ngọt chảy nước. Tiếc rằng Lý Viêm Phong ngồi nghiêm chỉnh, cực kỳ nghiêm túc, bình tĩnh như thể người ngồi trong lòng vẫn không loạn. Phong ca, chuyện sau này của Thiên Dương nhờ vào Phong ca, muội muội kính Phong ca một ly. Liễu Khanh lại rót rượu, ngón tay thuôn mảnh cầm ly rượu chân dài in hoa văn thanh hoa, kề môi son vào mép ly uống một hơi cạn sạch. Cần cổ thon dài trắng nõn đặc biệt động lòng người dưới ánh nến đung đưa. Lý Viêm Phong cũng uống một ly, nói. Không thành vấn đề, với quan hệ của ta và Lôi Tôn Phủ thì việc của Thiên Dương cũng là chuyện của ta, muội muội cứ yên tâm. Liễu Khanh cảm khái. Không phải không yên tâm, chủ yếu là cạnh tranh hơi kịch liệt. Hơn nữa thần nguyên có thể xúc tiến phẩm cấp thú bản mệnh tiến hóa, nó quá quý giá. Hai chúng ta đều biết tiến hóa phẩm cấp thú bản mệnh mang ý nghĩa thế nào. Lý Viêm Phong nghiêm túc gật đầu nói. Đúng là rất quý giá, phẩm cấp của thú bản mệnh hầu như quyết định cực hạn thiên phú và tu luyện của bất cứ ngự thú sư nào. Thú bản mệnh của Thiên Dương được ngũ giai, xem như đỉnh cao trong Ly Hỏa Thành, nhưng về sau đi Viêm Hoàng học cung chỉ xem như xếp chót nhất. Nếu có thể tiến hóa trở thành thủ bản mệnh lục giai thì đủ cho hắn tương lai có cơ hội vào thiên phủ, địa vị của nhà các người trong Lôi Tôn phủ cũng sẽ tăng lên nhiều. Khi nói chuyện Lý Viêm Phong nhìn ly rượu trong tay, loay hoay ngắm nghía. Liễu Khanh lại rót đầy ly cho Lý Viêm Phong, nàng chớp chớp đôi mắt đa tình. Từ xưa đến nay trong thiên địa mỗi khi sinh ra một thần nguyên là sẽ bị tranh giành. Thần nguyên lần này tuy là sơ cấp nhất nhưng ngàn kim khó mua được. Phong ca. Nó sinh ra trong Hỏa Lăng Sơn là may mắn của chúng ta. Hỏa Lăng Sơn bao quanh Ly Hỏa Thành, nằm trong địa bàn của Phong Ca. Phong Ca nắm rõ địa hình Hỏa Lăng Sơn trong lòng bàn tay, chỉ có Phong Ca mới giúp Thiên Dương tìm đến thần nguyên hiếm thấy, cho thiểm điện báo của Thiên Dương tiến hóa được. Lý Viêm Phong híp mắt cảm khái. Hỏa Lăng Sơn quá lớn, đầy dãy rừng sâu núi thẳm, khe sâu vực thẳm. Trong đó có nhiều mãnh thú ẩn núp, sinh sống trong Hỏa Lăng Sơn đều là mãnh thú hung tàn. Đều có thần thông thức tỉnh khó chơi, để Thiên Dương vào một mình đúng là rất nguy hiểm. Lôi Tôn Phủ dùng cách này để tiểu bối cạnh tranh, khiến bọn họ trưởng thành trong tôi luyện, hèn gì được thiên tài lớp lớp. Liễu Khanh đá mắt đa tình nói. Đúng vậy, lần này cạnh tranh thật sự kịch liệt, đệ tử có tư cách trong tộc tổng cộng 7 người, may mắn thực lực của Thiên Dương chiếm chút ưu thế trong số họ, cộng thêm bên chúng ta có Phong Ca trợ giúp thì xác suất thắng lớn hơn người khác nhiều. Lý Viêm Phong hỏi. Đệ tử cùng tuổi khác trong Lôi Tôn Phủ sẽ đến vào lúc nào? Đi theo bọn họ chắc đều là cường giả của Lôi Tôn Phủ. Sẽ đến trong hai ngày này, vì hôn sự với Phong Ca nên ta mới được phép đến trước. Những hài tử kia đều có cường giả bảo vệ, nhưng hễ vào Hỏa Lăng Sơn, bọn họ ra tay sẽ bị Lôi Tôn Phủ hạn chế, khi đó thử thách bản lĩnh của bọn nhỏ là chính. Nhưng Phong Ca quen thuộc Hỏa Lăng Sơn nên sẽ giúp được nhiều. Vậy là ba ngày sau hai chúng ta mang theo Thiên Dương chính thức đi vào Hỏa Lăng Sơn. Đúng rồi, khi đó mọi người cùng nhau vào. Lý Viêm Phong gật gù, lại cảm khái. Thần nguyên chia 4 loại thiên, địa, huyền, hoàng. Thần nguyên cấp hoàng cơ bản nhất sinh ra trong thiên địa đã có thể cho thủ bản mệnh tiến hóa đến thất giai. Thần nguyên huyền diệu như vậy mà đến nay không ai nói ra lai lịch của nó được, chỉ có thể cho rằng là thượng thần ban cho. Thần nguyên đỉnh cấp đúng là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, thần nguyên lần này chỉ là loại bình thường, còn chưa đến cấp hoàng nữa là. Nhưng hễ thần nguyên ra đời thì hầu như bị tranh giành,
may mắn Lôi Tôn Phủ ta tin tức nhanh nhạy mới biết mau vậy. Nhắc đến Lôi Tôn Phủ là mắt Liễu Khanh ánh lên tia tự hào. Lý Viêm Phong biết dù gả về đây thì nàng vĩnh viễn là người của Lôi Tôn Phủ chứ không phải Ly Hỏa Thành, nhưng chẳng sao, vì gã bây giờ cũng là người của Lôi Tôn Phủ. Liễu Khanh chợt hỏi. Phải rồi, ta chợt nhớ một việc, Phong ca không cảm thấy thú bản mệnh gà con của đại nhi tử của Phong ca mạnh vượt sức tưởng tượng sao? Ý ta là giá trị cực hạn của thú bản mệnh nhất giai có lẽ không đến trình độ này. Lý Viêm Phong đáp. Nhìn từ mặt ngoài thì con gà này còn chưa phải thú bản mệnh nhất giai, nhưng hắn dù sao từng có chút thiên phú, ta đoán cũng vì vậy nên miễn cưỡng có loại hiệu quả này. Ta chưa xem kỹ đốm sáng trong mắt gà con kia, có lẽ sẽ có hai hoặc ba đốm sáng. Liễu Khanh trầm ngâm nói. Đúng rồi, nếu là thủ bản mệnh nhị giai hoặc tam giai thì hợp lý hơn. Lý Viêm Phong chốt một câu. Không nhắc đến người này nữa, để hắn tự sinh tự diệt đi. Liễu Khanh lại gần ngồi trên đùi Lý Viêm Phong. Đúng rồi, ba năm trước Phong ca suýt được Lôi Tôn Phủ thừa nhận, nếu không phải bị nhi tử này quấy rối thì Phong ca không chỉ có địa vị cỡ này. Lý Viêm Phong hừ mũi. Khi Lý Thiên Mệnh từ phủ thành chủ về nhà thì bầu trời sáng sủa đã lác đác giọt mưa. Hắn vào sân nhà, mưa bay lất phất thấm ướt cỏ cây. Mẫu thân. Lý Thiên Mệnh đang lo mẫu thân sẽ chờ đợi trong cơn mưa, nhưng hắn đã lo nghĩ nhiều, khi trở về thì thấy mẫu thân ở trong phòng, chìm trong giấc mộng từ lâu. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Tâm trạng thật tốt. Hắn ở bên ngoài chiến đấu vì tôn nghiêm, còn mẫu thân thì ngủ ngon lành. Lý Thiên Mệnh ngồi bên giường chờ, mãi khi màn đêm buông xuống mẫu thân mới tỉnh lại. Nhìn Lý Thiên Mệnh khỏe mạnh lành lặn ngồi bên giường, Vệ Tịnh cười ngượng ngùng, hỏi. Viêm Hoàng lệnh đâu, có phải chúng ta nên rời đi rồi không? Lý Thiên Mệnh nghe vậy không biết nên nói cái gì, mẫu thân quá tin tưởng vào hắn. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói. Vốn đã đánh Tử Phong một trận, nhưng xảy ra chút trục trặc nên nhi tử không lấy được Viêm Hoàng lệnh. Trục trặc gì? Lý Thiên Mệnh kể lại về Liễu Thiên Dương. Vệ Tịnh cau nhau như đứa trẻ. Còn phải đợi một tháng sao, nương thân không chờ lâu vậy được. Ly Hỏa Thành quá nóng, ta muốn đi phương Bắc ở lại. Lý Thiên Mệnh nói. Một tháng cũng chưa chắc làm được, nhi tử không đánh lại tên kia. Vệ Tịnh cười nghịch ngợm nói. Ta mặc kệ, nhiều nhất chỉ cho ngươi một tháng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Rồi rồi, ai kêu mẫu thân nói mạnh miệng, chờ khi nhi tử thua. Tiểu hoàng kê bị người nhai như đồ nhắm rượu, khi đó mẫu thân sẽ biết cái gì là hiện thực tàn khốc. Tiểu hoàng kê ở bên cạnh nhảy vọt lên, kiêu ngạo nói. Nhảm nhí, con mèo to đó mà muốn ăn lão tử đập dẹp nó ra. Lý Thiên Mệnh khinh thường nói. Đừng nói phét, hôm nay ai nhát như con chuột hả? Tiểu hoàng kê nghiêm trang nói. Gì, ngươi nhìn lầm rồi, đó không phải là ta, khi đó ta đang tính cắt cổ nó. Kết quả ngươi mặt dày mày dạn kéo ta lại, xin ta bỏ qua cho nó. Ta thấy ngươi nói tha thiết quá, lòng vô cùng cảm động nên quyết định cho con mèo bự đó sống lâu thêm một tháng. Vệ Tịnh trìu mến nhìn chú gà con. Đúng rồi, ta tin tưởng bé gà, nó rất giỏi. Tiểu hoàng kê nhảy vào lòng ngực Vệ Tịnh, vênh váo liếc Lý Thiên Mệnh. Chỉ có nương nhà ta là có ánh mắt, không như Lý Thiên Mệnh kia, mắt chó xem thấp người. Là xem thấp gà có được hay không? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, cái con này tự nhiên không biết ngượng là gì. Biến đi, đó là nương của ta chứ không phải của ngươi. Nương của ta không sinh ra gà con nhà ngươi. Tiểu hoàng kê kiêu ngạo cãi lại. Vớ vẩn, ta đi ra từ không gian bản mệnh của ngươi, khi người sinh ra thì ta đã ra đời, nếu ta không phải nương nhà mình sinh chứ chẳng lẽ do người sinh ra. Nói cũng, có lý, dù sao Lý Thiên Mệnh và đa số ngự thú sư đều xem thú bản mệnh như huynh đệ tỉ muội ruột. Thậm chí cùng nhau kề vai chiến đấu, tu luyện khiến tình cảm sâu sắc hơn. Trước kia Lý Thiên Mệnh xem Kim Vũ quan trọng hơn mạng sống của mình, giờ hắn mới ở chung với tiểu hoàng kê mười mấy ngày nhưng dù gì huyết mạch liền nhau, tình cảm sống chết có nhau. Lý Thiên Mệnh chợt nảy ý. Này, ngươi đã nhận nương vậy hãy để nương thân đặt cho ngươi một cái tên, cứ kêu ngươi là gà con thì ngươi cũng không thích nghe. Tiểu hoàng kê đắc ý nói. Tên hả, ta tên Phượng Hoàng Luyện Ngục Vĩnh Hằng. Lý Thiên Mệnh nói, tên dài quá, tình nghi là cố câu chữ, đặt cho ngươi nhũ danh thì tốt hơn. Nương thân đặt tên cho nó được không? Đúng vậy, tác giả chắc chắn ý đồ muốn câu chữ đây mà tên gì dài thòn lòn dịch cũng biết mệt chớ. Vệ Tịnh là người có văn hóa, giỏi đặt tên,
cái tên bá đạo của Lý Thiên Mệnh do nàng đặt ra, mang ý nghĩa mệnh cách của trời. Để ta đặt, Vệ Tĩnh nâng Tiểu Hoàng Kê lên, ngẫm nghĩ rồi cười nói. Thiên Mệnh sống trong bóng tối suốt 3 năm, người xuất hiện đưa Thiên Mệnh thấy lại ánh sáng, thân thể của ngươi nhỏ bé, bây giờ cũng rất yếu ớt, nhưng trên người của người lấp lánh ánh sáng như đom đóm trong bóng đêm, nên lấy tên Huỳnh Hỏa cho ngươi chịu không? Vệ Tĩnh bổ sung thêm. Chữ Huỳnh trong Huỳnh Hỏa là lót trong chữ Hỏa. Tiểu Hoàng Kê ngẩn ngơ. Tên của ta là Huỳnh Hỏa. Có lẽ nó đã sinh ra cảm giác đặc biệt với cái tên này. Lý Thiên Mệnh cười trêu. Tên này không lưu manh cũng không đủ tiện, không phù hợp hình tượng của nó. Tiểu Hoàng Kê sốt ruột nói, muốn bay lại mổ chết hắn. Dẹp ngươi đi, lão tử muốn tên này. Ha ha ha. Từ đây quyết định Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng có tên riêng là Huỳnh Hỏa. Hôm nay Lý Thiên Mệnh chưa có thành công như ý định, hắn chưa bắt Lý Viêm Phong cúi đầu trước mình, hắn cứ nghĩ mẫu thân sẽ rất khó chịu. Nhưng không ngờ mẫu thân đón nhận thoải mái, Tiểu Hoàng Kê vui vẻ chọc cười, hắn cũng chìm trong cảm xúc sung sướng. Khoảnh khắc này cho Lý Thiên Mệnh biết rõ hơn cảm giác gia đình là gì. Là mẫu thân vô cùng trân trọng mình, sợ mình khó chịu nên giả vờ không quan tâm mọi thứ, tràn ngập tin tưởng vào hài tử. Là huynh đệ có thể cười đùa đánh nhau nhưng tay chân tình thâm, cùng sống cùng chết. Sau này hắn sẽ có càng nhiều huynh đệ tỉ muội, trong không gian bản mệnh còn 9 quả trứng có một quả đã nhúc nhích, Lý Thiên Mệnh rất mong trở thành viên mới ra đời. Điều tiếc nuối duy nhất là mẫu thân dưới ánh nến càng già nua, Lý Thiên Mệnh rất sợ, vì hắn không biết khi nào mình sẽ mất đi mẫu thân. Điều này làm hắn khó chịu còn hơn mình chết đi. Trong đêm khuya, Lý Thiên Mệnh vắt óc suy tư. Thanh linh thảo đã hết, đây là thứ duy nhất cho mẫu thân sống cảm thấy dễ chịu một chút. Tạm gác việc Liễu Thiên Dương và Viêm Hoàng lệnh lại, mình phải vào Hỏa Lăng Sơn một chuyến để xem có thể hái được thanh linh thảo hay không. Trước kia tu vi chưa phục hồi, mỗi lần đến ngoài rìa Hỏa Lăng Sơn đều cửu tử nhất sinh nên mẫu thân không cho đi, giờ tu vi của mình phục hồi nhiều, chắc mẫu thân sẽ không phản đối nữa. Thanh linh thảo không phải thảo dược quý giá gì, chủ yếu là vì nó rất thưa thớt, không có ích gì với đa số người nên khó mua ở chợ, chỉ có thể đi Hỏa Lăng Sơn cầu may. 1-2 ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị vật dụng hàng ngày cho mẫu thân đủ dùng một đoạn thời gian. Tuy thú bản mệnh của mẫu thân cũng bị bệnh nhưng vào phút then chốt chắc có thể giúp đỡ mẫu thân đôi chút. Ngày lên đường, Vệ Tinh lưu luyến dặn dò. Hái được hay không đều không sao, nhưng nhớ sớm trở về. Vệ Tinh biết mình không còn nhiều thời gian, nàng hy vọng trong thời gian ít ỏi này có Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh mình. Nhi tử biết. Lý Thiên Mệnh nói xong 3 chữ này thì xuất phát. Hỏa Lăng Sơn thế núi hiểm trở, đầy dãy rừng sâu núi thẳm, mãnh thú ẩn giấu, rắn rết khắp nơi. Ở đây là chiến trường mạnh ăn thịt yếu cực kỳ tàn khốc. Dưới lớp đất bùn cháy đen và lá khô ẩm ướt kia không biết chôn bao nhiêu thi cốt của người với thú. Đặc biệt vào ban đêm trướng khí dày đặc, tầm mắt bị che chắn, sâu độc mãnh thú sẽ đột ngột nhảy ra nhào lên người. Lý Thiên Mệnh vòng quanh ngoài rìa Hỏa Lăng Sơn 2 ngày, nơi này thường có bóng người, linh thảo thần dược hầu như bị hái sạch, nên hắn tài cao gan lớn quyết định vào sâu bên trong. Không biết ở Diễm Đô có bán thanh linh thảo không? Nếu không có thì mình phải chuẩn bị nhiều chút. Diễm Đô là thủ đô của Chu Tước Quốc, Viêm Hoàng Học Cung và Lôi Tôn Phủ đều ở trong Diễm Đô, Chu Tước Vương tộc thống trị nguyên Chu Tước Quốc tự nhiên cũng ở chỗ đó. Lý Thiên Mệnh vất vả kiếm 2 ngày nhưng chỉ tìm được 1 gốc thanh linh thảo. Hy vọng trong rừng sâu sẽ có nhiều một chút. Rừng sâu vô cùng nguy hiểm, một số ngự thú sư lớn tuổi đỉnh cao cũng không dám vào sâu trong Hỏa Lăng Sơn mạo hiểm. Đây là Hỏa Linh Chi. Ngày thứ 3 vào rừng sâu, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê phát hiện 1 gốc linh chi quý giá trên vách vực treo leo. Khi ánh nắng chiếu trên linh chi thì cây này thậm chí rực cháy lửa. Tiểu Hoàng Kê vỗ cánh nhỏ bay lên, hái nhanh Hỏa Linh Chi. Để ta. Sau khi lấy được Hỏa Linh Chi, Lý Thiên Mệnh mang theo nó đi ngay. Chạy mau. Dù sao hễ là báu vật thiên địa thì đều có mãnh thú bảo vệ. Linh túy như vậy cũng giúp ích lớn cho mãnh thú. Nhưng mãnh thú rất thông minh, chỉ dám luyện hóa từ từ chứ không dám ăn trọn vẹn, nếu không thì sẽ không thể chịu nổi dược lực, nổ tung chết tại chỗ. Linh khí trong thiên địa đầy đủ, khoáng thạch hấp thu mạch linh khí đều có thể hình thành linh khoáng, càng đừng nói hoa cỏ cây cối. Được linh khí thiên địa đầy đủ nuôi dưỡng quanh năm suốt tháng sẽ làm các hoa cỏ cây cối dần sinh ra thiên văn. Giống như linh khoáng, cỏ cây có thiên văn được gọi là linh túy. Thiên văn gồm 9 màu đỏ, cam, vàng, lục,
lam, tràm, tím, đen, trắng. Linh túy có màu thiên văn càng xếp sau càng quý giá. Thanh linh thảo có thiên văn màu đỏ đơn sơ, là linh túy cấp thấp nhất, nhưng cũng có giá trị thuốc rất lớn. Lý Thiên Mệnh cẩn thận quan sát hỏa linh chi này, hắn phát hiện có một lần thiên văn màu cam, thoạt trông thiên văn màu cam phức tạp, huyền ảo hơn màu đỏ nhiều, chứng tỏ hỏa linh chi này là linh túy nhị giai. Trong khi Lý Thiên Mệnh suy nghĩ hỏa linh chi này có thể bán bao nhiêu tiền thì tiểu hoàng kê trực tiếp xé hỏa linh chi ra hai nửa. Tuyệt quá, chia đôi nào. Hỏa linh chi bị xé ra bắt đầu phát tán được lực. Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Người làm gì vậy? Trực tiếp xé hỏa linh chi là hành động rất lãng phí. Tiểu hoàng kê khinh thường liếc Lý Thiên Mệnh một cái. Ngươi là đồ ngốc à? Lão tử có thể ăn sống linh khoáng chứ nói gì được thảo này. Nó ném một nửa hỏa linh chi cho Lý Thiên Mệnh, sau đó há mỏ mô liên tục, chốc lát sau đã ăn một nửa hỏa linh chi vào bụng. Chủ trương nhà nước ăn chín uống sôi, đừng ăn thô kiểu này nha các đồng chí, v. Tiểu hoàng kê mới khoác lác xong bỗng cả người cháy lửa. Qua, cháy chết ta rồi. Gà con như đạn pháo bắn lên bắn xuống trong rừng sâu, thoạt trông như quả cầu lửa. Thư sướng quá, đúng cảm giác này rồi. Thể chất của tiểu hoàng kê rất đáng sợ. Chịu được dược lực hung mãnh như vậy, chắc nó đang sử dụng luyện ngục vĩnh hằng kinh luyện hóa dược lực của hỏa linh chi. Thú bản mệnh, mãnh thú khác không cách nào ăn sống linh túy kiểu này, ít nhất cần 10 ngày, nửa tháng luyện hóa hấp thụ từ từ. Tiểu hoàng kê khiêu khích nói. Lý Thiên Mệnh, có gan thì cũng sơi tái nó đi, nhưng ta nghĩ người sẽ không có gan, hi hi. Lý Thiên Mệnh cười cười. Ha ha, bị nóng dạ dày chứ có gì, bé gà còn dám ăn thì hắn sợ quái gì. Dù sao có luyện ngục vĩnh hằng kinh và thể chất hiện tại cũng đủ đáng sợ rồi. Lý Thiên Mệnh nhai hỏa linh chi vài lần, khi linh chi vào miệng liền hóa thành dung nham, bắt đầu từ cổ họng bị đốt đến không có cảm giác. Ngay sau đó là dạ dày đau nhức, Lý Thiên Mệnh cảm giác như nuốt dung nham vào họng. Hỏa linh chi quanh năm suốt tháng hấp thu nhiều tinh hoa thái dương mới hình thành thiên văn màu cam, trừ Lý Thiên Mệnh và gà con có thể chất quái vật ra không ai dám hấp thu kiểu này. Nhưng công nhận sức chống cự với lửa của luyện ngục vĩnh hằng thể siêu nghịch thiên, rất nhanh, Lý Thiên Mệnh bốc cháy, biến thành quả cầu lửa to lớn. Đây cũng là cơ hội tu luyện cho hắn. Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng kê đã liên kết thú mạch, khai thông với nhau, dựa vào dược lực lửa hùng hồn chuyển hóa thành thú nguyên luyện ngục vĩnh hằng nóng cháy rồi cùng nhau tiến lên thú mạch cảnh đệ ngũ trọng. Dược lực dung nham hung dũng sau khi chuyển hóa sẽ không tổn thương thân thể nữa, trừ ban đầu đau đến chết đi sống lại, đoạn sau càng lúc càng nhẹ nhàng. Mãi đến khi hắn và gà con hoàn toàn luyện hóa hỏa linh chi này. Không có gì bất ngờ, Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng kê thế như trẻ tre cùng đột phá đến thú mạch cảnh đệ ngũ trọng. Đột phá xong tiểu hoàng kê hăng hái vô cùng, giả bộ than thở nói. Ai, tu luyện cùng ngươi làm ta cảm giác giống như song tu, tởm chết, ta muốn tìm mỹ nữ song tu. Lý Thiên Mệnh bật cười. Dẹp ngươi đi, trong chốn rừng sâu núi thẳm này mà muốn tìm mỹ nữ. Tìm nữ quỷ thì có. Đã lên thú mạch cảnh đệ ngũ trọng, tu vi và sức chiến đấu hiện giờ gần bằng hồi 3 năm trước, tốc độ nhanh vượt sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, đây là tạo hóa lớn nhất mà cự thú hỗn độn thái cổ mang đến. Với cảnh giới, thực lực hiện giờ nếu hắn muốn đánh bại Lý Tử Phong thì chẳng cần dùng đến miễn dịch thuộc tính hỏa. Nhớ đến thiếu niên kia, Lý Thiên Mệnh híp mắt lại. Nhưng vẫn kém hơn Liễu Thiên Dương sở hữu thú mạch cảnh đệ cửu trọng một chút. Đi. Luyện hóa hỏa linh chi xong, cả hai tiếp tục vào sâu bên trong. Lý Thiên Mệnh tháo bao tay trái xuống, hắn muốn vận dụng con mắt thứ ba trên cánh tay hắc ám. Lý Thiên Mệnh phát hiện tầm nhìn của con mắt này rõ ràng hơn đôi mắt trên đầu. Tiểu hoàng kê run giọng nói. Đừng nhìn ta, con mắt của ngươi nhìn làm ta ớn lạnh quá. Mỗi khi đến lúc này Lý Thiên Mệnh sẽ chộp lấy cơ hội cười nhạo nó. Gà bệnh. Tiểu hoàng kê đang định cãi lại thì bỗng phía trước vang tiếng nổ. Nghe như cây to bị đụng ngã xuống đất. Nền đất rung rinh, loáng thoáng nghe tiếng mãnh thú gầm giống. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Là mãnh thú. Tiếng gầm giống của mãnh thú hoàn toàn khác với thú bản mệnh, đó là tiếng gầm không mang theo thần trí. Hắn đến để hái thuốc, không cần thiết đụng độ với mãnh thú. Tuy xác chết của mãnh thú có thể bán đổi tiền, nhưng nếu gây phiền phức lớn sẽ ảnh hưởng việc hái thuốc, nên hắn quyết định rời. Đi. Lý Thiên Mệnh không ngờ tiếng động đằng trước càng lúc càng đến gần chỗ mình, tốc độ siêu nhanh. Hắn thấy cây cối trước mắt không ngừng ngã đổ, mùi máu tanh nồng của mãnh thú bay đến gần hơn. Giờ muốn tránh đi còn kịp,
nhưng giây sau cả người Lý Thiên Mệnh cứng ngắc, hắn như bị đóng đinh tại chỗ, chân chân nhìn đằng trước, đầu óc trống rỗng. Tiểu Hoàng Kê đứng trên đầu Lý Thiên Mệnh, mắt nhìn đăm đăm phía trước, cũng chìm trong ngẩn ngơ. Nữ quỷ. Đúng vậy, mãnh thú xuất hiện, nhưng đằng trước có bóng dáng nhỏ gầy thướt tha bị con thú rượt đuổi. Tiểu Hoàng Kê nói nữ quỷ là hình dung bóng dáng thướt tha kia. Lý Thiên Mệnh rất muốn tát bay Tiểu Hoàng Kê, vì bóng dáng yêu kiều như vậy sao có thể là nữ quỷ được. Đây là tiên nữ mới đúng. Lý Thiên Mệnh đã gặp vô số mỹ nhân trong Viêm Hoàng học cung, nhan sắc của Mộc Tình Tình cực kỳ khuynh thành tuyệt thế. Bên Diễm Đồ hội tụ mỹ nhân toàn Chu Tước Quốc, thiên phú cao nhất, thân thế xuất chúng, ai nấy đều là thiếu nữ tuyệt sắc. Trong Ly Hỏa Thành cũng có nhiều nữ nhân xinh đẹp, ví dụ như Liễu Khanh mới gả cho Lý Viêm Phong cũng là vưu vật tuyệt thế, quyến rũ đa tình, nét mày trao một nụ cười khiến nhiều nam nhân thẫn thờ. Phong tình của nàng làm Lý Thiên Mệnh không kiềm được nhìn kỹ một lúc. Nhưng với kinh nghiệm trải đời của hắn, khi nhìn bóng dáng yêu kiều chạy nhanh lại gần thì cảm giác thế giới như yên lặng. Khoảnh khắc kia, hắn quên hết thảy, quên sống chết, quên thời gian, chỉ có bóng dáng yêu kiều trước mắt chiếm lĩnh thể xác và tinh thần của hắn. Lại bật chế độ dại gái. Nàng kia như ẩn trong sương mù trắng, có mái tóc đen muôn mê người, khuôn mặt trái xoan, mắt mũi miệng như tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt đôi mắt sáng ngời tựa ánh sao trong trời đêm. Nàng mặc váy dài màu lam nhạt, eo nhỏ một bàn tay ôm hết, trông mảnh mai không có xương nhưng càng thêm quyến rũ. Làn da trắng mịn như ngọc ấm, sáng bóng mềm búng da sữa. Thiếu nữ như vậy đúng là tựa tiên nữ trên trời, như tiên giáng trần, không dính khói lửa trần gian. Khiến Lý Thiên Mệnh suốt đời khó quên là nàng khác với người bình thường, làn da tỏa sáng lấp lánh như đá quý trân châu, xương trắng quanh người nàng là từ ánh sáng làn da tụ lại. Hỏa Lăng Sơn âm u dữ tợn, nhưng vì có thiếu nữ xuất hiện mà cả khu rừng trở nên sáng ngời, tinh khiết, mọi máu me và giết chóc, bao gồm mãnh thú dựa theo truy sát nàng đều biến mất. Lý Thiên Mệnh không rõ vì sao có người tự phát ra ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp như vậy. Thiếu nữ thanh thoát dịu dàng làm Lý Thiên Mệnh không cách nào suy nghĩ. Lòng rung động khó tả, giống như hai người đã quen biết từ lâu, giờ phút này số phận đẩy đưa cho họ đột ngột tình cờ gặp gỡ. Tuy câu chuyện tình cờ gặp nhau đã cũ rích, có lẽ sẽ có màn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng khi ánh mắt của Lý Thiên Mệnh và thiếu nữ giao nhau thì như hai tinh cầu va chạm, hắn nghe rõ nhịp tim đập rộn ràng như thiên địa nổ tung, tiếng trống tim gõ dồn dập. Gặp thiếu nữ như vậy khiến Lý Thiên Mệnh quên bén bạn gái cũ Mộc Tình Tình lên 9 tầng mây. Mãi đến hôm nay Lý Thiên Mệnh mới biết có một vẻ đẹp khiến chúng sinh say mê. Vẻ đẹp đó vượt qua giống loài, chú gà con cũng phải xoe tròn mắt, cười xấu xa. Ta tuyên bố, ta đã gặp được tình yêu. Lý Thiên Mệnh nói. Còn nói thêm câu nữa sẽ thiến ngươi. Tiểu Hoàng Kê vênh váo nói. Lão đệ, đang ghen tị kích cỡ của ta to hơn của ngươi chứ gì. Lý Thiên Mệnh buồn cười chào phúng. Huynh Hỏa. Bộ dạng vênh váo không biết tự lượng sức mình của ngươi rất giống đồ ngốc. Làm Lý Thiên Mệnh giật mình là thoạt trông thiếu nữ chân trần chạy nhanh, nhưng nhìn kỹ thì chân nàng không đạp đất mà lướt trong không khí. Hèn gì ánh mắt đầu tiên Tiểu Hoàng Kê tưởng là nữ quỷ. Trên người của nàng có nhiều thứ không thể tưởng tượng, nhưng trên cơ bản đều bị chân dài trắng mịn thon dài đầy đặn che giấu, trong mắt Lý Thiên Mệnh chỉ thấy hai cặp chân đẹp đung đưa trên không trung. Thiếu nữ đã thấy Lý Thiên Mệnh. Từ trước khi mặt đối mặt là nàng đã chọn chạy tới chỗ này, có lẽ nàng sớm cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hai người cách nhau càng lúc càng gần, đương nhiên Lý Thiên Mệnh sẽ không để thiếu nữ như nàng tiên này Hương Tiêu Ngọc vẫn trước mắt mình, vì vậy hắn lao nhanh tới chỗ nàng. Bị gái lừa một lần mà giờ thấy gái lại tươm tướp vại mên. Cây cối không ngừng tuột ra phía sau, tốc độ của Lý Thiên Mệnh mau đến nỗi Tiểu Hoàng Kê suýt bay ra ngoài, nó chỉ có thể la hét dùng móng túm chặt tóc của hắn. Thân thể nhỏ bé điên cuồng lắc lư trong gió. Tiểu Hoàng Kê tức giận la mắng trong sốc này kịch liệt. Ta nhìn thấu ngươi rồi Lý Thiên Mệnh, đồ trọng sắc khinh hữu, đồ thú hoang động dục. Nhưng Lý Thiên Mệnh như không nghe vào tai tiếng chửi rủa của Tiểu Hoàng Kê, càng chạy càng thấy rõ nhan sắc của thiếu nữ đẹp khiến người nghẹt thở, ánh sáng lấp lánh trên người nàng thật đặc biệt. Lý Thiên Mệnh thấy thiếu nữ nhoẻn miệng cười. Khi nàng cười thì hiện ra lúm đồng tiền bên khóe môi, mắt híp lại như trăng rằm. Nàng cười cực kỳ thỏa mãn, đáng yêu mà tinh nghịch. Nàng cười với Lý Thiên Mệnh, nụ cười chỉ thuộc về hắn,